Tống Chiêu Độ hiển nhiên đã sớm nghiên cứu. Tôi vẫn cho rằng điều đồng chí Hạ tưởng tới tổ lãnh đạo là không thích hợp, cậu ta vừa mới thích ứng với công việc của phòng tin tức, lại có sự điều động lớn, dễ ảnh hưởng đến tính tích cực trong công tác của cậu ấy. Đồng chí Hạ tưởng là một cán bộ có năng lực, có tinh thần hăng hái, chúng ta phải dựa trên quan điểm trân trọng cậu ấy, không thể không nghĩ tới cảm nhận của cậu ấy, tùy ý điều tới điều lui. Mai Thái Bình vẫn là tỏ vẻ phản đối, y trước mắt nghĩ rằng Hạ tưởng vẫn nên ở lại phòng tin tức là thích hợp nhất, có thể nâng cao kiến thức lý luận, những lúc nhàn rỗi lại có thể cùng hắn nói chuyện, y đi tìm Hạ tưởng cũng tiện. Nếu Hạ tưởng điều tới tổ lãnh đạo, sẽ tiếp cận gần hơn với bọn người Ủy ban Nhân dân tỉnh, đó không phải là kết quả mà y mong muốn. Diệp Thạch Sinh không rõ vì sao Mai Thái Bình không chịu buông tay với Hạ tưởng, gã nghĩ đi nghĩ lại, mới nhớ ra điều Hạ tưởng đến tỉnh ủy là chủ ý của Thôi Hướng. Cuộc họp hội ý hôm nay vốn là muốn mời Thôi Hướng tham gia, nhưng Thôi Hướng có việc đột xuất đi Bắc Kinh, nên không đợi gã. Diệp Thạch Sinh phân vân, cho dù lần trước gã sử dụng quyền uy của lãnh đạo số 1, hung hăng chèn ép Thôi Hướng một lần, nhưng Thôi Hướng thái độ trước sau như một, vẫn cứ làm theo ý mình. Hơn nữa gã cũng nghe nói, sau lưng Thôi Hướng ở Bắc Kinh vô cùng mạnh, gần như có chiều hướng đi lên. Vẫn còn có một điều khiến gã lo lắng, đó chính là gần đây gã nghe thấy chuyện Thôi Hướng đi lại với Phó Gia. Mà sắp đến nhận chức trưởng ban tuyên giáo Mã Tiêu, cũng là họ hàng nhà Phó Gia. Còn có Phó Bí Thư thành phố Yến Phó Tiên Phong, sau khi đến thành phố Yến nhậm chức, cũng rất nhanh liền đứng vững vàng. Hơn nữa Phó Gia còn có một món tiền đầu tư lớn sắp đầu tư vào thành phố Yến, có thể nói đánh vào hai điểm trọng tâm là chính trị và kinh tế. Có thể thấy được Phó Gia đã xác định rõ tâm tư tại tỉnh Yến. Diệp Thạch Sinh liền cảm giác được áp lực bị bao vây tứ phía, gã ho khan một tiếng, do dự một chút, rồi nói. Nếu Chiêu Độ cảm thấy Hạ tưởng thích hợp với công việc của tổ lãnh đạo tổ, thì điều đến là được rồi. Sự việc đáng nhẽ ra sắp được định rồi, nhưng Mai Thái Bình lại nói thêm một câu. Hạ tưởng lúc đầu là phó bí thư Thôi điều đến tỉnh ủy, hay là cứ hỏi ý kiến bí thư Thôi thì hơn. Diệp Thạch Sinh lại có cảm giác quyền uy của nhân vật số 1 trong tỉnh bị xâm phạm, bất mãn nói. Chẳng qua chỉ là từ ban này chuyển đến một ban khác trong trụ sở tỉnh ủy, việc nhỏ ý tôi còn không làm chủ được à. Chắc là cảm thấy câu nói vừa rồi hơi chưa đủ khí phách, việc của trụ sở tỉnh ủy, có việc gì là gã không thể làm chủ. Diệp Thạch Sinh liền nói. Cứ quyết định như vậy đi, bí thư Thôi có ý kiến gì, cứ bảo ông ta đến tới tìm tôi. Diệp Thạch Sinh lại bị Mai Thái Bình thành công trong việc khơi ra chuyện bất mãn với Thôi Hướng. Đúng vậy, mọi chuyện lúc nào cũng đều phải xem sắc mặt của Phó Bí Thư à. Phạm Duệ Hằng thân là chủ tịch tỉnh, cũng không quản được nhiều việc như Thôi Hướng. Nhưng Phạm Duệ Hằng lại là Phó Bí Thư thứ nhất tỉnh ủy. Ý kiến của Phạm Duệ Hằng với việc Tống Chiêu Độ điều Hạ tưởng đến tổ lãnh đạo tự nhiên là vô cùng tán thành. Có cơ hội kéo Hạ tưởng đến bộ máy chính phủ bên này, gã cớ sao mà không làm. Mặc dù gã có chút không vừa lòng đối với việc Hạ tưởng sau khi nhận quà biếu của gã, vẫn không có chút biểu hiện gì. Tuy nhiên gã cũng có thể lý giải tâm tư của Hạ tưởng, bất cứ ai sau khi nhận được một tấm giấy trắng của chủ tịch tỉnh thì cũng sẽ có cảm giác bối rối. Sau khi nghĩ thông suốt, Phạm Duệ Hằng cũng không oán trách thái độ im lặng của Hạ tưởng nữa, dù sao tương lai còn dài. Chỉ cần Hạ tưởng ở trụ sở tỉnh ủy một ngày, sẽ có cơ hội tùy gã sai bảo. Thôi Hướng đi Bắc Kinh là để gặp người nhà Phó Gia. Sau khi trở về nghe nói đến việc thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, trong lòng cũng không có chút bận tâm nào, thực ra cũng là việc đã sớm định rồi, cũng không có gì bất ngờ cả. Thế nên khi hắn nghe nói sẽ mở hội nghị thường vụ thảo luận về tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất, hắn cũng không suy nghĩ sâu xa gì, lại càng không bàn trước với Diệp Thạch Sinh, liền tham gia luôn hội nghị. Thôi Hướng cũng biết trước đó đã mở họp hội ý giữa bí thư và các phó bí thư. Biết sự việc đã định rồi, gã đang suy nghĩ chuyện Phó Gia đầu tư vào thành phố Yến, thế nên cũng không lưu tâm nghe xem Tống Chiêu Độ nói gì, bỗng nhiên, một cái tên quen thuộc truyền vào trong tai, cái gì? Gã hơi sửng sốt, muốn mượn cớ điều Hạ tưởng đến tổ lãnh đạo, không được, tuyệt đối không được. Thôi Hướng trong lòng giận dữ, được, thừa dịp ta không nhớ tới nhân cơ hội đem Hạ tưởng thoát khỏi phạm vi khống chế của ta. Thật là một sự suy tính đầy khôn khéo. Tôi hao tổn tâm sức điều Hạ tưởng đến tỉnh ủy, cuối cùng để cho các người nững tay trên, chẳng nhẽ tôi lại bị các người xem là kẻ suy nghĩ thiển cận.
Còn các người chính là ngư ông đắc lợi. Phó Bí Thư Thôi có ý kiến gì không? Đợi Tống Chiêu Độ phát biểu ý kiến xong, chiếu theo trình tự, Diệp Thạch Sinh theo thường lệ trưng cầu ý kiến của Phó Bí Thư. Cái khác thì không có, chỉ là tôi không đồng ý việc điều Hạ Tưởng đến tổ lãnh đạo. Thôi Hướng uy nghiêm nhìn khắp lượt ủy viên thường vụ đang ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên người Tống Chiêu Độ. Phó Chủ tịch tỉnh Tống điều Hạ Tưởng đi, là do Hạ Tưởng thật sự có năng lực trong lĩnh vực đó, hay là còn có ý nào khác? Tống Chiêu Độ không chút sợ hãi đáp lại ánh mắt của Thôi Hướng, nắm đó sự chèn ép của Cao Thành Tùng cũng không làm cho hắn khiếp sợ, một Thôi Hướng thật chẳng thể dọa được hắn. Hắn nói với vẻ mặt bình tĩnh. Không có tài năng bị lãng phí, không có vật nào là không thể tận dụng. Dựa vào tài năng của Hạ Tưởng, ở lại phòng tin tức chỉ làm lãng phí nhân tài. Tôi và Chủ tịch tỉnh Phạm, Phó Chủ tịch tỉnh Mã đã hội ý qua, đều nhất trí cho rằng thành tích công tác của đồng chí Hạ Tưởng trong tổ cải tạo ở thôn nội đô thành phố Yến là rõ như ban ngày. Điều cậu ấy đến tổ lãnh đạo, đó là một sự lựa chọn sáng suốt. Thôi Hướng sửng sốt, không ngờ rằng Tống Chiêu Độ khi mở miệng lại đem hai vị chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh ra, còn cộng thêm chính hắn nữa. Có thể nói là một khi tỉnh ủy nhất trí thông qua, rõ ràng là gây thêm áp lực cho y, nói cho y biết, không nên đối đầu với cả toàn bộ tỉnh ủy. Thôi Hướng khoát tay chặn lại. Hạ Tưởng ở tổ cải tạo thôn nội đô đúng là có một chút thành tích, nhưng cũng không có thể chứng minh anh ta có đầu óc trong lĩnh vực kinh tế. Việc điều chỉnh kết cấu sản xuất có liên quan đến cục diện của cả tỉnh Yến, không thể làm qua loa, đại khái được. Nếu chẳng may vì dùng không đúng người mà làm cho làm thí điểm thất bại, lúc đó trách nhiệm thuộc về ai? Lại là đề cao trách nhiệm để chụp mũ, chèn ép người khác, Tống Chiêu Độ không chút kiêu ngạo tự cao nói. Thành phố thí điểm là ý tưởng do tôi đề ra, tổ lãnh đạo cũng do tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng, nếu có vấn đề gì đương nhiên sẽ do tôi gánh vác. Ông ta lại liếc mắt nhìn Diệp Thạch Sinh một cái. Thấy Diệp Thạch Sinh mắt nhìn xuống, lông mày nhíu liên hồi. Trong lòng hiểu rằng ác cảm của Diệp Thạch Sinh với Thôi Hướng lại sâu sắc thêm một phần, trong lòng khẽ vui sướng, liền nói. Hạ Tưởng không phải là không có đầu óc về phương diện kinh tế. Tôi không muốn lại liệt kê ra những thành tích mà cậu ấy đã có được ở huyện An, chỉ nói một điều, hai thành phố thí điểm, từ sớm đã là do cậu ấy đứng ra phụ trách, tiếp cận thuyết phục những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hai thành phố. Nếu như không có Hạ Tưởng đi trước thuyết phục, thành phố Bảo và thành phố Đan Thành cũng không sẽ không đệ đơn đề xuất, tất cả là vì giúp đỡ tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Lời nói của Tống Chiêu Độ đơn giản mà có đủ sức nặng, giống như một hòn đá có thể làm dấy lên cả ngàn lớp sóng. Hiện trường đồng loạt vang lên những tiếng tranh luận. Diệp Thạch Sinh đột nhiên nâng cao mí mắt, liếc nhìn Tống Chiêu Độ đầy vẻ kinh ngạc. Bắt gặp nét mặt kiên định của Tống Chiêu Độ, ông ta biết rằng, trong chuyện này Tống Chiêu Độ không có khả năng nói dối giúp Hạ Tưởng dàn xếp, nếu sự thật đúng như vậy, Hạ Tưởng quả là một nhân tài hiếm có. Trong lúc nhất thời, lòng người khác nhau, mọi người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. Phạm Duệ Hằng thầm nghĩ, Hạ Tưởng thật là có bản lĩnh. Một cán bộ cấp cục mà lại có thể làm lay chuyển được cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hai thành phố, thuyết phục bọn họ chủ động đệ đơn xin làm thành phố thí điểm, một canh bạc lớn khi đem kinh tế ra để đánh cược với sinh mệnh chính trị. Cũng là theo một phương diện khác để chứng minh rằng, Hạ Tưởng quả là vừa có tài ăn nói lại có mắt nhìn xa, nếu không thì chẳng có bí thư thành ủy và thị trưởng nào lại đem tiền đồ ra cùng Hạ Tưởng đánh cược. Có thể lên làm bí thư thành ủy và thị trưởng, chẳng có ai là không trải qua vô số chuyện. Tiếp xúc với vô số người. Nếu không phải là gặp thời cơm cho dù quan hệ của Hạ Tưởng và bọn họ có thân đến đâu, thì cũng không thể chủ động đứng ra đệ đơn xin làm thành phố thí điểm được. Chính trị không nói tình cảm mà chỉ nói đến lợi ích. Mai Thái Bình vốn vẫn muốn phải đối đề nghị của Tống Chiêu Độ, nhưng nghe những lời Tống Chiêu Độ vừa nói, trong lòng ngay tức khắc đã hiểu được, đằng sau tất cả mọi việc thực chất đều có bóng dáng của Hạ Tưởng. Nói không chừng là do Hạ Tưởng có ý như vậy, chính là muốn nhân cơ hội này rút khỏi phòng tin tức. Nhảy đến tổ lãnh đạo, chẳng khác nào là chính hắn tự tạo cho mình một cơ hội. Thật đúng là một người thông minh, Mai Thái Bình hạ quyết tâm, quyết định không ngăn trở nữa, nên bật đèn xanh cho Hạ Tưởng. Nếu đã là ý nguyện của chính Hạ Tưởng thì gã cũng không cần thiết gây thêm rắc rối, cứ cho hắn được toại tâm nguyện là được, biết đâu Hạ Tưởng chính là muốn mượn sự trợ giúp của tổ lãnh đạo, thừa thế tiến lên. Những ủy viên thường vụ khác đều giật mình kinh hãi, bọn họ đều không lạ gì danh tiếng của Hạ Tưởng,
nhưng khi biết chuyện Hạ Tưởng đứng đằng sau lưng thuyết phục hai thành phố chủ động đề xuất xin trở thành thành phố thí điểm thì vẫn không thể tin nổi. Thôi Hướng vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ ở tại chỗ. Hạ Tưởng hiện tại không thể chèn ép được rồi. Thôi Hướng hiện lên một chút tiếc nuối trong lòng, lại thấy tình thế mạnh hơn người, đành phải gật đầu nói. Được rồi, tôi đồng ý. Nói đến cũng khéo, ngay khi Thôi Hướng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, không tiếp tục cản trở công việc của Hạ Tưởng, thì thư ký của Diệp Thạch Sinh là Ma Thu đi đến bên cạnh Diệp Thạch Sinh, nói nhỏ mấy câu, Diệp Thạch Sinh sau khi nghe xong liền vui vẻ ra mặt nói. Tin tức tốt, tỉnh Lĩnh Nam vừa khởi động lại đoàn khảo sát tới tỉnh Yến, bước đầu dự định là sẽ đến thăm tỉnh Yến trước mồng 1 tháng 5. Chương 412, cô có tình tôi có ý. Mọi người đều rất phấn khởi, nhưng ngoài niềm vui ấy, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới vấn đề liên quan đến Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Thôi vừa mới gật đầu đồng ý điều Hạ Tưởng đến tổ lãnh đạo, thì liền có ngay tin tức về đoàn khảo sát của tỉnh Lĩnh Nam, là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một tín hiệu chính trị. Nếu không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì bản lĩnh của Hạ Tưởng thật đáng sợ. Những việc xảy ra trên chính trường, bất luận là trùng hợp hay cố ý, thì cũng đều khiến người ta rơi vào không gian suy nghĩ miên man vô tận, không gian ấy càng rộng thì càng làm cho người ta không đoán định được. Đương nhiên nếu để cho Hạ Tưởng trình bày, hắn 100% sẽ nhận định là trùng hợp. Bởi vì chuyện này với hắn quả là không có một chút quan hệ gì. Hơn nữa, hắn cũng không biết đến chuyện này, hắn hiện tại đang ở cùng Mai Hiểu Lâm, chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của cô ta. Mai Hiểu Lâm vốn không mời Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không biết sinh nhật của cô, vừa hay hắn và Khâu Tự Phong nói chuyện điện thoại với nhau, thảo luận vấn đề thành phố thí điểm. Khâu Tự Phong đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Mai Hiểu Lâm, liền cười cười nhắc Hạ Tưởng một câu. Hôm nay sinh nhật Mai Hiểu Lâm, cậu không định qua chúc mừng cô ấy à? Hạ Tưởng liền cười Khâu Tự Phong. Anh vẫn còn nhớ tới sinh nhật của Mai Hiểu Lâm, thật là có tâm nhỉ. Khâu Tự Phong thở dài một hơi. Cô ấy cũng là một cô gái tốt, nhưng tiếc rằng tôi và cô ấy không có duyên phận, thôi đừng nhắc nữa. Cậu và cô ấy trước kia hợp tác cũng xem là vui vẻ, cũng nên biểu hiện một chút mới phải. Cô ấy ngoài mặt không nói ra, nhưng thật sự trong lòng hiểu rất rõ. Mặc kệ Khâu Tự Phong có phải có ý nhấn mạnh câu cuối hay không, Hạ Tưởng nếu đã biết hôm nay là sinh nhật Mai Hiểu Lâm, chắc chắn sẽ gọi điện hỏi thăm. Không ngờ rằng, điện thoại vừa mới kết nối xong, cô đang ở trong khách sạn thành phố Yến, hơn nữa nghe giọng điệu của cô, đã có vài phần men say. Hạ Tưởng. Không ngờ anh lại biết hôm nay là sinh nhật tôi. Anh qua đây đi, tôi đang ở khách sạn Phù Dung thành phố Yến. Vừa đúng lúc hết giờ làm, Hạ Tưởng liền gọi một cuộc điện thoại cho Tào Thù Lê, nói không cần chờ hắn về nhà ăn cơm, sau đó lái xe thẳng đến khách sạn Phù Dung. Khách sạn Phù Dung nằm trên đường Hoa Nam, phía đông đối diện trung tâm thương mại Quốc Bắc, phía tây tiếp giáp với công ty Ngũ Giao Hóa. Công ty Ngũ Giao Hóa đã phá sản. Chỉ sót lại một đám người chuyển lên khu trống trên tầng 6 tòa nhà văn phòng. Nghe nói trung tâm thương mại tổng hợp cao cấp của Phó Gia sẽ được xây dựng trên nền của tòa nhà cũ của công ty Ngũ Giao Hóa, hơn nữa còn mở rộng kinh doanh, có tên là thời trang hàng hiệu cao cấp. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Mai Thái Bình cũng ở đấy, nhưng không ngờ rằng vừa đặt chân lên không gian trang nhã của tầng 3, nhìn thấy trong đó chỉ có hai người, Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc. Cổ Ngọc vừa thấy Hạ Tưởng đã nói. Anh rốt cuộc cũng đến rồi, Mai Hiểu Lâm thật đúng là biết dọa người, cô ta uống không ít rượu. Em khuyên thế nào cũng không được. Cô lại chớp chớp mắt nhìn về phía Hạ Tưởng. Cũng may là anh đã đến, cho dù cô ấy có say đến nỗi không biết gì thì cũng có người cõng về. Sau đấy Cổ Ngọc lại nói khẽ. Anh nói chuyện chú ý một chút, cô ý hôm nay có chút không vui, nếu anh chọc cô ấy, nhớ cô ấy bị tổn thương thì anh phải chịu trách nhiệm đấy. Mai Hiểu Lâm làm sao vậy? Hạ Tưởng mới để ý rằng khuôn mặt cô đã chuyển sang màu đỏ, hai mắt lờ đờ, rõ là trong trạng thái say rượu. Mai Hiểu Lâm vừa đứng lên, liền có chút lảo đảo, nhìn Hạ Tưởng nói. Anh đến rồi, không dễ gì mà anh nhớ được ngày sinh nhật của tôi, là người đàn ông duy nhất ở đây, uống trước ba ly rồi mới nói. Mai Hiểu Lâm với ra một cái là túm được tay Hạ Tưởng, sức quả là không nhỏ, cầm một ly đưa vào tay hắn. Hết nhé, không uống hết là không nể mặt tôi đấy. Mai Hiểu Lâm thật đúng là đã uống không ít, Hạ Tưởng liền quay lại liếc mắt nhìn Cổ Ngọc. Sao cô không khuyên cô ấy? Để cho cô ấy uống nhiều như vậy làm gì?
Các cô là đàn bà con gái, nếu như đều sai cả, nhỡ gặp kẻ xấu thì biết làm thế nào. Cổ Ngọc đưa hai tay ra với vẻ không có gì quan trọng cả, hai mắt lúng liếng mang chút lẳng lơ. Cô ấy một mực đòi uống, em nỡ lòng nào ngăn cản. Hôm nay lại là sinh nhật của cô ý, thôi cứ chiều cô ý một tí vậy. Em phải thanh minh trước thế này, em không hề có ý nói đến chuyện tình cảm nam nữ, là tự cô ý chủ động nói ra, cô ý nói cô ý đối với anh. Đừng nói nữa. Mai Hiểu Lâm mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, không biết là do men rượu hay là do xấu hổ mà đỏ mặt, cô đánh bạo liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Không được nghĩ ngợi lung tung, tôi không có ý gì với anh cả, chỉ là uống nhiều quá, nói đùa một tí thôi. Anh có nghe thấy không? Hạ Tưởng liền nhịn cười. Nghe rõ rồi, hiểu rồi, nhớ rồi. Tôi tin là hai người đẹp các cô đều không có ý gì với tôi cả, tôi chẳng bao giờ hấp dẫn được ánh mắt của mỹ nhân. Mà theo kinh nghiệm của tôi, những cô mà tôi thích thì chả bao giờ thích tôi, còn những cô thích tôi, lại chẳng có cô nào xinh cả. Xí. Cổ Ngọc cười. Đừng nói sằng nói bậy nữa, em nghe Mai Hiểu Lâm nói bên cạnh anh có không ít mỹ nhân, chỉ nói riêng trong nhà anh cũng đã có một đại mỹ nhân rồi, ngoài ra còn có cái gì Liên Nhược Hạm, Nghiêm Tiểu Thì, Thu Ái, nghe nói còn có một cô nữ sinh trung học tên là Tống Nhất Phàm, cô ấy rất căm ghét anh, nói anh là một kẻ đào hoa. Hạ Tưởng toát mồ hôi, tại sao phụ nữ cứ ngồi với nhau là lại buôn chuyện như thế, cũng thật làm cho người ta kinh ngạc, Mai Hiểu Lâm đem những cô gái mà hắn quen biết ra nói hết một lượt, thật là không xem ai ra gì. Cho dù trong lòng hắn hiểu rõ rằng, có thể do cùng làm việc với nhau trong một thời gian dài, nên Mai Hiểu Lâm ít nhiều cũng có chút tình cảm với hắn, nhưng hắn đối với Mai Hiểu Lâm trước sau chỉ có tình đồng nghiệp, thậm chí có lúc ở cùng còn quên mất giới tính của cô, bởi vì Mai Hiểu Lâm tuy rằng xinh đẹp, nhưng tính cách của cô dễ khiến cho những người đã quen biết dễ quên mất rằng cô vốn là một người phụ nữ. Hạ Tưởng cười cười hơi chút ngượng ngùng. Phụ nữ thì tôi quen biết không ít, nhưng trong cuộc sống, không có người đàn ông nào là lại không biết nhiều phụ nữ cả. Nếu như một thằng đàn ông mà lại không có lấy vài người bạn khác giới, thế thì quá là thảm, có đúng thế không nào? Nhưng nếu cho rằng cứ là cô gái quen biết thì sẽ có quan hệ gì đó với tôi, các cô suy đoán chủ quan quá. Chả có cơ sở gì lại vẽ ra cho tôi không ít duyên ngộ. Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc đồng thanh nói. Nói nhiều chả ích gì. Cổ Ngọc cầm lấy bình rượu đứng bên cạnh Hạ Tưởng. Uống thôi, phạt ba ly đã rồi nói. Mai Hiểu Lâm đứng ở một bên nhìn chăm chú không tha. Được, hai cô gái cùng hợp sức lại, Hạ Tưởng không còn đường rút lui, đành phải uống liền ba ly. Sau khi uống xong, Mai Hiểu Lâm để cho Hạ Tưởng ngồi giữa cô và Cổ Ngọc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy lông, lộ ra đôi chân thon dài, áo khoác bên ngoài đã cởi ra, bên trên chỉ mặc một cái áo bó mỏng, làm tôn lên hai ngọn núi kiêu ngạo đầy mê hoặc. Cô dường như còn cố ý ưỡn lên, để lộ ra cái mà cô thấy tự hào, đồng thời cũng để cho Hạ Tưởng thấy vẻ quyến rũ của một cô gái như cô ấy. Cổ Ngọc quần áo rộng thùng thình, càng toát lên vẻ đẹp phóng khoáng. Cô bất luận là mặc quần áo gì cũng không bao giờ tháo sợi dây ngọc đeo trước ngực. Hơn nữa lần nào cũng đều nằm ở điểm giữa hai ngọn núi. Hạ Tưởng mỗi lần gặp là lại có ý nghĩ tò mò pha chút thú vị, rằng chẳng lẽ cô không cảm thấy ngọc lúc ẩn lúc hiện trước ngực, là cố ý thu hút ánh mắt của người khác. Hơn thế nữa vị trí trước ngực của phụ nữ chắc chắn là rất nhạy cảm, đeo ngọc cũng giống như là có bàn tay trẻ con đưa qua đưa lại ở giữa, không cảm thấy chạm qua chạm lại sao. Đương nhiên Hạ Tưởng không phải là con gái, chỉ đứng từ góc độ của đàn ông để suy đoán. Rõ ràng là cảm nhận không được chuẩn cho lắm. Hạ Tưởng ngồi giữa Mai Hiểu Lâm và Cổ Ngọc, lại tiếp hai cô uống vài ly rượu, rồi khuyên Mai Hiểu Lâm uống ít đi một chút. Mai Hiểu Lâm cũng không cần biết đến sự có mặt của Cổ Ngọc, đột nhiên ôm lấy tay Hạ Tưởng, rồi nói. Hạ Tưởng, anh dùng ánh mắt của một người đàn ông nhìn kỹ tôi đi. Từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, anh nói xem, có được xem là một người đẹp không? Phụ nữ mà kích động lên thì đanh đá chua ngoa khác thường. Hạ Tưởng thấy Cổ Ngọc cười trộm bên cạnh, hiện rõ vẻ mặt hả hê, cười trên nỗi đau khổ của người khác, lại không thể không trả lời câu hỏi của Mai Hiểu Lâm, liền nói. Cô hoàn toàn xứng đáng là một cô gái đẹp, cho dù không trang điểm ăn mặc đẹp thì cũng khiến cho người ta lần đầu nhìn thấy kinh ngạc, lần thứ hai thấy muốn nhìn thêm, lần thứ ba thì khiến cho người ta không thể đưa mắt đi cho khác. Ôi trời, anh hóa ra còn có chiêu đối phó với phụ nữ như thế. Miệng lưỡi trơn tru lại cộng thêm những lời đường mật, hơn nữa anh cũng được xem là có vẻ ngoài dễ coi,
thêm vào đó là tuổi còn trẻ như thế mà đã là một cán bộ cấp cục, đúng là một cao thủ sát gái trời sinh. Cổ Ngọc kinh ngạc mở to mắt nhìn, vẻ mặt đầy khoa trương. Hạ Tưởng xoay qua lườm cô một cái, khuôn mặt nghiêm nghị. Đừng gây thêm rắc rối nữa. Chốc nữa Mai Hiểu Lâm mà lên cơn say, cô phải có trách nhiệm đưa cô ý về. Có một số người bình thường thì nhã nhặn, nhưng khi uống rượu vào rất nguy hiểm. Cô không biết người mà cô bình thường rất thân thiết, sau khi uống say sẽ biến thành bộ dạng thế nào đâu. Hạ Tưởng không phải là cố ý đe dọa, mỗi người mỗi tính, cũng như mỗi loại rượu lại có một hương vị khác nhau, ai cũng đều ẩn giấu sâu bên trong. Nhưng sau khi đã uống say, người bình thường hào hoa phong nhã, cũng có thể đứng trên đường mà chửi trời mắng đất. Lại có những người bình thường nhìn thì thô lỗ, nhưng sau khi uống say, lại chỉ lăn ra đánh một giấc thật say. Cổ Ngọc lè lưỡi. Chỉ đùa vui một chút cũng không được sao. Đừng có nổi nóng lên với em không thèm quan tâm tới anh nữa. Hạ Tưởng bị Mai Hiểu Lâm dùng hai tay ôm chặt, hắn cảm nhận được đôi bàn tay dày và mịn màng của một cô gái đã trưởng thành. Nếu nói về một làn da đẹp, thì không ai có thể so sánh với trẻ con, cho dù là những đứa trẻ dưới 10 tuổi, làn da bình thường đều sẽ mịn hơn bất kỳ một tuyệt sắc mỹ nhân nào. Da của con người đi cùng với sự tăng lên của tuổi tác, sẽ càng ngày càng thô ráp đi, đó là quy luật không thể thay đổi của tự nhiên. Nhưng không biết tay của Mai Hiểu Lâm đã được chăm sóc như thế nào, nó đem đến cho Hạ Tưởng cảm giác mịn màng mà mềm mại. Thậm chí có thể ví với tay của Tống Nhất Phàm. Một cô gái 30 tuổi lại có đôi bàn tay mịn màng có thể so với tay của một thiếu nữ, thật là hiếm có. Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng ngồi rất gần nhau, có lẽ là do sự kích thích của cồn, toàn thân cô nóng rực lên, một mùi hương mang hơi hướng của một người phụ nữ trưởng thành phả vào mặt, làm kích động tâm trí của Hạ Tưởng. Có một câu nói rất hay là, hương thơm phụ nữ, quả thật là mỗi người phụ nữ đều có một mùi thơm cơ thể khác nhau, hoặc là thoang thoảng, hoặc là nồng nhiệt, hoặc là làm cho người ta có cảm giác yên tâm, hoặc là làm cho người ta bị kích động. Nhưng có một điểm tương đồng, đó chính là đối với những người đàn ông đã có kinh nghiệm, mùi hương của phụ nữ luôn có sức mê hoặc không thể cưỡng nổi. Mai Hiểu Lâm muốn nói gì đó, há miệng thở dốc, nhưng ánh mắt lại đỏ lên trước, Hạ Tưởng nhìn thấy liền vội nói. Chưa từng được khen hay sao? Cứ được khen là lại cảm động muốn rơi nước mắt rồi. Thế từ nhỏ tới lớn cô đã khóc bao nhiêu lần rồi? May là Hạ Tưởng kịp nói những lời này, Mai Hiểu Lâm mới thôi không khóc nữa, mỉm cười. Ghét anh quá đi, miệng lưỡi dẻo quẹo không à? Mai Hiểu Lâm nhoẻn miệng cười, lại lộ vẻ quyến rũ mê người, có ý trêu chọc. Anh lợi hại thật đấy, cô ta ở trước mặt em chỉ biết không ngừng nói những chuyện không đâu vào đâu. Thế mà ở trước mặt anh, cô ấy lại ngoan ngoãn như một chú mèo con, còn có nụ cười quyến rũ như thế nữa. Đúng là chỉ có đàn ông mới có thể xoa dịu được trái tim của phụ nữ. Cổ Ngọc xúc động nói. Hạ Tưởng quay đầu lại trừng mắt nhìn cô ta, ra ý là cô đừng gây thêm phiền phức, nói ít đi một chút. Cổ Ngọc mở nụ cười ngọt ngào, lại nói. Em hiểu ý anh rồi, đừng trừng mắt nhìn em như thế, em không nói nữa là được chứ gì. Nói xong, cô lấy tay bưng kín miệng thật, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Mai Hiểu Lâm cười giòn hơn nữa. Em đúng là một tiểu yêu tinh. Yêu tinh thì yêu tinh, tóm lại là vẫn hơn hồ ly tinh, đúng không? Cổ Ngọc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng hiểu ý cô, liền đứng lên, thuận tay đỡ Mai Hiểu Lâm dậy. Tiệc sinh nhật kết thúc ở đây nhé, bây giờ tôi đưa các cô về, làm một lần đóng vai vệ sĩ bảo vệ hai người đẹp. Mai Hiểu Lâm bị Hạ Tưởng kéo dậy, thân mình nhoáng một cái đã dựa vào người Hạ Tưởng, cô liền thuận thế ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Nửa thân mình dựa hẳn vào người hắn. Chỗ đầy đặn nhất trước ngực liền đè chặt lên cánh tay Hạ Tưởng. Đầy đặn, vô cùng đàn hồi, Hạ Tưởng ngay lập tức đã đưa ra nhận xét chuẩn xác. Cô ý tự mình lái xe từ huyện An lên. Em không có xe, bây giờ cô ý say rồi, thế cũng tốt, em lái xe của cô ý, anh lái xe của anh, còn cô ý thì ngồi xe anh được rồi. Đã muộn như thế này rồi, chắc chắn là sẽ không về huyện An nữa. Hay là đêm nay cứ để cô ý ở lại viện điều dưỡng với em được rồi. Cổ Ngọc vừa cầm lấy áo khoác của hai người, vừa nói. Hạ Tưởng nghĩ thấy cũng đúng, đang định gật đầu thì Mai Hiểu Lâm lại lắc đầu lia lịa. Tôi không đi viện điều dưỡng đâu, tôi muốn ở khách sạn. Hạ Tưởng, anh đưa tôi đi thuê phòng nhé. Mai Hiểu Lâm lúc tỉnh táo, nói chuyện có đôi khi làm cho người ta không nói được lời nào,
say rượu, lại càng làm cho người ta thêm bối rối. Hạ Tưởng không biết làm sao, chỉ còn cách cười cười, nói với Cổ Ngọc. Đừng hiểu lầm, ý của cô ấy là... Em không hiểu lầm, là do anh cả nghĩ thôi. Cổ Ngọc cười một cách đầy hàm ý, ghé tai Hạ Tưởng nói. Kỳ thực, cô ấy rất thích anh, vừa đúng có cơ hội trước mắt, đừng bỏ lỡ đấy. Hạ Tưởng toát mồ hôi, phụ nữ lúc nào cũng lợi hại như vậy sao, nói chuyện đều thẳng thắn như thế à? Hắn quan sát Cổ Ngọc vài giây, rồi nói. Ban đầu có người nói cô có biệt danh là Cổ Công Chúa, nói cô rất cổ hủ. Nhưng nghe những lời vừa rồi cô nói, tôi thấy cô cũng theo kịp trào lưu đấy chứ. Cổ Ngọc mặt tự nhiên đỏ lên. Nói linh tinh gì thế, em là em thích xem người khác đi theo trào lưu mới chứ không phải là em tự mình có tư tưởng thoáng. Em cảnh cáo anh, không được có ý gì với em đâu đấy. Hạ Tưởng tưởng chừng như muốn phát điên lên, nói. Thôi cho tôi xin, tôi chả có ý với ai cả, được chưa? Trong lòng lại cảm thấy oan ức, Cổ Ngọc nói cứ như là hắn đói quá nên ăn đại không bằng, chả nhẽ hắn lại chưa gặp đàn bà bao giờ, thật là hết chỗ nói. Tuy nói là buồn bực, nhưng có Mai Hiểu Lâm dính sát bên người, nên vẫn có cảm giác hơi khô nóng. Hạ Tưởng không thể không thừa nhận, tư tưởng không nghĩ là một chuyện, phản ứng của cơ thể có lúc lại không nghe theo sự điều khiển của trí não. Cuối cùng vẫn là vì Mai Hiểu Lâm khăng khăng đòi, nên đành phải thuê cho cô một phòng ở một khách sạn gần đó. Cổ Ngọc đầu tiên giúp Hạ Tưởng bận tới bận lui một hồi, cho đến khi Hạ Tưởng thu xếp xong cho Mai Hiểu Lâm, cô liền lấy lý do còn có việc, nên về trước. Hạ Tưởng liền ngăn cô lại ở dưới sảnh khách sạn. Không đúng, cô phải là người ở lại chăm sóc cô ý mới đúng, tôi và cô ý sẽ bất tiện lắm. Cổ Ngọc không nói gì, liền khởi động xe của Mai Hiểu Lâm, trước khi đi còn nói với Hạ Tưởng một câu. Chỉ có đàn ông mới xoa dịu được trái tim của phụ nữ, hơn nữa, việc hôm nay, em không biết gì hết. Nhìn thấy Cổ Ngọc lái xe đi mất, Hạ Tưởng chỉ còn cách lắc đầu nhẫn nại. Đang do dự không biết có nên lên lầu xem Mai Hiểu Lâm thế nào rồi không, thì lại thấy Mai Hiểu Lâm gọi điện. Tôi đau đầu quá, có cách nào tỉnh rượu không anh? Hạ Tưởng liền quay lên lầu, pha cho cô một tách trà đặc, nói. Không uống được rượu thì đừng nên uống nhiều như thế, uống say rồi không thấy thoải mái, mà lại khó chịu. Ai say rồi thì biết. Tôi biết rồi, không được nói tôi nữa. Mai Hiểu Lâm nói vẻ không được bằng lòng. Cô giận dỗi giọng như là đá thúng múng nia. Anh nói xem, tôi tốt xấu gì cũng là chủ tịch huyện, bộ dạng cũng coi như xinh xắn, vì sao mà vẫn không tìm được người thích hợp để kết hôn? Cô không phải là không muốn lấy chồng à? Sao tự nhiên lại thay đổi chủ ý thế? Hạ Tưởng ngạc nhiên, hắn nhớ rất rõ là Mai Hiểu Lâm trước đó rất kiên quyết nói là sẽ theo chủ nghĩa độc thân đến cùng. Chả nhẽ là thấy Khâu Tự Phong kết hôn, cô lại thấy hối hận. Không phải thế đâu. Có thể là do rượu vào thấy nóng, Mai Hiểu Lâm thoát một cái đã cởi bỏ cái áo mỏng bó sát bên ngoài, lộ ra áo lót bên trong, không mảy may để ý rằng còn có Hạ Tưởng ở bên cạnh. Tôi đã 30 tuổi rồi, tuổi đẹp nhất của phụ nữ sắp qua mất rồi, nghĩ cũng thấy có chút ngậm ngùi, tiếc nuối. Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm nói cũng có lý, liền khuyên cô. Đừng nghĩ nhiều làm gì, có lẽ là một nửa của cô vẫn chưa xuất hiện thôi. Đợi khi nào anh ta xuất hiện. Cô sẽ thấy mọi sự chờ đợi và hy vọng trước đây đều là xứng đáng. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa rồi. Mai Hiểu Lâm buồn buồn nói, lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng đầy tình ý. Hay là, tối hôm nay anh ở lại đây với em nhé? Nói thẳng quá, chả kín đáo tí nào, Hạ Tưởng liền cười cười lắc đầu nói. Không được, với cô quá thân thiết rồi, tôi không tiện ra tay. Hạ Tưởng vốn là chỉ định nói cho vui thôi. Không ngờ Mai Hiểu Lâm tưởng thật, xoay người chặn ở cửa. Dù sao thì cũng là tình một đêm, là chuyện anh có ý thì tôi tình nguyện, chẳng ai nợ ai cả, coi như là lúc tôi cần được an ủi nhất thì anh kịp thời xuất hiện, sau đó, chuyện không nên có hoặc nên có, thì cũng đều xảy ra rồi. Nếu như Mai Hiểu Lâm ẩn ý đưa tình, hoặc giống như Thiếu Gia đầy quyến rũ, hoặc giống như Liên Nhược Hãm khiêu khích và hấp dẫn, cho dù là giống như Tào Thù Lê e thẹn ngượng ngùng, cũng có thể kích thích sự ham muốn của Hạ Tưởng, nhưng đằng này Mai Hiểu Lâm quá mạnh bạo và thẳng thắn. Ngược lại khiến hắn cảm thấy như là một trò chơi. Ham muốn giữa nam nữ với nhau, cảm giác rất quan trọng, hắn không phải là một thiếu niên chưa từng trải vừa gặp con gái đã muốn cưa đổ. Không biết Mai Hiểu Lâm lấy đâu ra dũng khí như thế, liền cởi luôn cái áo bó bên ngoài,
làm lộ ra cái lót có viền ren màu đen, đưa hai tay ra, nói với thái độ coi thường. Có thách anh cũng không dám, tôi biết anh là kẻ nhát gan mà, cho dù tôi có cởi hết ra nằm trước mặt anh, thì anh cũng không dám chạm vào tôi một cái. Hạ Tường bị kích động tới mức bắt đầu thấy bực mình. Cô là chủ tịch huyện, tôi tôn trọng cô, mọi người cũng khá quen nhau, nếu như vượt quá giới hạn rồi, thì sau này sẽ khó mà gặp mặt nhau. Có gì mà khó gặp mặt nhau? Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên òa khóc, nhào vào trong lòng Hạ Tường. Anh không thể giả vờ an ủi tôi chút sao? Cho tôi còn có cảm giác mình cũng là một người con gái có sức hấp dẫn. Tôi sắp cởi hết đồ ra đứng trước mặt anh rồi, mà anh vẫn cứ thờ ơ như không, tôi không có một chút hấp dẫn nào sao? Mai Hiểu Lâm nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Hạ Tường ôm cô, vuốt ve tấm lưng mịn màng, ngực bị hai vật đầy đặn ép chặt, nói không động lòng đó là gạt người. Hơn nữa trên người Mai Hiểu Lâm lại tỏa ra một luồng khí nóng mang hơi thở của dục vọng, cơ thể của Hạ Tường bỗng nhiên có phản ứng. Mai Hiểu Lâm ngay lập tức đã nhận ra, cô liền ôm chặt lấy Hạ Tường, xoay người cùng hắn lăn trên nền thảm, giọng nói giống như mê sảng. Yêu em đi, vừa ngon lại miễn phí, rất đáng mà. Chương 413, ai thắng ai thua. Hạ Tường nằm ở dưới, bị Mai Hiểu Lâm ngồi đè dưới chân, cuối cùng bị câu nói sau cùng của cô làm cho hỏa dục bốc lên. Đàn ông phải có nguyên tắc, nhưng đàn ông cũng không để phụ nữ coi thường, càng không thể để phụ nữ trong lúc cần nhất lại không lấp đầy cho những trống trải trong lòng họ. Bây giờ thì hay rồi, bị người ta xô ngược ra, hắn bỗng nhớ tới một câu thơ, nam nhi sao không mang ngô câu, thu quan ải 50 châu. Lúc này không có quan ải cần thu phục, nhưng có một phụ nữ thành thục cần an ủi, về lý thì nên nỗ lực quật cường, giơ roi thúc ngựa. Đêm nay rượu tỉnh nơi nào? Sau khi tỉnh lại, Mai Hiểu Lâm giơ tay đẩy Hạ Tường một cái. Dậy đi, mau về nhà, chậm nữa sẽ không thể giải thích. Đã nói tôi chỉ mượn anh một lần, cũng không phải chiếm anh một đêm, anh có thể phủi áo mà đi, mai danh ẩn tính đi. Hạ Tường không phải kiểu lợi dụng được rồi còn không biết điều, liền cười hì hì. Không ngờ nha, em còn có khiếu cổ văn đấy. Đương nhiên, môn chính tôi học là Trung văn. Trên người Mai Hiểu Lâm còn chưa mặc gì, dưới ánh đèn chiếu qua, trắng như một cánh hoa, nét thành thục thướt tha từ đầu đến chân, thật như một trái chín đam mê làm cho người người muốn bẻ hái. Hạ Tường lại chờ mình mà đè lên người cô. Em nói ở là ở, nói đi là đi, tôi là đàn ông, tôi muốn nắm giữ quyền chủ động. Sau khi nắm giữ quyền chủ động lần nữa, Hạ Tường cũng không ở lại qua đêm, có lẽ không nên để cho Cổ Ngọc có cơ hội bắt gian ngay trên giường. Ai biết được cô ta có thể có ý nghĩ bất chợt, đột nhiên xông vào chém giết. Lúc chào biệt, Mai Hiểu Lâm dáng lười nằm nghiêng ở trên giường, nhìn Hạ Tường cười mà không nói, cũng không biết cô cười cái gì. Hạ Tường hơi có chút cảm thán, ý chí của đàn ông có khi kém chút, có con mèo nào không động lòng khi đứng trước một con cá nhỏ toát mùi thơm quyến rũ. Chắc là không có, mặc dù hắn tự hào đã gặp qua vô số người đẹp, nhưng lại không kềm lòng trước sức hấp dẫn của Mai Hiểu Lâm. Ngẫm lại cả hai cũng quen biết cả rồi, quả thật cũng hơi xấu hổ, không tiện đối mặt. Hạ Tường đi được nửa đường, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Mai Hiểu Lâm, giữa chúng ta đều không xảy ra chuyện gì. Đúng là kiểu giấu đầu lòi đuôi, Hạ Tường lắc đầu cười, không trả lời cho cô ta. Ngày hôm sau, trong giờ làm việc, Hạ Tường ở trong trụ sở tỉnh ủy vô tình gặp Mai Thái Bình. Mai Thái Bình vẫn với thái độ giống như trước đây, Hạ Tường cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dường như chỉ lo Mai Thái Bình phát hiện ra điều gì, khó khăn lắm nói cho qua chuyện. Chờ Mai Thái Bình đi rồi, hắn mới tỉnh táo lại. Chẳng lẽ bởi vì giữa Mai Hiểu Lâm đã phát sinh chuyện gì, nên trước mặt Mai Thái Bình cảm giác không yên. Nói cho cùng, giữa hắn và Mai Hiểu Lâm, cũng có cảm tình, nhưng không phải loại tình yêu nam nữ say đắm. Đương nhiên chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng không chỉ thuần túy là tình dục, cũng có một chút gì đó khó mà nói rõ ở bên trong. Thôi quên đi. Không thèm nghĩ nữa, có đôi khi tình cảm giữa nam nữ, làm sao phân tích rành mạch được. Ở giữa màu trắng và đen, vĩnh viễn tồn tại vùng màu xám không trắng không đen. Chuyện Mai Hiểu Lâm tạm gác một bên, tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên chính thức treo bảng thành lập. Là một thành viên trong tổ, Hạ Tường cũng từ tin tức văn phòng tỉnh ủy, chuyển đến lầu 3 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh làm việc. Về việc Hạ Tường điều tạm đến tổ lãnh đạo. Rất nhiều người ở phòng tin tức cho rằng triển vọng cũng không tốt lắm, Dương Thiên Khách tạm thời thay thế Hạ Tường, phụ trách toàn diện công tác ở phòng tin tức,
trên thực tế là trở thành trưởng phòng, nhưng anh ta không vì Hạ Tưởng chuyển đi rồi, không có người quản chế mà thấy thoải mái. Chủ yếu vì Hạ Tưởng lúc đảm nhiệm trưởng phòng, không cố ý chèn ép bất cứ ai, cũng không gây gổ với ai làm cho không thoải mái. Người khác có thể không hiểu rõ lắm về Hạ Tưởng, còn trong lòng Dương Thiên Khách lại rất rõ. Căn bản suy nghĩ của Hạ Tưởng không ở phòng tin tức, mà tầm nhìn của hắn ở bên trên. Quả nhiên, Hạ Tưởng bị Phó Chủ tịch tỉnh Tống trực tiếp điểm danh, tới tổ lãnh đạo. Tuy danh nghĩa là thành viên, không có quyền lực gì, nhưng nghe nói Phó Chủ tịch tỉnh Tống giao công tác cho anh ta, bố trí liên hệ tình hình chấp hành việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, điều hành phân phối tài chính trong tỉnh, chỉ đạo và giải quyết những khó khăn và cản trở của chính quyền địa phương trong việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Trên thực tế quản lý điều phối tài nguyên thành phố Đan Thành và thành phố Bảo trong tỉnh, còn có thể uốn nắn chính sách, có thể nói là người có thực quyền trong tổ lãnh đạo. Trong tay vừa có quyền sở hữu tài sản lại có chính sách, e là kể cả thị trường, cũng phải nể mặt ba phần. Ai chẳng biết trong các bộ và ủy ban trung ương có một số trưởng phòng bộ ngành then chốt, nắm giữ quyền phê duyệt hoặc phân phối tài nguyên. Đừng nói các bí thư thành ủy và thị trường, cả một số phó chủ tịch tỉnh, khi nói chuyện cũng phải có giọng điệu nhẹ nhàng. Khi Hạ Tưởng từ văn phòng một người dọn đến một văn phòng bốn người, không khỏi cảm xúc muôn phần. Có thể nói, sự tình vẫn tiến triển theo hướng mà hắn không nghĩ tới, nhưng rốt cục cũng danh chính ngôn thuận tìm được một lý do để thoát khỏi phòng tin tức. Đi vào công vụ cụ thể trong tổ lãnh đạo, cấp bậc không thay đổi, tiền lương không tăng, đãi ngộ không giảm, nhưng hoàn cảnh công việc lại kém về đẳng cấp. Dù sao trong thời làm trưởng phòng, còn có văn phòng riêng, còn có người bưng trà đổ nước. Hiện tại chết tiệt, một văn phòng cho bốn người, nghe nói người sắp tới cấp bậc không thấp, đều muốn lãnh đạo người khác, không muốn bị lãnh đạo, tốt lắm, tự nhiên rước khổ vào thân. Hạ Tưởng chỉ nghĩ vui một chút, thật ra bình tâm mà xét, mình làm ở tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yên, lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao ngay từ đầu được nghe nói Phó Thủ tướng Hà muốn tới tỉnh Yên thị sát, hắn nhận định cuối cùng sẽ là một kết quả thỏa hiệp. Hắn biết rằng cuối cùng sẽ thành lập một kiểu cơ cấu để giải quyết vấn đề làm thí điểm thành thị. Nếu tổ lãnh đạo lập ra do đúng thời cơ, mà hắn cũng êm thắm rời khỏi phòng tin tức, tay thôi hướng có dài, cũng không vươn đến tổ lãnh đạo, nếu không, hắn không qua được cái ải của Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng có cho phép thôi hướng khoa tay múa chân về vấn đề nhân sự, cũng có thể cho phép Diệp Thạch Sinh nhúng tay hành chính sự vụ, dù sao người ta là nhân vật số một. Nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép thôi hướng can thiệp chính phủ sự vụ. Nếu không, quyền uy của ông ta, một phó bí thư tỉnh ủy thứ nhất và chủ tịch tỉnh, không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng hoàn toàn không vì tránh né chèn ép của thôi hướng, mới có ý đến tổ lãnh đạo mà quả thật hắn coi trọng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Về sau trong cuộc sống chính trị ở tỉnh Yên, tổ lãnh đạo sẽ có vị trí ngày càng quan trọng. Trong tương lai có thể dự báo được. Sau việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và tỉnh Yên, sẽ ngày càng có nhiều thành phố khác tham gia, đến lúc đó, tác dụng của tổ lãnh đạo ngày càng trọng yếu. Hơn nữa, cũng sẽ từ từ hấp dẫn ánh mắt của cấp trên. Cấp trên cao hơn thì Hạ Tưởng không dám nghĩ đến, chỉ mong có được sự quan tâm của Phó Thủ tướng Hà là được rồi. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là một điểm nhấn, Hạ Tưởng có lý do để tin rằng thông qua điểm nhấn này, có thể dẫn dắt thành phố Đan Thành và thành phố Bảo giành trước một bước chiếm được toàn bộ thị phần hàng đầu của tỉnh Yên một cách tốt đẹp, tiến triển vượt bậc về kinh tế, thu hoạch lớn về chính trị, có thể giúp cho các địa phương khác của tỉnh Yên một gương tốt, giúp cho các thành phố khác sớm ngày thức tỉnh, có thể dẫn đầu làn sóng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp toàn bộ tỉnh Yên, từ đó giúp cho tỉnh Yên không bị tụt hậu quá xa trong làn sóng kinh tế thứ hai. Được vậy là Hạ Tưởng thỏa mãn lắm rồi. Có khi ngẫm nghĩ, Hạ Tưởng cũng thấy mình quá đáng, giang giang là chức trưởng phòng, nhưng lại lo nỗi lo của thị trưởng và chủ tịch tỉnh, nếu thật sự có nói ra, sẽ khiến mọi người cười mình không biết tự lượng sức. Nhưng Hạ Tưởng vẫn muốn dựa thế tạo thế, hoàn thành bước thứ nhất và cũng là bước khó khăn nhất từ giây phút hắn bước vào tổ lãnh đạo, hắn đã tự ra quyết tâm, sẽ lợi dụng điểm nhấn tổ lãnh đạo này, khéo léo gạt bỏ thế lực bảo thủ trong tỉnh Yên, cho họ một bài học kinh nghiệm, đồng thời, cũng mượn sức của tổ lãnh đạo như một tấm ván nhảy. Trong vòng 2-3 năm, hoàn thành sự bay bổng của một giai đoạn đời sống chính trị. Hơn nữa, về mặt phụ trách của hắn lúc này, phải thường xuyên tiếp xúc với bí thư thành ủy, thị trưởng. Đứng trên góc độ của họ, giúp họ đề xuất chính sách, thật tình nói trắng ra giống như làm thử một lần thực hành trước khi tiến lên làm bí thư thành ủy và thị trưởng.
đó chính là ước mong khi Hạ Tưởng hết sức thúc đẩy thành lập tổ lãnh đạo. Hạ Tưởng là người đầu tiên đến văn phòng, thời gian làm quan chức cũng lâu rồi, tuy nhiên hắn luôn luôn không tỏ ra cao ngạo, tiện tay cầm cây chổi lên quét dọn vệ sinh. Mới quét vài cái thì bị một người từ ngoài sau giật lấy cây chổi. Anh Hạ, để anh tự tay quét nhà, thiệt tình em chịu không nổi. Là một người tạo dựng hạnh phúc cho em, sự kính trọng của em đối với anh không nước non nào tả xiết. Không cần quay đầu Hạ Tưởng cũng biết, Phương Cách đã đến. Phương Tiến Giang luôn muốn sắp xếp cho Phương Cách được làm cùng Hạ Tưởng, tiếc là chưa gặp dịp, đúng lúc nghe tin thành lập tổ lãnh đạo, Phương Tiến Giang bèn tìm đến Tống Chiêu Độ, nhờ ông ta dù thế nào cũng phải sắp xếp cho Phương Cách được vô, không những vậy còn chỉ định là làm việc bên Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ và Phương Tiến Giang quen biết qua loa nhưng cũng biết ông ta và Hạ Tưởng thân thiết, nhất là giữa Phương Cách và Hạ Tưởng, rất mực thân tình, thì cũng gật đầu cho qua. Đồng thời Tống Chiêu Độ qua tin hành lang biết rằng Hạ Tưởng lúc còn ở tiểu tổ cải tạo thôn Nội Đô, Trung Nghĩa Bình cũng là một trợ thủ đắc lực của Hạ Tưởng, bèn điều Trung Nghĩa Bình qua luôn, làm trợ lý cho Hạ Tưởng. Có thể nói trong tổ lãnh đạo, Tống Chiêu Độ xem trọng nhất là Hạ Tưởng. Tống Chiêu Độ tự nhận tổ trưởng tổ lãnh đạo, tổ phó đều là các người đứng đầu các sở cục nhằm thể hiện mức độ quan tâm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, cũng phải làm đầy đủ các văn bản báo cáo cho cấp trên xem. Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng cũng cùng nhất trí rằng, điều kiện làm việc phải tốt hơn, đãi ngộ cũng được đề cao, ngoài lương thưởng như bình thường ra, còn có phụ cấp chức phụ, phần hậu hĩnh của phụ cấp, tương đương mỗi người lãnh thêm một phần lương. Đối với lãnh đạo các sở ngành, thì không quan tâm đến một tháng lương, nhưng đối với các thành viên trong tổ từ Hạ Tưởng trở xuống, cũng là một phần thu nhập ngon lành. Nhưng nghe nói cho dù như vậy, nhiều người nghe tin được điều đến tổ lãnh đạo, thì cũng không đồng ý lắm. Bởi vì nhiều người cho rằng điều đến tổ lãnh đạo là một kiểu lưu vong biến tướng, không mấy ai lạc quan về triển vọng của tổ lãnh đạo. Nếu lỡ thí điểm thất bại, tổ lãnh đạo giải tán, khi quay về đơn vị cũ, có mấy ai còn được trọng dụng. Những trải nghiệm trong tổ lãnh đạo, sẽ trở thành điểm ố trong lý lịch chính trị, không bao giờ gột rửa được. Ngoại lệ cũng có người được chuyển đến tổ lãnh đạo thì hết sức vui mừng, đó là Phương Cách và Trung Nghĩa Bình. Phương Cách thì khỏi nói. Trung Nghĩa Bình thì từ khi Hạ Tưởng chuyển đến huyện An, lúc nào cũng tiếc nuối là không được theo cùng Hạ Tưởng. Cho dù đã trải qua thời gian 2 năm, người mà Trung Nghĩa Bình khâm phục nhất vẫn là Hạ Tưởng. Cho nên khi nghe nói trong tỉnh tổ chức tổ lãnh đạo để điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, lập tức nhạy cảm mà ý thức rằng có một cơ hội không thể bỏ qua. Hắn cũng đoán rằng Hạ Tưởng cũng phải đến tổ lãnh đạo, nên chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, sau khi biết chắc Hạ Tưởng được điều đến tổ lãnh đạo. Bèn đề ra ý muốn được đến làm việc cùng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng đang cần tìm mấy người trợ thủ đắc lực, Trung Nghĩa Bình chủ động đến xin, bèn gật đầu liền, xem như cũng phù hợp với sự điều động hai người của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng bị Phương Cách giật lấy dụng cụ, vừa đứng lại cho thẳng lưng, đang muốn mắng yêu Phương Cách vài câu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trung Nghĩa Bình đứng ở trước cửa. Đã lâu không gặp, Trung Nghĩa Bình già dặn nhiều hơn, nhưng khi vừa gặp Hạ Tưởng, hãy còn có hơi xúc động. Hạ Tưởng vẫy tay gọi Trung Nghĩa Bình. Lại đây, Tiểu Trung, cậu và Phương Cách chung tay, dọn dẹp chỗ này cho vệ sinh. Trung Nghĩa Bình thấy Hạ Tưởng đối xử với mình vẫn một mực như xưa, không có chút nào như người ngoài, thì vui mừng liền gật gật đầu. Dạ, trưởng phòng Hạ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tưởng cười, như thể thấy lại một Trung Nghĩa Bình sảng khoái như xưa. Bây giờ Trung Nghĩa Bình cũng là một cấp trưởng phòng rồi, Phương Cách cũng được đề bạt lên phó trưởng phòng. Trên căn bản các thành viên điều đến tổ lãnh đạo đều là cấp trưởng phòng trở lên. Hạ Tưởng cấp trưởng phòng nhưng tương đương cấp cục phó, cấp bậc cao nhất trong các thành viên. 4 thành viên trong văn phòng, đã đến 3 người, còn thiếu 1. Phương Cách vừa làm vừa đoán. Đừng thêm một ông già đến nữa thì không còn ý nghĩa nữa. Trong phòng làm việc, vẫn cần có một nữ thì mới tươi tắn. Đương nhiên, nếu có người đẹp thì càng tốt, tuy rằng nói trong cơ quan, người đẹp rất ít. Nhưng cũng không chừng chúng ta may mắn, đúng có một người đẹp thì được phân công đến văn phòng chúng ta tốt quá. Trung Nghĩa Bình không giống phong cách của Phương Cách, cái gì cũng dám nói, nhưng cũng chỉ cười. Phương Cách, ông không phải đã có bạn gái rồi sao? Lúc nào cũng nghĩ đến người đẹp khác, có phải dư giả tình thương hay không? Ông không hiểu, Nghĩa Bình, ông rất nhà quê, mà suy nghĩ cũng có vấn đề. Con trai có bạn gái rồi. Mới có thể tán thưởng được người đẹp khác ngoài bạn gái. Cũng tương tự như vậy, đàn ông kết hôn rồi, mới càng yêu quý người đẹp.
không trải qua mưa gió, làm sao gặp được cầu vồng, đúng không? Nói nghe như có lý có lẽ lắm, tuy nhiên tôi biết có một loại đàn ông, ngoài miệng nói thì rất là tốt đẹp, nhưng sau khi thật sự gặp được người đẹp, thường lại không có dũng khí. Phương Cách vừa nói xong, thì ngoài cửa vọng đến tiếng của một phụ nữ, giọng hơi chút khàn khàn, có phảng phất một chút nét đẹp hấp dẫn. Cậu chẳng qua chỉ là một chàng nhóc mới lớn, vừa tập tành yêu đương, liền tự cho là hiểu biết phụ nữ, rồi bắt đầu ăn nói lung tung, thật ra đàn ông chân chính sành sỏi phụ nữ, từ xưa tới giờ luôn im lặng như vàng. Hạ Tưởng còn chưa quay đầu lại cũng đã ngạc nhiên, sao lại là cô ta? Một cô gái đứng ở cửa, khoảng 25 tuổi, vóc dáng với đường cong lả lướt, dáng người kiêu kỳ. Hai vai mềm mại dịu dàng, khuôn mặt thon gầy, mắt ngài, tóc dài, ăn mặc đơn giản bình thường, trước ngực có một miếng ngọc bội làm người khác chú ý hết sức. Mắt Phương Cách lờ đờ, chớp mắt vài lần nhìn cổ ngọc đứng ở cửa, sắp bắp hỏi. Xin hỏi ai đây, cô tìm ai, lời cô nói vừa rồi, là muốn chê bai tôi, đúng không? Cổ Ngọc không để ý tới Phương Cách, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Tưởng, chủ động chìa bàn tay nhỏ bé. Xin chào, trưởng phòng Hạ, từ nay về sau em sẽ làm việc dưới trướng của anh. Xin chỉ giáo. Hạ Tưởng ngây người sửng sốt, rồi chấn tỉnh lại, liền nắm tay Cổ Ngọc. Hoan nghênh Cổ Ngọc, cô đến phòng tổng hợp chúng ta công tác, giống như Phương Cách vừa nói, trong phòng làm việc liền có thêm sinh khí. Tay Cổ Ngọc tuy rằng không trắng mịn như Mai Hiểu Lâm, nhưng hơn ở chỗ mềm mại. Ngón tay cô dài thon, không lớn, nhẹ nhàng nắm lấy liền có cảm giác mềm mại. Hạ Tưởng liền bỗng nhiên nhớ tới cổ nhân nói, ngọc thạch có thể làm tâm tư người ta được bình an, có phải do tay Cổ Ngọc thường xuyên cầm nắm ngọc thạch nên mới có cảm giác mềm mại. Sau đó hắn liền nghĩ tới dặn dò của Trần Phong, liền hỏi. Có miếng ngọc nào thích hợp tặng cho tôi hay không? Nắm ngọc trong mình mới là may mắn đời người. Cổ Ngọc đỏ mặt nhỏ giọng nói. Hạ Tưởng, anh đừng quá đáng nha. Dám ở trước mặt mọi người chọc ghẹo em, coi chừng em không khách sáo với anh đâu. Hạ Tưởng hơi giật mình, chỉ là xin một viên thọ sơn thạch làm đồ chơi, Cổ Ngọc đâu cần phản ứng kịch liệt như vậy. Liền sau đó mới bừng tỉnh ngộ, hắn đang nắm tay Cổ Ngọc, lại xin cô đồ chơi, dễ dàng làm cho người khác nghĩ ra nghĩa tăm tối. Hơn nữa hắn còn đang nói đến ôm ngọc trong người, trong lòng có Mỹ Ngọc, trên người có Mỹ Ngọc. Mà trước mắt Cổ Ngọc, tên đều gọi là Ngọc. Hạ Tưởng vội buông tay Cổ Ngọc ra. Hiểu lầm, tôi có một người bạn cũng ham ngọc thạch, lần trước nhìn thấy lão cổ đưa thọ sơn thạch cho tôi, thấy phẩm chất hạng nhất, mới nói cho tôi xin lão cổ một khối ngọc thạch để thưởng thức. Việc này, anh tìm ông nội của em mà nói đi, nói với em không được gì. Cổ Ngọc nói xong liếc Hạ Tưởng một cái, tự mình đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Phương Cách và Trung Nghĩa Bình liếc nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Một lúc lâu, Trung Nghĩa Bình mới vỗ vỗ vai Phương Cách, thành khẩn nói lời sâu xa. Về sau phải theo trưởng phòng Hạ học tập nhiều. Cái gì là cao thủ? Cao thủ chính là không nói không rằng trực tiếp nắm tay người ta. Phương Cách gãi đầu, gật gật đầu chịu phục. Thật khó khăn mới có một người đẹp đến đây. Hóa ra lại quen biết với Hạ ca, thôi bỏ đi, ông và tôi hết đất diễn rồi. Hạ Tưởng không đếm xỉa tới trêu chọc của Phương Cách, mà lại hiểu ra lão cổ lúc trước đưa cho hắn món đồ điêu khắc hình bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau, không phải một trò đùa, cũng không phải một lễ vật tân hôn bình thường. Ngụ ý của chim sẻ ở phía sau, không chỉ là chuyện khi ở thủ đô muốn hắn chuyển đến ở bên ông ta làm thư ký, mà là ám chỉ một loạt sự tình. Thậm chí bao gồm cả việc an bài Cổ Ngọc đến tổ lãnh đạo công tác. Rốt cuộc lão cổ xuất phát từ mục đích gì, mà xếp Cổ Ngọc cũng đến tổ lãnh đạo. Từ lúc nói chuyện trên xe ở thủ đô, Hạ Tưởng có thể phỏng đoán lão cổ có nhận thức rõ ràng đối với tình thế hướng đi của tỉnh Yến. Thậm chí cũng giống như chính mình, có thể chuẩn xác mà nắm vững mạch nhịp của đại cục. Lúc đầu ông ta muốn mượn cớ điều mình ở gần bên không được, lại biết thời biết thế đồng ý đến thành phố Yến tĩnh dưỡng. Ở lễ động thổ chân quý uyển và điển tàng cư, Cổ Ngọc đột nhiên xuất hiện ở thành phố Yến, mà lúc ấy đúng là đêm trước ngày thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp tỉnh Yến, từng bước một, nhìn như là vô tình, kỳ thực tất cả có thể đều là lão cổ tỉ mỉ an bài. Tuy rằng Hạ Tưởng đoán không ra mục đích lão cổ muốn đến gần mình, cho dù không loại trừ nhân tố gặp lần đầu đã quen thân, nhưng lão cổ không phải một ông lão bình thường. Ông ta không lo áo cơm, có quyền thế, tuy rằng đã nghỉ hưu, nhưng vẫn có đủ sức ảnh hưởng.
nhất cử nhất động của ông ta không thể chỉ xem là một hành động đơn giản của lão già bình thường, chắc chắn có thâm ý sâu sắc, cũng dụng tâm kín đáo. Hạ Tưởng không muốn dùng ác ý mà đoán lão cổ có ý đồ không tốt, ngẫm lại chính mình đối với lão cổ mà nói, cũng không đáng để mưu tính tỉ mỉ. Tuy nhiên Cổ Ngọc đột nhiên xuất hiện ở văn phòng tổ lãnh đạo, không thể không làm cho hắn suy nghĩ sâu xa rằng, lão cổ dày công chủ tính, thậm chí không ngại để Cổ Ngọc điều đến tổ lãnh đạo, rốt cuộc tính toán cái gì đây? Chương 414, tâm tư mỗi người. Tổ lãnh đạo tổng cộng có 4 phòng làm việc, một là văn phòng tổ trưởng của Tống Chiêu Độ. Tuy nhiên Tống Chiêu Độ bình thường không làm việc ở chỗ này, chỉ là thỉnh thoảng hắn đến xem qua vì dù sao hắn thân cũng là phó chủ tịch tỉnh còn có phân công quản lý rất nhiều công việc. Hai là văn phòng phó tổ trưởng. Phó tổ trưởng thường do nhân vật số 1 ở sở nào đó của tỉnh kiêm nhiệm, nhưng bọn họ cũng không chính thức đến đây làm việc. Tuy nhiên trong các phó tổ trưởng thì có một phó thường trực do phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giật Hưng chủ trì công tác hàng ngày. An Giật Hưng năm nay 43 tuổi, tuy chỉ là phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhưng được đãi ngộ cấp giám đốc sở, hắn được kiêm nhiệm làm phó tổ trưởng đồng thời chủ trì công tác hàng ngày. Còn có hai văn phòng nữa là phòng tổng hợp 1 và phòng tổng hợp 2, mỗi phòng có 4 thành viên, tổng cộng có 8 người. Theo thứ tự được điều động đến từ các sở ban ngành của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, là nhân viên làm việc chính. Phòng tổng hợp 1, Hạ Tưởng giữ chức vụ cao nhất, là trưởng phòng tin tức của văn phòng tỉnh ủy. Phòng tổng hợp 2 do Bành Mộng Phàm giữ chức vụ cao nhất, là phó cục trưởng cục dự toán của sở tài chính, tuy là phó cục trưởng nhưng cũng đang được đãi ngộ cấp cục trưởng. Tuy vẫn chưa được phân công chính thức nhưng những người có con mắt tinh đời liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra, trưởng phòng tổng hợp số 1 là Hạ Tưởng. Trưởng phòng tổng hợp số 2 là Bành Mộng Phàm. Thành viên chủ yếu của tổ lãnh đạo Hạ Tưởng cũng chỉ biết sơ sơ 2-3 người, ngoài ra hắn không biết cụ thể là ai, dường như nói là cấp trên vẫn còn đang cân nhắc. Không nghĩ tới, hôm nay vừa lên ban Cổ Ngọc xuất hiện khiến hắn cảm thấy bất an, không thể không nghĩ lại những gì lão cổ đã làm, quả nhiên là do lão đứng ở phía sau chỉ đạo. Hạ Tưởng liền hỏi Cổ Ngọc. Cổ Ngọc, trước kia cô làm việc ở đâu? Sao không nghe thấy cô nói nhỉ? Cổ Ngọc đang đem những đồ dùng của mình lần lượt để lên bàn làm việc, quay đầu lại hướng Hạ Tưởng cười và nói. Tôi chưa nói với anh à, tôi làm việc ở Bộ Ngoại Thương, sao có chuyện gì vậy? Ồ chắc là do tôi quên chưa nói với anh, nhưng dù sao bây giờ anh cũng biết rồi, có phải không? Bộ Ngoại Thương, Hạ Tưởng cảm thấy chắc phải có âm mưu nào đây, liền nhìn chằm chằm vào Cổ Ngọc nói. Lão cổ bố trí cô tới tỉnh Yến. Đây quả là một chủ ý không tồi, ông cụ quả rất có con mắt nhìn xa trông rộng. Cổ Ngọc giả bộ như nghe không hiểu gì nói. Không, ông nội tôi đâu có làm gì, là do tôi chủ động muốn được điều đến, vì tôi ở các bộ và ủy ban trung ương cũng đã lâu rồi, tự cảm thấy mình trì trệ nên muốn đến một nơi khác để rèn luyện thêm. Ông nội tôi chỉ nói cho tôi biết là chỉ cần ở đâu có Hạ Tưởng thì ở đó có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng cũng do còn nhiều vấn đề nên mới có nhiều thách thức và cơ hội. Ông ấy chính là muốn nói, chỉ bằng đến tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản xuất tỉnh Yến làm việc cũng tốt cùng Hạ Tưởng học hỏi làm thế nào có thể tạo ra mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn, như vậy mới có thể từng bước lớn mạnh lên được. Hạ Tưởng cảm thấy kinh ngạc, lão cổ quả nhiên không thể coi thường được, một câu nói có thể tạo ra mâu thuẫn và cũng có thể giải quyết được mâu thuẫn một cách hoàn mỹ. Ông ta đã nhìn rõ việc hắn vì muốn thúc đẩy thành lập tổ lãnh đạo nên mới bỏ ra nhiều công sức như vậy. Hạ Tưởng cũng giả bộ nghe không hiểu nói. Lão cổ quả nhiên là lão cổ nói rất chính xác. Nói thế nào nhỉ, nói trúng phóc luôn. Ha ha, miêu tả rất sâu sắc. Chấm, Cổ Ngọc cười khẽ đẩy nhẹ Hạ Tưởng một cái rồi nói. Anh và ông nội tôi, một là kẻ láo cá, một là người cổ hủ, vậy hãy xem rốt cuộc ai là người khôn khéo nhất. Phương Cách và Trung Nghĩa Bình ở một bên nhìn và lắc đầu, không dễ dàng gì có được một mỹ nữ, lại là người quen cũ của Hạ Tưởng, xem ra sau này chỉ có hắn là người được độc hưởng. Dưới con mắt sắc sảo của Phương Cách đã phát hiện thấy trong 4 người của phòng tổng hợp 2, 2 người là nữ trong đó một người có dung mạo tuyệt đẹp. Tuy nhiên hắn chưa kịp qua nhìn cho kỹ thì liền nhận được thông báo nói được mời đến dự họp hội nghị toàn thể. Tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản xuất tỉnh Yến lần đầu tiên tổ chức hội nghị. Do tỉnh ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh Tống Chiêu Độ làm chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị gồm có bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Phạm Duệ Hằng cũng có bài phát biểu quan trọng.
Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng tuy có bài phát biểu trước hội nghị nhưng chỉ nói một vài câu để động viên và làm phấn chấn lòng người, sau đó giao lại hết cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đầu tiên gửi lời cảm ơn tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã đến tham dự hội nghị, sau đó cũng có bài phát biểu. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yến đã tích cực quán triệt chỉ thị mà Trung ương đề xuất, tăng cường điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để tăng nhanh tiến độ điều chỉnh cơ cấu. Bởi vậy thành lập tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp tỉnh Yến, lấy hai thành phố Đan Thành và thành phố Bảo làm thí điểm. Việc tập trung nghiên cứu phương hướng điều chỉnh cơ cấu sản xuất tỉnh Yến là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. Tổ lãnh đạo không chỉ có trách nhiệm cải cách hai thành phố thí điểm mà còn phải rút ra những bài học kinh nghiệm để từng bước mở rộng hai mô hình thành phố thí điểm cho toàn tỉnh. Các vị ngồi đây đều là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các ngành các nghề, đến với tổ lãnh đạo không nên có gánh nặng về tâm lý mà nên coi đây là một thời cơ lớn, cũng như coi đây là một thử thách hữu ích đối với chính bản thân mình. Bài phát biểu của Tống Chiêu Độ có tác dụng làm phấn chấn lòng người, cũng giống như việc có đủ dũng khí xóa bỏ mọi áp lực trước kia. Sau đó, Tống Chiêu Độ tuyên bố đội ngũ nhân viên, Hạ Tưởng là trưởng phòng tổng hợp số 1, phụ trách liên lạc với hai thành phố, hướng dẫn cụ thể phương hướng điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp, về cơ bản chức vụ tương đương với quyền hạn của phó tổ trưởng. Bành Mộng Phàm là trưởng phòng tổng hợp số 2, có trách nhiệm lập kế hoạch điều chỉnh cân đối nguồn tài chính của tỉnh, dự toán tiền vốn để điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp vượt quá mức quy định, tương đương với nắm quyền hành về tài chính. Cuối cùng An Giật Hưng phó tổ trưởng phụ trách công tác hàng ngày lên phát biểu tổng kế. Đầu tiên ông ta gửi lời cảm ơn đến các vị khách đã đến tham gia hội nghị, sau đó nói đến công việc trọng quan trọng cần làm. Đương nhiên do tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp là cơ cấu hoàn toàn mới nên không có khuôn mẫu sẵn có để áp dụng mà phải vừa làm vừa mày mò, tìm tòi đường đi. Hạ Tưởng có thể hiểu rõ dù An Giật Hưng không nói ra nhưng cũng có thể thấy được nỗi khổ tâm trong từng lời nói. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tống Chiêu Độ mời An Giật Hưng, Hạ Tưởng, Bành Mộng Phàm ở lại dự một cuộc họp nhỏ. Trong bốn người, Bành Mộng Phàm là người lớn tuổi nhất, ông ấy hơn 50 tuổi nhưng có lẽ do vẻ bề ngoài trông còn khá trẻ nên nhìn qua thì giống như mới chỉ có 45 tuổi. Với sắc mặt không tồi, ngoại trừ mái tóc thưa thớt trên trán ra nhìn chung nhìn trông ông vẫn còn rất phong độ. An Giật Hưng thì lại có vóc dáng bình thường, không gầy cũng không béo, lời nói thì chậm và nhỏ nhẹ, khiến cho người ta cảm thấy là một người rất cẩn thận và có tính nhẫn nại. Tống Chiêu Độ gọi ba người ở lại bởi vì cần bàn giao công việc cho từng người. Thành lập tổ lãnh đạo không chỉ được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm mà còn được Quốc vụ viện luôn coi trọng đến. Bộ trưởng Bộ Ngoại thương Dịch Hướng Sư còn tự mình gọi điện đến chúc mừng, đồng thời cũng gửi lời tới Tống Chiêu Độ một câu danh ngôn, không tích những bước chân nhỏ lại sao có thể đi được đến ngàn dặm. Không có những dòng chảy nhỏ sao có thể tạo thành biển lớn. Ý của Dịch Hướng Sư Tống Chiêu Độ đương nhiên là hiểu, ý muốn khích lệ ông ta, không nên xem thường một tổ lãnh đạo chỉ lãnh đạo hai thành phố thí điểm. Một khi việc làm thí điểm thành công, tổ lãnh đạo sẽ có sức ảnh hưởng lớn đến các bộ ngành quan trọng trong cục diện chính trị tỉnh Yến. Tống Chiêu Độ đầu tiên giới thiệu một số người, sau đó giới thiệu kỹ hơn về Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng khi còn ở huyện Bá đã góp nhiều công sức cho việc thu hút vốn đầu tư, sau ở tổ cải tạo thôn Nội Đô, sau đó tư vấn cho Bất Động Sản Thiên An, đầu tư vào chợ hoa quả ở phố Thập Lý, quy hoạch quảng trường nhân dân cho tập đoàn Đạt Tài, thiết kế công viên rừng rậm cho tập đoàn Viễn Cảnh, lại có nhiều dự án đầu tư thành công như công viên Tử Cao, làng du lịch. Tôi cho rằng đồng chí Hạ Tưởng là nhân tài về lĩnh vực ngoại thương, do vậy Hạ Tưởng là người thích hợp nhất chỉ đạo việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Mọi người có ý kiến gì khác không? An Giật Hưng lúc đó hơi có chút biến đổi sắc mặt. Hắn nguyên là phó chánh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng lý lịch sơ sài, được xếp vào hạng sau cùng. Cơ bản những việc hắn làm rất ít, cũng không có quyền đưa ra ý kiến. Phó chánh văn phòng thì rất đông, chánh văn phòng thì do trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm, phó chánh văn phòng thường cũng do phó trưởng ban thư ký kiêm nhiệm, hắn giống như không mang chức vụ gì. Trong số mấy phó chánh văn phòng không kiêm nhiệm phó trưởng ban thư ký thì mấy người đều có chức vụ cao hơn hắn, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy tự hào chính là được đãi ngộ cấp giám đốc sở. Lẽ ra 43 tuổi là giám đốc sở cũng coi như nổi bật, đáng tiếc là dù được đãi ngộ như vậy nhưng hắn không có thực quyền gì, chỉ có cái mác là phó chánh văn phòng. Được đãi ngộ cấp giám đốc sở là vì chỗ dựa của hắn đề xuất điều kiện trao đổi đặc biệt đề bạt cho hắn trước khi ông ta lui về nghỉ hưu. Chỉ có điều lúc đó rõ ràng đồng ý cho hắn lên cấp giám đốc sở,
Chánh văn phòng, nhưng sau đó lại thay đổi ý kiến chỉ tăng cấp bậc, không sắp xếp chức vụ thích hợp. An Dật Hưng cảm thấy vô cùng uất ức. Dù cảm thấy uất ức nhưng cũng không còn cách nào khác vì hắn không có chỗ dựa nào nữa cả, hắn lại không được cấp trên coi trọng, chỉ có còn biết mài miệt làm việc. Cũng may trong văn phòng còn có mấy phó thanh tra viên có địa vị còn thấp kém hơn so với hắn, hắn cũng cảm thấy phần nào an ủi hơn. Sau khi Tống Chiêu Độ lên nhận chức, hắn liền có ý tỏ ra muốn dựa dẫm vào Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ ngay từ đầu đã từ chối ngay thiện ý của hắn. Hắn liền cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng thân là tỉnh ủy viên thường vụ, phó chủ tịch Tống chắc hẳn sẽ không coi trọng một phó chánh văn phòng thấp hèn như hắn. Không ngờ tới ở tổ lãnh đạo điều chỉnh cơ cấu doanh nghiệp, Tống Chiêu Độ đột nhiên tìm hắn để nói chuyện, đề xuất hắn làm phó tổ trưởng đồng thời chủ trì công tác hàng ngày. An Dật Hưng cũng không hiểu rõ lắm về tổ lãnh đạo, cũng chỉ cho rằng tổ lãnh đạo chắc chỉ là để thử nghiệm, chỉ là một cơ cấu được thành lập để đối phó, chắc có thể trụ được nhiều nhất là hơn một năm sau đó sẽ bị xóa bỏ. Cũng sẽ được bố trí cho có hình thức, mỗi ngày cũng sẽ có một vài người đến làm việc, sau cùng thì đến một bóng người cũng chẳng có. Tống Chiêu Độ đến tìm hắn, nói với hắn. Tổ lãnh đạo sẽ do tự tay tôi chỉ đạo, sẽ không có hiện tượng đầu voi đuôi chuột. Cậu tới làm chủ trì công tác hàng ngày, đây cũng là một thách thức lớn đối với cậu và cũng là một cơ hội hiếm có, nếu cậu cảm thấy phù hợp thì đến đây làm, không thì cũng chẳng miễn cưỡng cậu. An Dật Hưng cũng không hiểu biết rõ lắm về Tống Chiêu Độ, chỉ cảm thấy phó chủ tịch Tống tuổi cũng không nhiều lắm, nhưng lại là một người rất chín chắn, tuy nói không nhiều nhưng những mỗi lời nói ra đều liên quan đến mấu chốt của vấn đề. Hơn nữa phó chủ tịch Tống cũng đã trải qua nhiều lúc thăng trầm, nhưng vẫn thản nhiên như từng xảy ra chuyện gì. Hắn có chút cảm thấy khâm phục và kính nể Tống Chiêu Độ. Phó Chủ tịch Tống nói những lời đanh thép như vậy, An Dật Hưng cảm thấy hắn ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ là tạm bợ, cũng nhìn không tới tương lai. Bây giờ có cơ hội theo Phó Chủ tịch Tống liệu có phải là có cơ hội trở mình hay không? Cho dù có thất bại thì cũng nên thử một lần làm hết sức mình. Nghĩ vậy nên hắn trịnh trọng đồng ý. An Dật Hưng cũng có nghe biết qua về Hạ Tưởng, nhưng với sự sắp xếp của Phó Chủ tịch Tống, hắn biết mặc dù trên danh nghĩa hắn là phó chủ nhiệm chủ trì công tác hàng ngày, nhưng Hạ Tưởng với thân thế là trưởng phòng tổng hợp số 1, ngoài phó chủ tịch Tống ra Hạ Tưởng mới là lãnh đạo chính của tổ, là người có thực quyền cao nhất. An Dật Hưng cảm thấy có chút bất mãn, một thanh niên 27 tuổi sao có thể đảm đương trách nhiệm của cả một tổ lãnh đạo được. Phó chủ tịch Tống tại sao lại tin tưởng Hạ Tưởng như vậy? Hơn nữa Hạ Tưởng mới chỉ ở cấp cục, vậy mà lại là người phụ trách thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Rất dễ dàng bị người khác coi thường. Sau khi nghe Phó Chủ tịch Tống giới thiệu về Hạ Tưởng thì An Dật Hưng cảm thấy kinh ngạc, thì ra Hạ Tưởng không chỉ có nhiều thành tích bên ngoài mà hình như quảng trường nhân dân và công viên rừng rậm cũng là do hắn chỉ đạo, thật khiến người ta kinh ngạc. Đến lúc này, An Dật Hưng có nhận thức hoàn toàn mới về Hạ Tưởng. Bành Mộng Phàm là người lớn tuổi nhất trong đám mấy người đó, 50 tuổi mới được lên cấp cục, cơ bản không có tiền đồ gì đáng nói. Điều y đến tổ lãnh đạo cũng là do không còn cách nào khác, có điều lúc y đến mới phát hiện ra, tuổi của người chủ trì công tác hàng ngày trên danh nghĩa còn trẻ hơn hắn, mà người có quyền lực to nhất là Hạ Tưởng mới chỉ có 27 tuổi, khiến y cảm thấy ít nhiều cũng có chút không công bằng. Cũng là người nhưng so sánh với nhau quả thật tức chết đi được. Với tuổi trẻ của Hạ Tưởng thì cho dù về sau cũng chẳng đạt được thành tích gì, chỉ cần dựa vào tư cách và sự từng trải cũng có thể làm tới giám đốc sở. Bành Mộng Phàm cảm thấy rất bất bình, Hạ Tưởng nhất định là con em của cấp trên nào đó. Nếu không thì chính là người của Tống Chiêu Độ, vì có quan hệ gì với Tống Chiêu Độ nên tuổi còn trẻ như vậy đã được lên tới cấp cục. Tuy nhiên sau khi y nghe Tống Chiêu Độ giới thiệu về Hạ Tưởng, cho dù nhìn lại Hạ Tưởng nhưng trong ánh mắt cũng không còn hoàn toàn là sự bất mãn và phẫn nộ, nhưng y không hoàn toàn tin cho lắm về thành tích của Hạ Tưởng mà Tống Chiêu Độ đã kể. Y cho rằng nhất định trong đó sẽ có phần nào là giả dối. Phó Chủ tịch Tống nhất định bị cấp dưới mê hoặc, một số cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, hầu hết đều đưa ra số liệu giả, khai báo sai thành tích để làm lợi thế thăng quan. Bành Mộng Phàm luôn có thành kiến với Hạ Tưởng. Sau khi giới thiệu đơn giản xong về những người còn lại, Tống Chiêu Độ liền bỏ đi. Ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông ta còn vô số công việc cần làm, không vội vàng cũng không được. Cụ thể tình hình giao cho ba người đi làm, nhất là Hạ Tưởng. Tất cả ánh mắt đều tập trung tới hắn. Hạ Tưởng liền cười khiêm tốn nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phó chánh văn phòng An, trưởng phòng Bành,
tôi nghĩ chúng ta cũng đều là lĩnh hội tinh thần của Phó Chủ tịch Tống rồi, cụ thể sẽ triển khai từng bước như thế nào thì mời Phó Chánh Văn phòng An sắp xếp cho. Hạ Tưởng vẫn xưng hô An Giật Hưng là Phó Chánh Văn phòng, cảm thấy so với cách xưng hô Phó Tổ trưởng còn dễ nghe hơn nhiều, cũng như muốn tỏ ý tôn trọng. Không ngờ An Giật Hưng vui vẻ khoát tay nói với hắn. Trưởng phòng Hạ, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, cậu cứ gọi tôi là Phó Tổ trưởng là tốt rồi, dù sao tổ lãnh đạo chúng ta cũng đã là một bộ môn chính thức. Hạ Tưởng hiểu rõ ý của An Giật Hưng, y tình nguyện để người khác gọi là Phó Tổ trưởng chứ không muốn gọi là Phó Chánh Văn phòng. Hiển nhiên, y cũng tỏ ra coi trọng tổ lãnh đạo, nên gật đầu liền sửa lại. Được, Phó Tổ trưởng An. An Giật Hưng liền mỉm cười nói. Trưởng phòng Hạ tuổi còn trẻ có nhiều triển vọng, trên lĩnh vực kinh tế có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, hãy nói xem cụ thể bước tiếp theo nên bắt đầu từ đâu. Hạ Tưởng có thể thấy được, An Giật Hưng coi như tán thành mình, cũng có ấn tượng tốt, cũng có thể y và Tống Chiêu Độ có quan hệ gì đó. An Giật Hưng khách khí thì khách khí nhưng dù sao hắn chỉ là lãnh đạo trên danh nghĩa, liền vừa cười vừa nói. Phó Chủ tịch Tống vừa có bài phát biểu đã giao cho chúng ta nhiệm vụ, trước tiên cần liên kết lãnh đạo chủ yếu của hai thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, bước tiếp theo là tiến hành điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Ý kiến của tôi là trước tiên lấy danh nghĩa của tổ lãnh đạo để gửi thông báo cùng với lãnh đạo của hai thành phố tổ chức một hội nghị, bàn bạc ý kiến xem nên điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp như thế nào cho phù hợp. Sau đó lập bản thống kê xem bọn họ có những khó khăn gì cần giúp cũng như cần giúp đỡ ủng hộ gì về chính sách cũng như tài chính, sau đó báo lên Chủ tịch Tống. Tổ lãnh đạo mặc dù chưa phân cấp bậc rõ ràng, nhưng do Tống Chiêu Độ tự mình đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng, về lý luận mà nói cũng thuộc phó tỉnh cấp bộ, trước mắt chỉ có hai thành phố thí điểm. Nếu như mở rộng phát triển ra toàn tỉnh, thì sẽ có quyền lực thông báo cho toàn tỉnh. An Giật Hưng là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Do làm thường xuyên làm công văn, chỉ thị, thông báo tới các nơi nên việc này đối với y quả thật chính là quen việc nên dễ làm. An Giật Hưng nghe xong gật đầu nói. Sự sắp xếp của trưởng phòng Hạ rất hợp lý, tôi đồng ý, trưởng phòng Bành còn có ý kiến gì nữa không? Bành Mộng Phàm cũng phát hiện ra An Giật Hưng mặc dù bề ngoài là lãnh đạo nhưng triển khai công tác lại phải tham khảo ý kiến của Hạ Tưởng, rõ ràng là trên thực tế muốn Hạ Tưởng nắm quyền hành. Hắn cảm thấy không phục Hạ Tưởng liền nói. Ý kiến của trưởng phòng Hạ cũng rất hợp lý, nhưng tổ lãnh đạo chúng ta chỉ đạo hai thành phố thí điểm, nên đưa ra những chính sách chỉnh đạo cụ thể. Tôi cho rằng chúng ta trước tiên nên nghiên cứu kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp của các tỉnh khác, sau đó tổng hợp lại thực tiễn của tỉnh Yến, sửa sang lại một số biện pháp không hợp lý sau đó gửi cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, để cho bọn họ có thể chấp hành đúng. Hạ Tưởng không nói gì chỉ nhìn An Giật Hưng cười. Bành Mộng Phàm là cán bộ lý luận điển hình, lấy những kinh nghiệm đúc kết được tổng hợp lại, lão ta thuộc vào những người lão thành nhất trong nội bộ chế độ cũ. Lý luận nhận thức phong phú, ở cơ quan là người kém cỏi nhất, nên không hiểu biết lắm đối với tình hình hiện nay, nhưng lại thích lấy đạo lý để nói người khác, còn muốn làm quản lý về tài chính. Hạ Tưởng nghĩ mãi cũng không biết vì sao lại phái Bành Mộng Phàm đến làm phụ trách quản lý ngân sách, chỉ sợ về sau sẽ sinh ra không ít chuyện phiền phức. Hạ Tưởng cũng không biết rõ Bành Mộng Phàm không phải là người của Tống Chiêu Độ, là do Tiền Cẩm Tùng có ý sắp xếp đến. Tiền Cẩm Tùng thấy Bành Mộng Phàm có trình độ lý luận cao, là nhân viên kỹ thuật nổi bật của phòng dự toán tài chính, nhưng do không a dua nịnh hót, cho nên không thể thăng tiến được. Ý tưởng của Tiền Cẩm Tùng là có một người chỉ biết làm việc mà không quan tâm đối nhân xử thế nắm quyền quản lý tài chính là tốt nhất, như vậy cũng sẽ có phần nào giám sát được Hạ Tưởng. Ông ta vẫn không tin tưởng lắm về tài năng của Hạ Tưởng, trên cơ bản người của phòng tổng hợp 2 đều đích thân ông ta lựa chọn. Chương 415, chỗ thông minh của Phó Tiên Phong. Ban đầu Tiền Cẩm Tùng cũng muốn ở tổ lãnh đạo kiêm nhiệm tổ phó, nhưng sau đó suy xét thấy đứng ở hậu trường vẫn hay hơn. Dù sao tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp lúc này do Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo là chính. Hắn là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, chen ngang cũng không tốt lắm. Hơn nữa hiện tại vừa mới thành lập, còn chưa có thành tích gì mà vội vã nhảy vào, cũng có vẻ không thích hợp. Hắn có lý do để tin rằng, một khi thành phố Đan Thành hoặc thành phố Bảo, trong bất kỳ thành phố nào bước đầu có hiệu quả, tầm quan trọng tổ lãnh đạo sẽ tăng lên, những ủy viên thường vụ khác sẽ đổ xô chen người nhà của họ vào. Đến lúc đó nhân cơ hội hắn nhúng tay vào sự vụ của tổ lãnh đạo cũng không muộn. Tin tưởng có cấp trên ủng hộ, hắn lại có thể tranh thủ lợi thế. Khẳng định có thể giành lấy một vị trí trong tổ lãnh đạo.
nhưng lúc này hắn tuy rằng bản nhân không tự mình ra mặt nhưng xuất phát từ suy nghĩ tính toán lâu dài, vẫn là sắp xếp 4 người vào trong. Về việc này Tống Chiêu Độ cũng không có ý kiến phản đối, ngầm thừa nhận an bài của Tiền Cẩm Tùng. Tống Chiêu Độ cho rằng, trong mấy vị ủy viên thường vụ, Tiền Cẩm Tùng là người lạc quan nhất đối với triển vọng của tổ lãnh đạo, mức độ ủng hộ cũng là lớn nhất. Những người khác có người phản đối, có người khoanh tay đứng nhìn, còn có người chờ cười chế giễu. Diệp Thạch Sinh có thái độ được chăng hay chớ, thành công cũng tốt, không thành cũng tốt. Hắn thuận theo tự nhiên. Phạm Duệ Hằng đối với tổ lãnh đạo trái lại có thái độ ủng hộ nhưng mức độ ủng hộ không lớn, hơn nữa thái độ cũng không thật rõ ràng. Tống Chiêu Độ cũng biết rõ, trước khi tổ lãnh đạo có được thành tích, gian nguy từng bước. Giai đoạn này có thể tranh thủ được người nào hay người đó. Ông ta cũng chiều theo việc Tiền Cẩm Tùng thu xếp người, không đề xuất bất kỳ ý kiến gì phản đối. Chủ yếu là ông ta cũng tin tưởng trong tổ lãnh đạo có Hạ Tưởng, quyền chủ động vẫn nằm trong tay Hạ Tưởng, cũng tương đương nằm trong tay ông ta. An Giật Hưng là cán bộ đi lên từ cơ sở, làm qua chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy, biết rằng nếu chỉ ngồi trong văn phòng tại cơ quan tỉnh ủy, nghiên cứu văn kiện xem báo chí, đối với tình hình ở dưới như là cưỡi ngựa xem hoa, chắc chắn sẽ không hiểu được vấn đề. Lý luận luôn luôn lạc hậu so với thực tiễn, hơn nữa lý luận luôn luôn là vì thực tiễn phục vụ. Người suốt ngày rêu rao lý luận cao hơn thực tiễn, chỉ thích hợp đi dạy học chứ không thích hợp đến địa phương làm việc. An Giật Hưng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn cười mà không nói. Biết hắn vì muốn cho mình tỏ rõ quyền tổ phó, đem quyền quyết định giao cho chính mình, liền xem như, việc đúng phải làm, mà nói. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp là sự kiện mới, không có có sẵn kinh nghiệm có thể áp dụng. Kinh nghiệm tỉnh khác cho dù tốt, nhưng khác biệt nhiều với tình hình thực tế của tỉnh Yến, chỉ có thể đối chiếu chứ không thể dập khuôn. Tôi cảm thấy vẫn là trưởng phòng Hạ nói đúng. Trước tiên nên mở một cuộc họp, cụ thể thảo luận một chút tình hình thực tế tại hai thành phố. Dù sao đối với trình độ hiểu biết kết cấu kinh tế của hai thành phố, chúng ta không bằng như chính lãnh đạo đảng địa phương. Bành Mộng Phàm không hài lòng cũng không có cách nào. Nếu Phó Tổ trưởng An và trưởng phòng Hạ đều cho rằng tổ chức hội nghị là thích hợp, tôi cũng không có ý gì, vậy thiểu số phục tùng đa số. Đồng ý là đồng ý rồi, nhưng cũng lộ ra sự không vừa lòng. Vừa triển khai công tác đã có những lời đối chọi, Hạ Tưởng cười cười, không có bất kỳ tổ chức nào hòa hợp êm thấm tất cả. Chỗ nào có người thì có tranh luận, đó cũng là điều bình thường. Theo sau, dưới sự chủ trì của An Giật Hưng, triển khai một cuộc họp nội bộ tổ lãnh đạo, tuyên bố những hạng mục công việc cần chú ý và yêu cầu công tác. Nhân đó Hạ Tưởng cũng bước đầu nhận biết đối với toàn thể thành viên tổ lãnh đạo. Ba người phòng tổng hợp một hắn đều quen biết, phòng tổng hợp hai ngoại trừ Bành Mộng Phàm ra, còn lại mấy người là Lô Hiển Hồng, nữ, 38 tuổi, một cục phó ở Sở Khoa học Kỹ thuật. Giản Tử Mỹ, nữ, 28 tuổi, một trưởng phòng ở Ủy ban Kinh tế Đối ngoại tỉnh ủy. Đường Nguyễn, nam, 30 tuổi, một phó phòng ở Văn phòng tỉnh ủy. An Giật Hưng lại nhằm vào sắp xếp phân công cụ thể nhân viên. Sau khi tất cả bố trí thỏa đáng liền tan họp. Về phần ban hành thông báo, giao cho An Giật Hưng giải quyết cụ thể. Hạ Tưởng trở về phòng làm việc, bình thần trong chốc lát, bèn cho Phương Cách và Trung Nghĩa Bình đi các bộ phận liên quan thu thập và sắp xếp lại tư liệu. Mới sắp đặt công tác cho Cổ Ngọc bèn chủ động đứng trước mặt hắn, chắp tay sau lưng, híp mắt cười. Trưởng phòng Hạ, đêm qua hình như không có ở lại. Phải không? Hạ Tưởng sắc mặt trầm xuống. Đồng chí Cổ Ngọc, hiện tại là giờ làm việc. Không được thảo luận việc cá nhân. Cổ Ngọc cười đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói. Dạ, trưởng phòng Hạ, lần sau không dám. Nữa. Nói là không dám, câu sau vừa nói nhỏ nhỏ. Anh lợi hại lắm, em khâm phục đó. Câu nói này hàm nghĩa hơi phong phú. Rốt cuộc là khâm phục hắn cái gì? Hạ Tưởng cũng là không dám nghỉ lung tung. Chủ yếu là không muốn đoán, e rằng càng làm cho Cổ Ngọc suy tưởng. Cứ để cho cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Trong lúc nói chuyện Cổ Ngọc khom thân mình xuống, bởi vì ở trong phòng không có mặc áo khoác, miếng ngọc bội trước ngực thòng xuống. Vừa vặn chạm vào tay Hạ Tưởng, một cảm giác ấm áp và mịn màng ở chỗ tiếp xúc. Cái gọi là ôn hương nhuyễn ngọc, quả nhiên không ngoa. Thường nói ngọc thông linh tính, cùng chung sống với chủ nhân lâu ngày sẽ lây hơi thở và linh khí của chủ nhân. Người như ngọc, tương tự như vậy ngọc cũng như người. Nghe nói từ miếng ngọc bội đeo trên người lâu ngày có thể thấy được phẩm hạnh và tính cách của người đó.
Ngọc bội của cổ ngọc màu sắc mượt mà, như có hơi nước mờ ảo trong đó. Trong màu trắng có ẩn hồng, mềm mại dịu mát. Nếu nói ngọc như người, khác nào nói cổ ngọc tính tình cũng dịu dàng đáng yêu. Hạ Tưởng ho khan một tiếng. Ngọc của em đeo mỗi ngày, không sợ đánh mất, cũng không sợ trong lúc vô ý đụng hư sao. Cổ ngọc mới để ý ngọc bội của mình đụng phải tay Hạ Tưởng. Mặt cô càng đỏ lên, vội vàng đứng thẳng lưng. Ngọc của em là bảo ngọc, sẽ không bị mất không bị hư. Lúc nhỏ em trước đây sức khỏe không tốt, ông nội liền xin cho em ngọc bội này, kêu em đeo ngọc không rời. Nhân dưỡng nhân, ngọc dưỡng nhân, nếu đeo trường kỳ, rất tốt cho thân thể khỏe mạnh. Nên em đeo suốt, dần thành thói quen. Hạ Tưởng đưa tay ra, nói mà không nghĩ. Cho anh xem. Không được. Cổ ngọc dùng tay nắm chặt ngọc giữ trước ngực, thái độ vô cùng kiên quyết. Lung linh là vật cá nhân của em, ai cũng đừng hòng lấy ra. Không xem thì không xem, làm gì phản ứng dữ dội vậy. Hạ Tưởng khoát tay, mới biết ngọc bội cổ ngọc còn có tên, bất giác buồn cười, liền nói. Trước hết em phụ trách thu xếp lại một chút văn kiện và tư liệu, nghiên cứu một chút các xí nghiệp quốc doanh bết bát, lạc hậu của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, sau đó tập hợp thành tài liệu báo cho anh. Còn nữa, về nói với ông nội một tiếng, có thời gian rảnh cho anh muốn nói chuyện. Cổ ngọc bằng lòng, xoay người trở lại chỗ ngồi, trên mặt còn râm ran nóng, thầm nghĩ Hạ Tưởng bình thường là một người khá cẩn thận khá đứng đắn, sao hôm nay đột nhiên muốn xem ngọc của cô. Chẳng lẽ hắn không biết lung linh của mình đang đeo bên người, buổi tối ngủ cũng không tháo xuống, gần như trở thành một bộ phận của thân thể của cô ta, làm sao có thể tùy tiện cho đàn ông ngắm nghía. Lại nhìn qua, thấy Hạ Tưởng đang chìm vào trầm tư, cổ ngọc nghĩ có lẽ là mình nghĩ nhiều, Hạ Tưởng có dù thế nào cũng là một đàn ông làm sao có thể tỉ mỉ như vậy. Hạ Tưởng quả thật không nghĩ nhiều như vậy, hắn đang cân nhắc tình hình lúc này. Thành phố Đan Thành nếu dựa theo suy nghĩ của hắn mà làm, thúc đẩy du lịch văn hóa, hẳn là có thể thúc đẩy kinh tế, nâng cao GDP. Về phần các mặt khác của điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, làm thế nào cải tiến những tồi tệ trong các xí nghiệp quốc doanh. Nếu bắt tay thay đổi cơ chế, những công tác cụ thể trong phạm vi nhỏ, chắc hẳn Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn cũng sẽ sắp xếp cụ thể người đi làm. Họ dù sao đang là bí thư và thị trưởng, so với hắn thì tinh mắt và có tầm nhìn đại cục hơn. Điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Bảo, Hạ Tưởng cũng bước đầu có ý tưởng. Dự định nhân dịp hội nghị lần này, cùng Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong nói chuyện một chút. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo đã quyết định, từ điều chỉnh kết cấu sản nghiệp do Khâu Tự Phong phụ trách cụ thể. Thị trưởng Nhậm Khánh lấy cớ sức khỏe và công tác bận rộn, chỉ bày tỏ sự ủng hộ, rồi không can thiệp sự vụ. Khâu Tự Phong dĩ nhiên biết thị trưởng Nhậm không muốn nhận trách nhiệm, cũng thừa dịp lấy lòng ông ta. Hắn tin tưởng năng lực Hạ Tưởng, cũng muốn nhìn xem điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Sau khi thành công, rốt cuộc có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thành tích. Đối với việc làm thí điểm thay đổi cơ chế thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, Hạ Tưởng tràn đầy tin tưởng. Hắn cũng tin rằng chắc chắn sẽ có ít nhiều cản trở. Cản trở trên tỉnh và cản trở từ bên trong hai thành phố. Rồi từ từ, thậm chí còn có cản trở từ bên trong tổ lãnh đạo. Hắn cũng tin rằng cho dù cản trở và áp lực đến từ chỗ nào mặt nào, luôn luôn có biện pháp giải quyết. Có điều cũng không phủ nhận, chuyện xấu cũng không phải ít. Đầu tiên là lão cổ đột nhiên nhúng tay vào, sắp xếp cổ ngọc đến tổ lãnh đạo, dám chắc là có dụng ý sâu sắc. Chẳng lẽ lão cổ cũng nhận định tổ lãnh đạo tổ sẽ có ngày tỏa ánh hào quang, để cổ ngọc vào là vì chiếm vị trí có lợi trước. Ngoài lão cổ ra, Hạ Tưởng còn lo lắng thế lực phó gia mà Thôi Hướng đứng đầu. Chờ khi phó gia sau khi hoàn thành bố trí tỉnh yến, họ chắc chắn cũng sẽ dòm ngó tổ lãnh đạo, không chừng cũng sẽ thu xếp tay chân bên trong. Ngoài ra khi chỉ cần thấy có dấu hiệu thành công, cả Diệp Thạch Sinh cũng sẽ nhúng tay vào, cũng phải chuẩn bị trước để thu hoạch. Có thể nói, tổ lãnh đạo không thành công thì thôi, một khi thành công, sẽ trở thành đối tượng ăn chia của thế lực khắp nơi. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể khơi dậy một loạt sự kiện. Điều cuối cùng cũng là vấn đề lớn nhất giai đoạn hiện tại, chính là dự án du lịch văn hóa ở thành phố Đan Thành, là hạng mục đầu tư phiêu lưu. Trước khi du lịch quốc nội còn chưa thực sự phát triển, muốn tìm nguồn vốn lớn đầu tư cho thành phố Đan Thành, cũng không dễ dàng. Dự án cải tạo thành phố Bảo cũng cần thu hút tiền vốn, thậm chí trong quy hoạch của Hạ Tưởng, còn cần thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, có thể nói sự thành lập tổ lãnh đạo. Chỉ có điều lý tưởng đầu tiên của Hạ Tưởng chính là,
dưới sự dựa thế của hắn, dưới sự cố gắng thúc đẩy của hắn, tổ lãnh đạo rốt cục cũng được khai sinh. Nhưng trên thực tế, sau khi thành lập, mới là bắt đầu khó khăn. Hắn không còn đường lui, phải thành công, nhưng thành công phải trả giá vô cùng gian khổ. Hơn nữa còn có thể đoán được là, sau khi thành công, tất nhiên có người đến hái đào chia phần. Hắn lại không cách nào ngăn tình huống này phát sinh. Thật đúng là biết rõ núi có hổ, vẫn cứ nhắm núi hổ mà đi. Hạ Tưởng hạ quyết tâm, vì ngày mai tỉnh Yến cũng được, vì thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đi trước một bước giành trước các thị phần khác cũng được, vì tiền đồ chính trị cho người thân của mình cũng được, cuối cùng cũng vì có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, hắn nhất định biết khó cũng đi, vượt qua tất cả khó khăn gặp phải, càng khéo léo lượn vòng giữa các thế lực. Từ đó tạo ra một sự nghiệp cho chính mình. Buổi chiều vì có việc phải qua thành ủy, Hạ Tưởng liền lái xe đi tới tòa nhà thành ủy. Đậu xe xong, định lên lầu gặp Trần Phong và Hồ Tăng Chu, lại bất chợt gặp được Phó Tiên Phong ở trong sảnh. Phó Tiên Phong đến thành phố Yến một khoảng lâu rồi, Hạ Tưởng cũng chưa gặp mặt ông ta, không có giao tình cũng không có yêu cầu. Hôm nay tình cờ gặp mặt, Hạ Tưởng liền gật đầu cười. Chào Phó Bí Thư Phó. Trưởng phòng Hạ bây giờ có thể nói là quyền cao chức trọng. Nắm giữ điều phối tài nguyên hai thành thị làm thí điểm. Nếu một ngày thành phố Yến cũng làm thí điểm thành thị, tôi còn phải dưới sự lãnh đạo của cậu đó, ha ha. Với lời nói của Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng không trả lời thẳng mà nói. Phó Bí Thư Phó đừng trêu chọc tôi, tổ lãnh đạo mới thành lập, đúng là lúc sứt đầu mẻ chán. Nếu ngài có cái gì cao kiến, tôi có thể đến học tập học tập. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là thuận miệng mà nói. Phó Tiên Phong không biết là giả bộ hay là cố ý, lại nói. Cao kiến chưa dám nói tới, tuy nhiên tôi thật có vài câu đề nghị muốn nói với cậu, như thế nào, có hứng thú nghe hay không? Hạ Tưởng liền dừng bước, vẻ mặt tò mò nói. Phó Bí Thư Phó có ý tốt chỉ đạo, đương nhiên muốn nghe. Phó Tiên Phong đối với thái độ của Hạ Tưởng cũng vừa lòng. Mặc dù hắn cũng rõ Hạ Tưởng chưa chắc xem trọng lời nói của hắn. Thành phố Đan Thành nằm ở chỗ giao cắt của bốn tỉnh, Nam có tỉnh Nam Hà, Tây có tỉnh Tây, Đông có tỉnh Tề, tuy rằng vị trí địa lý hết sức trọng yếu nhưng chỉ có giao thông Nam Bắc phát triển, giao thông Đông Tây rất bị hạn chế, thiếu cơ hội phát triển trở thành thành phố lớn. Nếu thành phố Đan Thành có thể liên thông Đông Tây, xây dựng một trục đường lớn. Phía Đông tới thị xã Lỗ Thị của tỉnh Đông, phía Tây đến thị xã Tấn Thị của tỉnh Tây, lại hết sức lợi dụng ưu thế tại trục lộ Nam Bắc huyết mạch này. Thành phố Đan Thành có hy vọng trở thành thành phố quan trọng phía nam của tỉnh Yến, cũng có thể trở thành nơi quan trọng tập kết thương phẩm. Hạ Tưởng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Phó Tiên Phong một cái, trong lòng hiện lên một sự kính nể. Không thể xem thường, tầm nhìn Phó Tiên Phong cũng quả thật không tồi. Đề nghị đưa ra cũng là một trong những sách lược hắn từng nghĩ tới nhưng bởi vì chi phí thật lớn, khả năng thực hiện cực thấp, nên buông trôi luôn. Nơi giao hội tứ tỉnh là thật. Nhưng muốn xây dựng trục đường lớn nối tiếp tỉnh Tề và tỉnh Tây cũng giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm. Bất luận lúc nào, một khi chuyện liên quan đến hai tỉnh trở lên, chỉ nội xử lý quan hệ phối hợp các quyền lợi sẽ làm phức tạp nhức đầu. Trừ phi là trong quy hoạch chiến lược quốc gia, nếu không căn bản không thể thực hiện. Thành phố Bảo gần thủ đô quá, là thế xấu, nhưng cũng là ưu điểm. Có thể xây dựng một thị trường mua bán cỡ lớn ở thành phố Bảo. Lợi dụng giá đất rẻ và ưu thế nhân lực ở thành phố Bảo, chiếm ưu thế giá cả trên mặt tiêu thụ. Tin rằng ở thủ đô có rất nhiều người thích hàng hiệu xa hoa nhưng trong túi lại thiếu tiền, sẽ sẵn sàng bỏ ra 2 tiếng đồng hồ lái xe, đến Bảo thị tiêu xài. Như vậy, thành phố Bảo sẽ gia tăng thu nhập từ thuế và cơ hội việc làm. Chờ khi lượng người đông đúc rồi, sẽ lôi kéo theo sự tiêu dùng của thành phố Bảo lên, mức sống thành thị liền được nâng cao lên. Phó Tiên Phong chậm rãi mà nói. Đều có đề nghị về thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, hơn nữa khi bàn luận thuộc như lòng bàn tay, xem ra cũng là chuẩn bị đầy đủ lắm. Nếu Hạ Tưởng không được biết trước chuyện Phó gia sắp đầu tư thành phố Yến, hắn sẽ không biết dụng ý lời nói của Phó Tiên Phong vừa rồi. Nhưng hắn nghe xong đề nghị của Phó Tiên Phong đối với thành phố Bảo thì lập tức hiểu rõ nhiệt tâm bên trong của Phó Bí Thư, hóa ra ẩn giấu tư lợi không dễ nhận ra. Phần trước đề nghị đối với thành phố Đan Thành chỉ có việc thả con tép. Bắt con tôm. Đề nghị đối với thành phố Bảo ở phần sau, mới là dụng ý đích thực của Phó Tiên Phong. Hắn muốn mình thuyết phục Tào Vĩnh Quốc dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành quy hoạch đối với thành phố Bảo. Bước đặt chân của Phó gia trong lĩnh vực kinh tế chính là bách hóa cao cấp.
Nếu thành phố bảo mà tiến tới được, Phó gia vừa vặn có điều kiện thuận tiện, thừa cơ tiến vào thị trường bán lẻ thành phố bảo, cũng thừa dịp phong trào điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ về chính sách và tiền bạc. Tầm nhìn Phó Tiên Phong quả nhiên sắc bén, với một chiêu dương đông kích tây. Bởi vì hắn cũng biết rõ ràng, đề nghị đối với thành phố Đan Thành là lâu đài trên cát, hứa suông mà thật sự không tới. Mà đề nghị đối với thành phố Bảo mới là trọng điểm của hắn. Với người bình thường, thấy nhiệt tình của hắn chắc chắn sẽ trong lòng cảm kích. Đồng thời bởi vì đề nghị đối với thành phố Đan Thành không có tính khả thi mà xây dựng siêu thị cao cấp ở thành phố Bảo, dường như cũng có thể thực hành, nói không chừng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Hạ Tường cũng không thấy triển vọng đối với xây dựng siêu thị cao cấp tại thành phố Yến. Huống chi năng lực tiêu xài của thành phố Bảo còn không bằng của thành phố Yến. Đối với đại gia tộc như Phó gia mà nói, bọn họ có đến chỗ nào đầu tư, hứa hẹn đầu tư 50 tỷ, chỉ sợ thực tế tài chính chưa đến 5 tỷ. Sau đó chỉ cần vào được thị trường địa phương, sẽ thi thố các loại thủ đoạn, thông qua đủ loại quan hệ xin cho vay. Cuối cùng dự án có lời thì tự nhiên là hai bên cùng hưởng thành quả. Dự án nếu thất bại, Phó gia cũng có cũng đủ phương cách thu hồi tài chính của giai đoạn trước, bỏ mặc cục diện rối rắm rồi đi. Về phần khoản vay ngân hàng, xin lỗi, vấn đề hậu quả để chính quyền và ngân hàng địa phương giải quyết. Vì nhìn không thấy triển vọng lợi nhuận của siêu thị cao cấp, Hạ Tưởng không quan tâm lắm đối với đề nghị của Phó Tiên Phong. Hắn chỉ thản nhiên nói. Ý tưởng của Phó Bí Thư Phó quả thật đích xác, chờ tôi trở về nghiên cứu đàng hoàng một chút, sau đó báo cáo lãnh đạo xin chỉ thị lại. Xem ý lãnh đạo ra sao. Phó Tiên Phong cũng nhìn ra Hạ Tưởng không đồng ý đối với đề nghị của hắn, cũng cười cười. Tôi chỉ nói như vậy, cậu nghe qua là được rồi. Phương châm chỉ đạo cụ thể, trên tỉnh chắc cũng có phương hướng. Ha ha! Chờ Hạ Tưởng đi lên lầu rồi. Phó Tiên Phong sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ Hạ Tưởng quả nhiên khá điềm tĩnh so với hắn tưởng tượng. Tuy nhiên hắn mơ hồ khó hiểu chính là, Hạ Tưởng không biểu lộ gì. Rốt cuộc là thấu suốt dụng tâm của mình, hay là không hiểu được siêu thị cao cấp ở thành phố Bảo quả thật có triển vọng tốt. Dù sao cũng không gấp, chờ sau khi siêu thị cao cấp ở thành phố Yến xây dựng lên, có đủ ảnh hưởng tại thành phố Yến, từ từ có thể kéo các thị trấn khác của tỉnh Yến. Hắn đứng tại chỗ nghĩ một hồi bèn quay người, đi tới văn phòng Đàm Long. Đàm Long đang nói điện thoại, vừa thấy Phó Tiên Phong tiến vào liền vội nói hai câu, buông điện thoại, tươi cười nghênh tiếp Phó Tiên Phong. Tiên Phong, lại đây, mau ngồi, tôi mới kiếm được mấy lạng trà thượng hạng, nếm thử trước. Trà gì mà Phó Tiên Phong không uống qua, cũng không có chút hứng thú nào đối với trà thượng hạng của Đàm Long. Nhưng hắn cũng làm bộ dáng như đầy hứng thú. Ồ, trà thượng hạng của ông anh Đàm, chắc chắn là hàng chân phẩm rất khó kiếm ở chợ. Vừa vặn trà của tôi mang từ thủ đô về cũng vừa uống hết. Nếu mà ngon, làm sao cũng cho tôi mượn một lạng. Đàm Long nghe Phó Tiên Phong không khách sáo với hắn, mở lời muốn trà, trong lòng vui dạo dực. Phó Tiên Phong đại gia thế lớn, cả Phó Bí Thư thôi cũng nể mặt ba phần. Đàm Long càng muốn dựa dẫm, hy vọng có thể được Phó gia tán thưởng, giúp hắn một phen. Chương 416, lý tưởng của Hạ Tưởng. Đàm Long đích thân tự tay pha lấy trà, pha trà xong, bèn rót cho Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong hấp một ngụm, cảm giác cũng là loại trà trên trung bình, tuy nhiên vẫn khen nói. Trà ngon, tôi ở thủ đô cũng rất ít khi thấy trà ngon như vậy. Ông anh Đàm, đúng là có khẩu phúc phúc về đường ăn uống. Đàm Long hớn hở ra mặt, tự tay gói một nửa đưa Phó Tiên Phong. Nếu Tiên Phong thích, thì nể mặt lấy một nửa là vui rồi. Phó Tiên Phong thật ra không muốn lấy trà của Đàm Long, với y mà nói, trà của Đàm Long chưa phải loại khoái khẩu của y, nguyên tắc của y là thà thiếu đừng để dư. Nhưng thấy Đàm Long vô cùng hào phóng mà chủ động chia mình một nửa, y cũng không muốn làm bẽ mặt Đàm Long, bèn nhận lấy. Sự việc bên công ty Ngũ Giao Hóa, xử lý thế nào rồi? Mối quan tâm chính của Phó Tiên Phong là vấn đề bán tòa nhà Ngũ Giao Hóa, lẽ ra đã bàn xong giá cả, nhưng đột nhiên giữa chừng không biết xảy ra chuyện gì, công ty Ngũ Giao Hóa lại đề xuất không bán tòa nhà văn phòng, khiến trong lòng y đầy tức khí. Đàm Long biết ưu tư của Phó gia, cũng biết rõ Phó Tiên Phong là người đại diện cho Phó gia, tại thành phố Yến đầu tư siêu thị cao cấp, cũng là chiêu biến hóa của thủ đoạn chính trị. Bí thư Trần không tỏ rõ ý kiến đối với xây dựng siêu thị cao cấp tại thành phố Yến, dường như cũng không quan tâm. Thị trưởng Hồ cũng không hứng thú lắm. V.
Về bản nhân Đàm Long mà nói, gã cũng đi nhiều nơi khảo sát, cũng cho rằng thành phố Yến thiếu vắng một tầm vóc của đô thị lớn. Tỷ như các tòa nhà cao tầng gần như không có, cả siêu thị cao cấp cũng không có lấy một cái. Quả thật không tương xứng với tỉnh lỵ của tỉnh Yến. Đối với việc xây dựng siêu thị cao cấp, gã có thái độ tích cực, lại bởi vì là công việc của phó gia, nên tích cực chủ động mà ra mặt giải quyết các vấn đề. Công ty Ngũ Giao Hóa trên cơ bản đứng trên bờ sập tiệm, trên thực tế là đã phá sản, chỉ có điều không nói rõ thôi. Bán tòa nhà văn phòng để trang trải tiền bảo hiểm thôi việc của công nhân viên, là quyết định của Tổng Giám đốc công ty Hách Long Thành. Hách Long Thành tính người hào sảng, tuy nóng tính nhưng có tình cảm, có chí lớn nhưng thiếu năng lực, không lâu khi lên làm Giám đốc công ty Ngũ Giao Hóa, đã bóp chết công ty Ngũ Giao Hóa đang thoi thóp. Lại bởi vì tiền bảo hiểm nghỉ việc của rất nhiều công nhân viên về hưu không nộp đủ, nên không giải quyết được thủ tục nghỉ hưu cho những người tới tuổi. Cùng đường, không chịu nổi những lời dèm pha sau lưng của công nhân viên, Hách Long Thành đành phải bán nhà bán đất, đến bù vào khoản thiếu hụt. Đáng lẽ đã thỏa thuận giá cả với người phụ trách thời trang danh phẩm đến từ thủ đô, chờ sau khi ký kết thỏa thuận, một tay giao tiền, một tay giao nhà, nhưng không biết sao Hách Long Thành đột nhiên giữa chừng đổi ý. Nói cái gì cũng không bán tòa nhà văn phòng, hỏi hắn nguyên nhân, chỉ nói là các công nhân lớn tuổi mỗi ngày ngồi ở trước cửa nhà hắn, tuyên bố hắn dám bán tòa nhà, thì dám liều mạng với hắn. Đàm Long biết lời nói Hách Long Thành rõ ràng là nói dối, Hách Long Thành tuy không có bản lĩnh gì, nhưng tính cách cũng tốt, đối đãi công nhân viên Ngũ Giao Hóa coi như không tệ. Tuy rằng công ty đóng cửa phá sản, nhưng cũng không có bao nhiêu người nói xấu hắn. Bởi vì Hách Long Thành không tham lam. Đối nhân xử thế làm việc công bằng chính trực, cũng một lòng lo nghĩ cho công nhân viên chức. Công ty Ngũ Giao Hóa đóng cửa cũng là vì hoàn cảnh khách quan, và khả năng quan hệ cá nhân không tốt. Cả Đàm Long cũng không tin, có công nhân viên dám đến nhà hắn làm càn. Đàm Long đối với lời giải thích của Hách Long Thành rất bất mãn, cảm thấy Hách Long Thành đối với hắn rất không thật lòng, chỉ một câu giải thích cũng quá cầu thả, bèn yêu cầu Hách Long Thành phải đàm phán lại với thời trang danh phẩm. Hách Long Thành cũng không biết lấy đâu ra gan lớn, dám thách thức phó thị trưởng thường trực thành phố Yến. Đương nhiên cũng không phải công khai cãi lời, nhưng mà ngấm ngầm không theo, mặt ngoài dạ dạ vâng vâng, nói là nhất định sẽ giải quyết nhóm công nhân giả gây rối, nhưng bên trong hẹn rồi lại hẹn, cho tới hôm nay cũng chưa có ký kết thỏa thuận với thời trang danh phẩm. Tiên Phong, tình hình hơi phức tạp, vượt ra ngoài suy tính của tôi. Đàm Long bất đắc dĩ nói. Tòa nhà Ngũ Giao Hóa có thể lấy không được, nếu tôi đoán không lầm, có khả năng Hách Long Thành đã bán cho người khác. Cái gì? Phó Tiên Phong nổi giận. Hắn thích tòa nhà Ngũ Giao Hóa lâu rồi, cho rằng đó là địa điểm thích hợp nhất tại thành phố Yến để mở một siêu thị cao cấp, xét về lưu lượng giao thông hay dòng người đều có điều kiện tốt, nhưng đột nhiên được nghe đã qua tay cho người khác, làm thế nào mà không nổi nóng. Hách Long Thành làm cái gì mà cả ủy ban nhân dân thành phố cũng không nể mặt. Rốt cuộc có ai đứng sau hắn? Đàm Long thấy Phó Tiên Phong đỏ mặt tía tai, thầm nghĩ hóa ra y cũng biết nổi nóng. Chỉ thấy y luôn có một bộ dáng bình thản, mọi chuyện dường như đều có thể thản nhiên ứng phó, hóa ra cũng có khi thất thố. Hắn lắc đầu. Hách Long Thành là công nhân viên của Ngũ Giao Hóa, cũng không có ai đứng sau, phấn đấu từng bước một lên làm giám đốc. Đối với người muốn thăng quan mà nói, lời nói của Ủy ban Nhân dân thành phố không thể không nghe. Nhưng Hách Long Thành rất có cá tính, đối với cấp trên thường cũng không xem trọng. Hắn cũng có quyền quyết định, cho dù tự ý đem tòa nhà văn phòng bán cho người khác, chỉ cần thủ tục hợp pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng không có cách nào. Ông anh Đàm, tôi mặc kệ anh dùng biện pháp gì. Nhất định phải giúp tôi lấy tòa nhà Ngũ Giao Hóa. Tôi thật không tin, một giám đốc công ty Ngũ Giao Hóa nho nhỏ, dám coi thường lời nói của đường đường phó thị trưởng thường trực. Phó Tiên Phong có lẽ thấy mình quá lố, vẻ mặt bèn hơi dịu đi. Đàm Long trong lòng nổi nóng, phó thị trưởng thường trực là cái gì? Phó thị trưởng thường trực cũng không thể can thiệp hoạt động buôn bán bình thường, nhúng tay đến mọi chuyện ở địa phương. Hách Long Thành không nghe lời, chẳng lẽ liền xử ông ta? Không nắm được sơ hở làm thế nào cách chức ông ta? Nếu sự việc vỡ lỡ ra, bị Hồ Tăng Chu hoặc là Trần Phong phát hiện, thì tự mình chuốc phiền phức với thị trưởng và bí thư sao? Nhưng việc của Phó Tiên Phong, hắn lại không thể không cố gắng mà làm, bèn cầm lấy điện thoại, gọi ra ngoài. Lát sau hắn buông điện thoại xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Phó Tiên Phong. Đã ký hợp đồng rồi, bán cho một công ty ở thành phố Yến,
cụ thể công ty đó thuộc về cái gì còn chưa điều tra rõ. Nhưng biết được là trên vị trí đó xây dựng một trung tâm tắm sông hơi, tên là Phương Thảo Địa. Bước đầu tiên của Phó Tiên Phong ở thành phố Yến không ngờ thất bại dưới tay một giám đốc nhỏ của công ty Ngũ Giao Hóa, lửa giận không khỏi bốc lên, hắn cố nén lửa giận trong lòng, cố gắng làm cho tiếng nói của mình giữ được bình tĩnh. Thủ tục xin phê duyệt trung tâm tắm sông hơi tương đối phức tạp, ông anh Đàm có thể bỏ chút công sức, yêu cầu thủ tục của bọn họ đầy đủ một ít. Việc đã đến nước này, Phó Tiên Phong chỉ có thể nhờ Đàm Long làm chậm Phương Thảo Địa, đối với Hách Long Thành, không thể chính mình một phó bí thư thành ủy, nghĩ biện pháp đi trả đũa hắn. Bước tiếp theo chỉ có thể tìm một địa chỉ mới, thành phố Yến to lớn, chắc sẽ còn có địa điểm thích hợp. Chỉ có điều Phó Tiên Phong trận đầu mở màn không thành công, trong lòng dù sao có chút phiền muộn không vui thôi. Đàm Long tiễn Phó Tiên Phong xong, ngồi một lát, bỗng nhiên cười gằn một tiếng. Ở thủ đô tới thì sao? Cán bộ muốn thăng quan phát tài phải làm việc theo ý của mày sao? Một số người của thành phố Yến này, quan không lớn, tính khí thì lớn, đó gọi là cứng đầu, giám đốc có làm hay không cũng chẳng sao cả, mày có thể làm gì hắn? Đối phó bọn họ, Phó Tiên Phong nhà mày còn không bằng bản lĩnh Hạ Tưởng. Nghĩ đến Hạ Tưởng, Đàm Long trong đầu bỗng toát ra một ý, có thể nào Hách Long Thành đột một thay đổi, có cái gì liên quan với Hạ Tưởng? Đàm Long thật ra đã đoán đúng, quả thật Hạ Tưởng có liên quan gián tiếp. Hạ Tưởng lúc này đang ngồi ở trong phòng làm việc Trần Phong, cùng Trần Phong thưởng thức trà. Trần Phong nghe Cổ Ngọc cháu gái lão Cổ tới tổ lãnh đạo đi làm rồi, cũng hơi kinh ngạc. Việc này tôi không có nghe một chút tin tức gì, lão Cổ hơi cổ quái, cũng khá thần bí, tuy nhiên người lão ta nhắm vào chính là cậu, vậy tôi không quan tâm nhiều. Cái tôi quan tâm chính là, cậu hứa với tôi là món đồ thọ sơn thạch, khi nào thì có thể giao cho tôi. Hạ Tưởng thoái thác. Bí thư Trần, ngài rõ ràng bán rẻ bạn bè để lấy ngọc, mặc kệ tôi chết sống, chỉ để ý ngọc, ngài lãnh đạo như vậy, làm thế nào khiến cấp dưới tâm phục khẩu phục? Cậu không phải cấp dưới của tôi đây lấy thân phận bề trên nói chuyện với cậu, bề trên xin cậu một miếng ngọc thạch, cậu cũng không cho được sao, có phải quá nhỏ mọn hay không? Trần Phong ha hả cười không ngừng, gần đây tâm tình ông ta vui vẻ, các hạng mục công tác triển khai thuận lợi, tình hình thành phố Yến ổn định. Việc đến đây của Phó Tiên Phong tạm thời không dấy lên sóng gió gì. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì Hạ Tưởng lôi kéo Hồ Tăng Chu, bí thư và thị trưởng giữ sự nhất trí ở các việc trọng yếu, thì có thể ổn định đại cục. Không phải tôi tiếc gì, là tôi còn chưa có cơ hội nói với lão Cổ. Hạ Tưởng không biết làm sao, đừng cho Trần Phong là tỉnh ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy quyền cao chức trọng, lúc ông ta không ở vai trò bí thư. Bộ dạng so với lúc là bí thư còn làm cho người ta khó đối phó hơn. Tôi đã nghĩ, nếu lão Cổ đã cho một món đồ chơi, có thể nào lại xuất hiện vấn đề gì mới? Ông ta đưa cho tôi bức tượng điêu khắc bọ ngựa bắt ve, tôi vẫn lo lắng suốt, đến bây giờ vẫn không biết chính xác ý ông ta muốn gì. Lúc này lại mở miệng xin ông ta cho ngọc thạch, không phải chui đầu vô lưới sao? Đó là vấn đề của cậu, ta chỉ muốn món đồ thọ sơn thạch, mặc kệ cái gì. Trần Phong cũng không giữ thân phận bí thư thành ủy của ông ta, không thèm quan tâm vấn đề của Hạ Tưởng. Cậu nói thẳng cho tôi biết, được hay không? Được, lãnh đạo lên tiếng, không được cũng phải được. Hạ Tưởng cũng dứt khoát làm càn một phen. Tôi cũng có một việc, ngài phải ưng thuận với tôi. Chuyện gì? Nếu Phó Tiên Phong với lý do vì thành phố Yến mà lôi kéo đầu tư, cần xây dựng siêu thị cao cấp tại thành phố Yến. Tôi đề nghị ngài cố gắng nghĩ biện pháp ngăn cản anh ta. Bởi vì với trình độ kinh tế thành phố Yến, đầu tư siêu thị cao cấp, chỉ có một đường chết. Hạ Tưởng vẻ mặt kiên quyết nói. Nét mặt Trần Phong cũng trở nên nghiêm túc. Cậu muốn làm chuyện tốt, không muốn Phó Tiên Phong đầu tư làm chuyện vô ích. À, tôi là người tốt thật, nhưng không phải đụng đâu cũng làm người tốt, cho dù tôi nói cho Phó Bí Thư Phó, rằng anh ta đầu tư sẽ thất bại, anh ta có tin tưởng tôi không? Hạ Tưởng vừa cười. Tôi là lo rằng bọn họ giai đoạn trước đầu tư ít, giai đoạn sau vay mượn nhiều, cuối cùng đầu tư thất bại, lãng phí cũng là tiền của thành phố Yến. Trần Phong hiểu chuyện mà mỉm cười. Tôi nghe nói bọn họ chấm tòa nhà văn phòng công ty Ngũ Giao Hóa, bàn bạc cũng một thời gian rồi, đột nhiên nửa đường thay đổi, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi không rõ lắm, có thể Tề Á Nam rõ hơn. Hạ Tưởng cũng hiểu ý mỉm cười. Trần Phong cười ha ha. Mánh khóe, mẹo vặt,
tôi thua cậu đó. Vậy thôi, chờ khi nào chuyển qua trong vòng của tôi sẽ nghĩ biện pháp, cố gắng không cho bọn họ lạm dụng tiền của nhân dân thành phố Yến. Tuy nhiên tôi tuy là bí thư thành ủy, nhưng không phải cái gì cũng quản được hết, về bên ngân hàng, tôi sẽ không xuất đầu lộ diện. Tôi cũng thuận miệng mà nói thôi, trong lòng ngài biết là được. Hạ Tưởng cười cười chuyển đề tài. Hắn cũng biết rõ nếu thật sự muốn ngăn cản Phó Tiên Phong đầu tư siêu thị cao cấp, cũng không thực tế, hắn chỉ có thể uyển chuyển mà nhắc nhở một chút, để Trần Phong chú ý một chút chiều hướng của Phó Tiên Phong, đừng để cuối cùng đầu tư 100 triệu, mà làm mất đi khoản vay của ngân hàng 1 tỷ. Hạ Tưởng lại xin ý kiến Trần Phong về kiến thức điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Suy nghĩ của Trần Phong có xu hướng bảo thủ, nhưng cũng ít nhiều ý thức được sự lạc hậu của thành phố Yến cũng như vị thế của tỉnh lỵ không phù hợp. Nhưng bởi vì chịu sự giới hạn của khí hậu, thành phố Yến lại không có khả năng làm những việc quá sức. Cho dù ông ta và Hồ Tăng Chu cùng nhất trí đồng ý, trên tỉnh cũng sẽ kiên quyết phản đối. Chính trị bảo thủ, kinh tế lạc hậu, hiện trạng thành phố Yến dường như không tồi, nhưng kỳ thật làm người ta ưu tư. Nhà máy thép và nhà máy dược sau khi rời đi, chỉ chi phí di rời đã ngốn tới vài tỷ, tiền ở đâu ra? Đều là ngân hàng cho vay. Ngân hàng cho vay là tiền của ai? Đương nhiên đều là tiền máu thịt nhân dân. Hơn nữa nhà máy thép của thành phố Yến dù về quy mô hay giá trị sản lượng, so với nhà máy thép Đan Thành còn thua xa, nhà máy thép của thành phố Đan Thành còn đang lo lắng về việc tồn vong, huống chi nhà máy thép của thành phố Yến. Dù vậy, so với nhà máy dược, nhà máy thép của thành phố Yến còn có năng lực doanh thu, nhà máy dược lại đang trên đường tuột dốc. Trung Quốc là nơi sản xuất penicillin lớn nhất thế giới. Năng lực lên men penicillin ở trong nước hàng năm trên 15.000 tấn, trong đó tỉnh Yến điều chế được 3.200 tấn, chiếm hạng nhất trong nước. Nhưng với sự hữu dụng của chất kháng sinh cephalosporin, penicillin vì dễ mẫn cảm cũng như sẽ sinh ra cơn sốc mẫn cảm, trước khi sử dụng cần chờ làm xét nghiệm phản ứng ra mẫn cảm, dần dần bị chất kháng sinh cephalosporin không cần xét nghiệm ra mẫn cảm thay thế. Cuối cùng nơi sản sinh penicillin lớn nhất lại trở thành gánh nặng lớn nhất. Hàng năm đều thua lỗ lớn. Hai xí nghiệp lớn bề ngoài là hai sản nghiệp cột trụ, kỳ thật đã bước đến bên bờ vực phá sản. Hạ Tưởng biết rõ sự tình, có điều không tiện nói thẳng, chỉ có thể kín đáo nói phất qua. Trần Phong nghe qua, cũng không đặc biệt lưu ý triển vọng mà Hạ Tưởng nói, đối với sự việc phát triển trong tương lai, không phải tất cả mọi người đều có tầm nhìn xa. Sau khi Hạ Tưởng chào biệt Trần Phong, lại cùng Hồ Tăng Chu gặp mặt, đàm luận một chút về triển vọng điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo. Hồ Tăng Chu làm quan nhiều năm tại thành phố Chương Trình, đối với sự lạc hậu của thành phố Chương Trình tràn đầy cảm xúc, nên rất là hiểu những bức xúc của Đan Sĩ Kỳ và Tào Vĩnh Quốc trong việc cấp bách muốn thay đổi diện mạo lạc hậu. Đối với điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, ông ta lạc quan hơn so với Trần Phong. Tôi tin tưởng nhiều lắm 3 năm, thậm chí 2 năm, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sẽ bắt đầu thấy hiệu quả. 2 năm sau tiểu Hạ cậu mới 29 tuổi, cũng đủ đảm nhiệm chức phó thị trưởng, ngẫm lại tuyến đường sắt nối ra biển của thành phố Đan Thành khiến cho người người hâm mộ, năm đó lãnh tụ có thơ khen. Nhất Kiều phi giá Nam Bắc, thiên tiệm biến thông đồ, hiện giờ là đường sắt Bắc ngang Đông Tây, chẳng còn phân biệt vùng duyên hải hay nội địa. Qua chuyện tuyến đường sắt nối ra biển mà nói, tiểu Hạ, tôi vô cùng khâm phục thiết kế dũng cảm của cậu. Những lời này của Hồ Tăng Chu là thực lòng. Từ lúc nghe nói về việc Hạ Tưởng chủ động xin làm thí điểm thành thị tại thành phố Đan Thành và thành phố Bảo bước đầu có tác dụng, sau khi nghe đến Hạ Tưởng đưa ra ý tưởng tuyến đường sắt nối ra biển, sự hiểu biết đối với Hạ Tưởng một lần nữa nâng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Hồ Tăng Chu xem ra, ý tưởng này của Hạ Tưởng là một tuyệt chiêu biến đá thành vàng, một tuyến đường sắt chuyên dụng, rút ngắn khoảng cách xa xôi giữa vùng duyên hải và nội địa, rút ngắn lộ trình mấy tiếng đồng hồ. Bất luận là quy mô đầu tư hay là hiệu quả thời gian, đều là biện pháp tốt nhất có thể nghĩ đến trong giai đoạn hiện nay, tiết kiệm hơn rất nhiều lần so với đầu tư xây dựng chi nhánh mới của nhà máy ở vùng ven cảng biển. Hồ Tăng Chu cũng rất bất mãn đối với hiện trạng thành phố Yến. Là một thành thị mới trỗi dậy, thành phố Yến phát triển chỉ có vài thập niên, nhưng không có sinh khí của một thành thị mới phát triển. Ngoại trừ đường phố quy hoạch chỉnh tề một tí, toàn bộ thành thị không có chỗ nào khởi sắc. Kinh tế nửa vời, công nghiệp nặng gần như không có, công nghiệp nhẹ cũng không phát đạt, công nghệ cao lại càng không đáng đề cập tới. Những năm trước trong phong trào hô hào mở mang khu kinh tế, thành phố Yến cũng chạy theo trào lưu, thiết lập khu khai phá phía đông,
Kết quả vài năm trôi qua, vừa không có xí nghiệp công nghệ cao tham gia, lại không có người cư trú. Hiện tại khu khai phá phía đông hoang vắng, trở thành sân luyện xe tốt nhất cho người mới tập lái. Trong lòng Hồ Tăng Chu cũng rất âu lo, ước vọng ở trong nhiệm kỳ có thể thí thố tài năng, làm cho kinh tế thành phố Yến nâng lên một tầm cao mới. Chỉ tiếc, chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp vừa đưa ra, trên tỉnh đầu tiên gạt bỏ thành phố Yến. Trong lòng ông ta cũng biết, trừ phi thành phố Đan Thành và thành phố Bảo đồng thời thu được thành công, nếu không có làm thí điểm thành thị đợt 2 cũng sẽ không đến lượt thành phố Yến. Không phải thành phố Yến không đủ tư cách, chỉ là trên tỉnh không dám để thành phố Yến làm thí điểm, nếu chẳng may thất bại, toàn tỉnh bị mất thể diện. Hồ Tăng Chu liền nói lời thành khẩn với Hạ Tường. Tiểu Hạ, nhất thiết cậu phải đặt hết tâm trí làm tốt tổ lãnh đạo công tác, chỉ đạo thành công thành phố Đan Thành và thành phố Bảo làm thí điểm. Chỉ khi hai thành đều thành công, thành phố Yến mới có thể trở thành thành thị tiếp theo làm thí điểm. Tôi thân là thị trưởng thành phố Yến. Tấm lòng muốn thay đổi diện mạo lạc hậu của thành phố Yến, đều bức thiết hơn so với người khác. Hạ Tường trịnh trọng gật đầu. Tầm quan trọng của việc làm thí điểm thành thị, cho dù là đối với nhân dân hai thành phố mà nói, hay là đối với lãnh đạo đảng và chính phủ hai thành phố mà nói, cụ thể đến cá nhân tôi mà nói, đều rất có ý nghĩa. Không chỉ vì mưu cầu phúc lợi nhân dân hai thành phố, cũng là gửi gắm lý tưởng và khát vọng của cá nhân tôi. Lý tưởng của Hạ Tường cũng không rộng lớn. Hắn chỉ hy vọng sự tái sinh của hắn, có thể vì người nhà mang đến hạnh phúc, có thể vì những người yêu mến mang đến vui sướng, có thể vì quê hương đóng góp cống hiến, có thể làm cho thành phố Yến tiến về phía trước, dĩ nhiên nếu có khả năng mà nói, có thể vì quốc gia, lần nữa cống hiến một phần sức lực, là thỏa mãn rồi. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải bước từng bước một mà đi, lý tưởng cũng phải từng chút mà thực hiện. Lúc này, tầm mắt hắn chỉ dừng ở một thành thị, có lẽ mai này, có thể hướng ra toàn tỉnh. Đối với bước phát triển tiếp theo của thành phố Yến, Hạ Tường cũng có vài ý tưởng. Thị trưởng Hồ, hiện nay thành phố Yến muốn có làm lớn cũng không có khả năng, nếu về mặt kết cấu kinh tế chưa thể hành động gì, vậy chi bằng bắt tay làm từ cải thiện môi trường. Hồ Tăng Chu ánh mắt sáng lên. Làm thế nào, hiện tại phía tây bắc thành phố Yến có vườn cây, trong thành thị có công viên rừng rậm, còn có sông Bách Tính, như cậu nói, còn có chỗ nào có thể cải thiện. Công viên rừng rậm đối với cải thiện môi trường của thành phố Yến rất rõ ràng, sông Bách Tính hiện tại bỏ thì thương vương thì tội, không phải là môi trường nước không thể cải thiện, mà là lưu lượng sông Bách Tính quá ít, lại đào ở trong thành thị, đoạn sông lại ngắn, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ đối với môi trường. Thật ra thành phố Yến trước kia từng có một đoạn sông Cổ Hà, tuy nhiên hiện đã khô cạn, một số đoạn còn có nước, hình thành vùng trũng này có tên là sông Hạ Mã. Cả con sông vừa vặn quay quanh thành phố Yến. Nếu khơi thông đáy sông, mở rộng dòng chảy, nếu xây dựng một hệ thống thủy vòng quanh thành phố, chẳng những có thể thay đổi vấn đề không khí ô nhiễm nghiêm trọng của thành phố Yến, còn có thể cải thiện môi trường thành phố Yến. Vì một thành phố Yến ít mưa khô hanh có thêm phần rạng rỡ, khiến thành phố Yến cũng xứng đáng cái tên Sơn Thủy Chi Thành. Chương 417, càng ngày bước đi càng vững. Sông Hạ Mã, Hồ Tăng Chu sửng sốt, suy nghĩ một hồi. Mới nhớ tới khúc sông cạn ở phía bắc thành phố Yến, ngày thường nhiều có người dân ở chỗ này dạo chơi, còn có một số nông dân dẫn ngựa cho người cưỡi chơi ở bãi cát, ngày nay đã gần như hình thành một khu vui chơi tự nhiên. Sông Hạ Mã khô cạn đã lâu, hơn nữa lòng sông đã tắc nghẽn từ lâu, nếu đúng như lời Hạ Tường, khơi thông rồi lại mở rộng nữa, không những tốn kém rất nhiều mà còn là một công trình to lớn, bởi vì sông Hạ Mã chảy quanh thành phố Yến một vòng, ít nhất cũng dài hơn 100 km. Chiều rộng vài chục mét, chỉ tính lượng nước thôi cũng là một con số kinh người. Ở đâu mà có được lượng nước nhiều như vậy? Dường như Hạ Tưởng đoán được ý nghĩ của Hồ Tăng Chu, tiếp tục nói rằng. Thành phố Yến thực ra cũng chẳng hề thiếu nước. Xung quanh có ba cái hồ chứa nước cỡ lớn, trữ lượng của ba cái hồ chứa đều có hạn, một khi xảy ra lở núi rất dễ dẫn đến lũ lụt. Nếu như xây được hệ thống đường thủy xung quanh thành phố, cũng có thể làm nhiệm vụ thoát nước khi lũ lụt. Dĩ nhiên. Những điều trên chẳng qua là những ý nghĩ viễn vong hão huyền của tôi, ngài cứ coi như nghe một câu chuyện vậy thôi. Việc tu sửa hệ thống đường thủy vòng quanh thành phố Yến, trước khi Hạ Tưởng tái sinh chỉ vừa mới khởi công xây dựng. Trước khi xây dựng cũng trải qua quá trình thảo luận quyết liệt, từ lúc đề xuất ý tưởng đến khi dự án được duyệt, rồi đến thi công, cũng hết thời gian 2 năm. Khi đó hai bờ sông Hạ Mã đã hình thành một khu vui chơi và rất nhiều nhà hàng,
hình thành một bộ mặt của thành phố Yến. Hạ Tưởng còn chưa kịp chứng kiến cảnh đẹp sau khi hoàn thành của sông Hạ Mã thì tái sinh rồi. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, tại một nơi luôn khô hanh ít mưa như thành phố Yến, lại có một chỗ sông lớn sương khói mênh mông, khi đêm xuống, ánh đèn sáng choang, du thuyền ngược xuôi, thật là một quang cảnh mê người biết bao. Kiếp trước không thể tận mắt chứng kiến, hy vọng kiếp này có thể nhìn thấy phong cảnh thành phố Yến sau khi hoàn thành hệ thống đường thủy. Hạ Tưởng cũng biết rằng với tình hình hiện tại của thành phố Yến, muốn thúc đẩy khởi động dự án hệ thống đường thủy vòng quanh thành phố, có vẻ còn quá sớm, nhưng đề xuất ý tưởng trước thời hạn cũng không hại gì, Hồ Tăng Chu nếu có cảm thấy hứng thú, có thể bắt tay cho chuẩn bị trước. Một khi thí điểm ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thành công, thành phố Yến có thể nhân cơ hội đưa ra đề nghị hệ thống đường thủy vòng quanh thành phố, tin rằng sẽ dễ dàng được sự thông qua ở cấp tỉnh. Nếu như trước đây, Hồ Tăng Chu có thể nghe qua rồi thôi, xem như là nghe một câu chuyện kể, nhưng khi biết được Hạ Tưởng vì thành phố Đan Thành đề xuất tuyến đường sắt thông ra biển, ông ta biết rằng, Hạ Tưởng tuyệt nhiên không chỉ nói một chuyện xưa cho hắn nghe, chắc hẳn là có nhiều bí ẩn và hàm ý sâu xa. Tuy nhiên đề nghị của Hạ Tưởng dù sao cũng vượt quá quy định. Chẳng những khối lượng công trình kinh người, lượng nước cần dùng cũng quá sức. Lúc này mà đề xuất ra, hội nghị thường vụ chắc chắn sẽ phản đối toàn bộ, kể cả trên tỉnh cũng sẽ không ít người hoài nghi. Hồ Tăng Chu quyết định trước mắt cứ thư thả, trước tiên cho các chuyên gia giáo sư khảo sát, sau đó tiến hành thảo luận luận chứng. Dù sao các chuyên gia giáo sư có dư dã thời gian. Nhàn rỗi thì là nhàn rỗi rồi, cho bọn họ một cơ hội ngẫu nhiên ngớ ngẩn nào đó, khẳng định bọn họ mỗi người đều xúm vào báo cáo, chủ động đề xuất các ý tưởng bình thường hoặc không bình thường. Chuyện vãn một hồi, Hạ Tưởng lại lái đến việc cao ốc ngã năm, nói. Thị trưởng Hồ, tập đoàn Tề Thị muốn đầu tư một nhà tắm hơi cao cấp tại khu trung tâm tại thành phố Yến. Về việc này ngài có ý kiến gì không? Trung tâm nhà tắm sông hơi tuy là nơi dung nạp các thứ xấu xa, nhưng là một sự vật mới hình thành, muốn hoàn toàn ngăn chặn cũng không thể được, chỉ nên quản lý theo quy tắc hợp lý, không nên cấm đoán mù quáng. Hơn nữa thành phố Yến sau này, nổi tiếng với tên kinh đô sông hơi, sự đông đảo của các trung tâm sông hơi, dáng lộng lẫy của công trình, nét phong cách của trang trí, ngay cả thủ đô cũng không thể sánh bằng. Thời Hoàng Kim, thành phố Yến từng trong một năm khánh thành ba nhà sông hơi cao cấp. Một nhà trang trí tráng lệ lộng lẫy, lấy tên Hoàng Cung. Một nhà trang hoàng thanh lịch cổ điển, gọi là Bích Vân Thiên. Một nhà trang hoàng hoành tráng uy nghi, gọi là Long Hành Phong. Ba trung tâm sông hơi tại thành phố Yến hình thành thế chân vạc, trở thành đề tài bàn tán của một thời. Tề Á Nam nhạy bén phát hiện triển vọng đầu tư các trung tâm sông hơi, bèn tìm Hạ Tưởng thương lượng muốn mở một trung tâm sông hơi tại thành phố Yến. Lúc này thành phố Yến đã có hai, ba trung tâm sông hơi nhưng cũng không được quy mô, không có đẳng cấp. Hạ Tưởng cũng vô cùng khâm phục Tề Á Nam có mắt nhìn xa, cũng ủng hộ hắn mở trung tâm sông hơi. Trước sau gì cũng sẽ có người mở, nếu để người nhà mở, thì có thể hướng dẫn làm cho tốt và đúng bài bản. Dầu sao cũng tốt hơn nhiều nếu để các thế lực đen tối làm. Hạ Tưởng liền thay Tề Á Nam tìm địa điểm tốt là tòa nhà văn phòng tại Ngũ Giao Hóa. Tề Á Nam là người như thế nào? Là người cũng không tầm thường, không phải tay mơ, hắn ở thành phố Yến nhiều năm, tự nhiên quen biết những người thành phố Yến, sau vài lần tiếp xúc, liền thỏa thuận giá cả xong với Hách Long Thành, rồi ký kết hiệp nghị rất nhanh, mua lấy tòa nhà mà Phó Tiên Phong chuẩn bị dùng để mở tòa nhà bách hóa cao cấp. Tập đoàn Tề Thị từ trước đến nay chủ yếu làm về khách sạn là chính. Mở trung tâm sông hơi, đối với họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hồ Tăng Chu từ chối cho ý kiến, là một thị trưởng. Vừa phải phát triển kinh tế, cũng biết đôi khi có vài ngành nghề không tránh khỏi không quá minh bạch. Phải con mắt nhắm con mắt mở. Sao rồi, tôi nghe nói cậu và tập đoàn Tề Thị quan hệ không tồi. Muốn tôi mở đường bật đèn xanh à? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Cũng không hoàn toàn như vậy, tập đoàn Tề Thị lâu nay làm việc đều rất bài bản. Tề Á Nam quan hệ với tôi không tồi, anh ta có mấy dự án muốn triển khai, muốn tiếp xúc với cấp thành phố nên tìm đến tôi. Muốn tôi giới thiệu cho anh ta một người tin cậy. Hồ Tăng Chu hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng. Tập đoàn Tề Thị muốn tìm người lên tiếng ở thành phố. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn ở thành ủy quan hệ không tồi, và Phương Tiến Giang cũng có giao tình. Không tìm bọn họ lại tìm chính mình, hiển nhiên là có ý, muốn tặng phần ưu đãi cho mình. Hồ Tăng Chu liền mỉm cười. Tôi hiểu rồi, vậy đi. Cậu nói Tề Á Nam trực tiếp tìm Trịnh Quan Quần.
Cụ thể thế nào do đồng chí quan quân và Tề Á Nam bàn bạc, công việc cụ thể đều có thể do quan quân phụ trách. Trịnh quan quân không phải người của Thôi Hướng sao? Hạ Tưởng hơi sừng sốt, còn chưa kịp mở miệng, Hồ Tăng Chu liền hiểu ý nghi ngờ của hắn, giải thích nói. Quan quân trước kia và Thôi Hướng gần gũi nhau, sau này có mấy lần nói chuyện với tôi, mới biết được anh ta là một nửa đồng hương của tôi. Sau lại phát hiện, chúng tôi cùng quen biết bằng hữu cũng không ít, đều là chiến hữu tốt trước kia, kết quả quan quân và tôi càng ngày càng hợp ý nhau. Hạ Tưởng hiểu rồi bèn cười nói. Bước tiến của thị trưởng Hồ tại thành phố Yến càng ngày càng vững vàng. Hồ Tăng Chu gật đầu mỉm cười một cách hài lòng. Xong việc ở văn phòng thành ủy, Hạ Tưởng thấy thời gian cũng vừa lúc tan tầm, liền gọi điện về dặn dò một chút là không về nhà. Trên cơ bản công tác giai đoạn 1 đã làm tốt, chờ vài ngày sau tổ lãnh đạo sẽ chính thức mời dự họp gặp mặt một chút, bố trí một chút công tác trọng điểm tiếp theo. Hạ Tưởng đang chưa biết tiếp theo làm gì, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì mời hắn ăn cơm. Hạ Tưởng lần trước cho Nghiêm Tiểu Thì ý tưởng, để cô đi Âu Châu một thời gian, thể nghiệm một chút sự tiêu phí và thói quen của người Âu Châu. Mục đích chủ yếu là để cô làm đại lý một ít thương hiệu quốc tế về đồ trang điểm và nước hoa của Pháp, cô đi rồi thì mất liên lạc. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, xem ra là từ nước ngoài đã trở lại. Hạ Tưởng hỏi địa điểm, liền lái xe đi tới. Thành phố Yến chậm rãi đi vào mùa xuân. Cây liễu bắt đầu điểm vàng lá xanh, gió đông và gió nam nhiều dần, chạng vạng gió nhẹ thổi tới, tuy rằng hơi có lạnh nhưng cũng có hơi thở mùa xuân. Hạ Tưởng mở cửa kính xe, nhìn theo dòng xe cộ đi trước, thành phố Yến vừa quen thuộc lại xa lạ, trong lòng hơi có một chút cảm thán. Hy vọng thành phố Yến và tỉnh Yến, hy vọng quốc gia này dân tộc này, mới đi một ít đường vòng, mới nộp một ít học phí, giảm bớt một ít sĩ diện, chiếm lĩnh trước thị trường và đất cao. Có quyền lên tiếng ở rất nhiều ngành sản xuất mà không phải ở thế bị động, bị thao túng trong quy tắc, trong phạm vi của người khác. Lần này điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, Hạ Tưởng liền hy vọng thành phố Đan Thành và thành phố Bảo Thành Công, có thể rất nhiều người bừng tỉnh. Có thể làm cho cả tỉnh Yến đều ý thức được, tỉnh Yến địa linh nhân kiệt với nhiều bi ca khẳng khái của các danh sĩ từ xưa đến nay, cũng có thể sáng tạo ra của cải và kỳ tích. Địa điểm Nghiêm Tiểu Thì hẹn gặp hắn ở Phụng Tiên Lâu. Là một nhà hàng mới mở phong cách tứ xuyên. Hạ Tưởng đậu xe xong, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dáng đứng duyên dáng yêu kiều của Nghiêm Tiểu Thì ở cửa. Dùng từ duyên dáng yêu kiều để hình dung Nghiêm Tiểu Thì, thật không quá lố. Cô mảnh mai thon dài, thon thả mà không gầy yếu, mặc váy dày, chân mang giày da, trên người mặc một chiếc áo bóp eo, càng tăng vẻ lưng ong chân dài. Đứng trước phong cách cổ điển của Phụng Tiên Lâu, gió xuân ấm áp nhẹ nhẹ thổi qua. Lâng lâng giống như một đóa hoa xuân đón gió. Hạ Tưởng không kìm nổi tán một câu. Mới mấy ngày không gặp, Tiểu Thì lại xinh đẹp thêm vài phần, làm cho người ta cảm giác sáng ngời. Nghiêm Tiểu Thì qua một lời khen của Hạ Tưởng, mặt ửng đỏ. Mới mấy ngày không gặp, bản lĩnh dỗ ngon dỗ ngọt của trưởng phòng Hạ lại tăng thêm một chút, cảm giác khác xưa nhiều. Nghiêm Tiểu Thì nói như vẹt, ăn miếng trả miếng, đáp lại Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền cười ha hả. Thế nào, chuyến đi Âu Châu thu hoạch như thế nào? Cũng được, đã là chủ ý của đại trưởng phòng Hạ, khẳng định có chỗ đáng học hỏi. Nghiêm Tiểu Thì nhìn quanh bốn phía. Sao chúng ta đứng ở ngài này nói chuyện làm gì? Đi vô bên trong, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghiêm Tiểu Thì đã đặt sẵn phòng. Hai người sau khi ngồi xuống, cô cũng không hỏi ý kiến Hạ Tưởng liền tự mình gọi đồ ăn. Chờ nhân viên phục vụ đi ra, cô mới cởi áo khoác ra. Lộ ra bên trong chiếc áo bó sát người. Hạ Tưởng liền liếc nhìn chằm chằm trên ngực Nghiêm Tiểu Thì không rời. Nghiêm Tiểu Thì hờn dỗi nói. Ai già, anh đó. Đâu có gì ghê lắm đâu, sao anh nhìn dữ vậy? Cô muốn dùng tay che ở trước ngực, lại cảm thấy không cần, ngược lại chỉ ngại giấu đầu hở đuôi. Hạ Tưởng hai mắt giống như hai móc, thiếu điều móc chết ngay tại ngực của cô, Nghiêm Tiểu Thì liền vừa thẹn vừa giận. Hạ Tưởng, anh nhìn xong chưa? Hạ Tưởng mới giật mình tỉnh lại, mới thấy được mình thất lễ, vội xin lỗi mà cười. Xin lỗi, anh không có nhìn em, khụ, khụ, anh chỉ nhìn miếng ngọc bội trước ngực em thôi, rất giống cái thường đeo trước ngực của một cô gái anh từng quen biết. Bởi vì trước kia em không có đeo, đột nhiên có miếng ngọc bội, khiến anh giật mình, rất trùng hợp. Cái đó sao, một miếng ngọc bội thôi mà, em cũng cảm hứng đột xuất, đột nhiên em muốn đeo một miếng ngọc bội cho mình. Nghe nói ngọc có thể mang đến vận may,
có thể gần quân tử xa tiểu nhân, hơn nữa có thể khỏe người trừ bệnh. Em liền mua một miếng đeo lên, hy vọng mình không bị người khác lừa. Khụ khụ, Hạ Tưởng đành phải lại ho khan vài tiếng để che giấu xấu hổ bị Nghiêm Tiểu thì chỉ trích. Cô rõ ràng là oán trách mình trước kia đã lừa gạt cô. May mà chỉ có lừa tín nhiệm, chứ không phải tình cảm, hắn bèn nói. Cổ nhân quân tử đeo ngọc, hiện nay mỹ nhân đeo ngọc, cũng là một loại thời thượng. Đừng nói nha, em đeo ngọc bội, càng nhiều phần kiều diễm. Nói thật chứ? Nghiêm Tiểu thì nhướng mắt cười, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cười hỏi. Tất nhiên, đàn ông khi kết hôn rồi quả nhiên khác thường, bản lĩnh đối với phụ nữ càng ngày càng thành thạo, da mặt cũng càng ngày càng dày. Nghiêm Tiểu thì, hừ, một tiếng, liếc Hạ Tưởng một cái giận hờn. Xem ra ngọc bội của em vừa vặn vừa người, không thể lộ ra bên ngoài, đỡ phải bị một số đàn ông già dặn ăn nói ngọt ngào lấy danh nghĩa xem ngọc, thật ra muốn xem em. Hạ Tưởng đã lâu không có sờ qua cái mũi, lúc này thật không kìm nổi phải sờ sờ, đổi đề tài. Mùa xuân tuy rằng xuân về hoa nở, làm cho người ta tâm tình sảng khoái. Nhưng có một chút không tốt, chính là phấn hoa mà nhiều. Mũi của anh nhạy cảm, luôn ngứa khó chịu, em có cách nào hay không? Nghiêm Tiểu thì ma mãnh mà mỉm cười. Có đó. Nói mau nghe. Không vương vấn phấn hoa là được chứ sao? Anh phải tránh xa hoa đẹp, quý trọng cái mũi, kha, kha. Nghiêm Tiểu thì cười đến cúi xuống bàn, lại ngẩng đầu nhìn lén Hạ Tưởng liếc mắt một cái. Vương vấn phấn hoa là phải trả giá, nếu anh chỉ bị ngứa mũi, thì đó là may cho anh rồi. Lẽ ra anh phải ngứa toàn thân mới phải. Hạ Tưởng bất đắc dĩ nói. Anh không đắc tội với em, sao lại muốn tước đoạt quyền thưởng thức hoa của anh? Anh có tội với em, đừng tưởng rằng anh giúp em hai ý tưởng, thì có thể xí xóa lỗi lầm trước kia của anh với em. Trên mặt Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên mơ hồ hiện lên một tia tức giận. Vừa lúc nhân viên phục vụ đem đồ ăn ra, nghe được lời nói của Nghiêm Tiểu thì cô ta có thể là người mới vô nghề, còn chưa biết phép tắc là không được ở trước mặt khách biểu lộ thái độ nên lặng lẽ thè lưỡi mỉm cười một cái với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vui vẻ nói với nhân viên phục vụ. Tôi trước kia mượn cô ta 3 đồng, 5 năm, cô ta còn nhớ rõ rành mạch, cô nói xem cô ta có phải lòng dạ hơi hẹp hòi hay không. 3 đồng tiền nhớ 5 năm, cô nói có mệt hay không? Hạ Tưởng chủ ý là đùa một chút với nữ nhân viên phục vụ, làm cho không khí dịu đi một chút, không ngờ nhân viên phục vụ tuổi không lớn lắm lại nhăn cái mũi nói. Thưa ông, tâm tư của phụ nữ ông không hiểu đâu, cô đây nhớ không phải ông nợ của cô tiền, là ông nợ của cô đây tình cảm. Nhân viên phục vụ đi ra hồi lâu, Nghiêm Tiểu thì không nói một câu, chỉ có cúi đầu, dùng chiếc đũa gảy cái đĩa lý đồ ăn, một lát sau. Cô mới như thể đã hạ quyết tâm, nói. Đừng nghe nhân viên phục vụ nói lung tung, cô ấy mới 17, 18 tuổi, cái gì cũng không hiểu. Đều do em, nói cái gì anh nợ em tiền, anh làm sao nợ em tiền. Lời nói này thật không thể thảo luận càng mù mờ, Hạ Tưởng liền chuyển đề tài. Đúng rồi, bước tiếp theo làm thế nào tiếp tục khai thác thị trường, em nghĩ tới chưa? Em không muốn kinh doanh làm đồ trang điểm. Nghiêm Tiểu thì đột nhiên nói ra lạ thường, tung ra một câu khiến Hạ Tưởng giật mình. Bởi vì sau khi em hiểu biết mặt trái của đồ trang điểm, cả chính em cũng không dám dùng, như thế nào còn dám đem ra bán, không phải hại người sao? Em định đổi nghề, đúng lúc trên tay cũng có một chút tài chính. Anh giúp em nghĩ xem nên làm cái gì tốt. Hạ Tưởng không khỏi vò đầu, Nghiêm Tiểu thì xem hắn như người tư vấn, hắn ngẫm nghĩ một chút, liền hỏi. Em có bao nhiêu tiền? Muốn làm cái gì? Đại khái có khoảng mười mấy triệu, nếu đem phần kinh doanh đồ trang điểm chuyển nhượng đi, cũng phỏng chừng có 20 mấy triệu, như vậy tổng cộng có thể bỏ ra khoảng 30 triệu. Về phần muốn làm cái gì, chưa nghĩ ra, dù sao không muốn làm bất động sản, không muốn làm đồ trang điểm, không muốn làm điện tử, không muốn làm. Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười. Em rốt tính, nghĩ ra được thì không tìm anh nói làm cái gì, thì em làm cái đó. Hạ Tưởng cố gắng không chiêm ngưỡng dáng vẽ kiều diễm của Nghiêm Tiểu thì nữa, trong lòng đang nghĩ, đồ trang điểm quả nhiên lợi nhuận kinh người. Nghiêm Tiểu thì làm không có bao lâu, liền lời nhiều tiền như vậy, phỏng chừng lợi nhuận cao tới gấp 3 lần trở lên. Trước kia nghe nói kem đánh răng lợi nhuận kinh người, trên cơ bản là một tấn kem đánh răng lời mấy trăm tệ. Xem ra đồ trang điểm cũng không sai biệt lắm. Mấy chục triệu tài chính, nói nhiều không nhiều,
nói ít không ít, muốn làm lớn không dễ dàng, làm nhỏ lại không muốn. Vừa lúc thành phố Đan Thành có dự án du lịch văn hóa thu hút đầu tư, hay là nói cho cô ta thử một lần. Tuy nhiên 30 triệu đối với một điểm trong dự án du lịch văn hóa mà nói hãy còn quá ít. Theo hắn phỏng chừng nếu mỗi một thành ngữ ứng với một điểm du lịch của dự án, vậy xây hết toàn bộ ít nhất cần mấy trăm triệu tài chính, bỏ vào mấy chục triệu, đúng là như muối bỏ biển. Nhưng cũng không phải là 3, 40 triệu sẽ không thể thúc đẩy dự án lớn. Xin vay một phần từ tỉnh, tiếp theo xin vay một phần tại thành phố Đan Thành, sau đó hết sức tranh thủ chính sách ưu đãi của thành phố Đan Thành, thí dụ như miễn giảm tiền sử dụng đất. Các khoản chi khác, đều từ chính phủ bỏ vốn. Sau khi xây dựng, ăn chia theo tỷ lệ có thể nhượng bộ. Dù sao tất cả các dự án đầu tư, không có nhà đầu tư nào xuất ra toàn bộ tài chính tiến hành đầu tư một lần, đều là lợi dụng chính sách ưu đãi và cho vay. Hạ Tường bèn đem dự án lấy thành ngữ chuyện xưa thúc đẩy du lịch văn hóa tại Đan Thành ra nói. Nghiêm Tiểu thì nghe xong, đôi mắt to nhấp nháy, nhìn Hạ Tường trong chốc lát, nói. Dự án thì tốt, đáng tiếc là tài chính của em không đủ, nếu trực tiếp xin vay thì hơi khó khăn. Tuy nhiên em còn có thể tìm kiếm chỗ quen biết, đại khái còn có thể tiếp cận mấy chục triệu, cuối cùng đại khái sẽ đủ 100 triệu tài chính. Làm vốn bỏ vào trong giai đoạn đầu mà nói, hẳn là cũng đủ rồi. Chỉ cần giai đoạn đầu của công trình triển khai, đến lúc đó sẽ xin vay, hẳn là dễ dàng hơn, trên cơ bản, toàn bộ công trình cũng chống đỡ được. Hạ Tường vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Nghiêm thì vài lần. Giỏi đó, có trí tuệ. Đúng rồi, em có thể tìm Phạm Duệ Hằng xin tỉnh cho vay một phần, bởi vì thành phố Đan Thành là thành thị làm thí điểm, các khoản cho vay có chính sách ưu đãi. Hẳn là dễ dàng xin một chút, còn có Phạm Duệ Hằng là dượng của em, dù thế nào cũng phải chiếu cố một chút, có phải không? Được, cứ theo anh nói mà làm. Hiếm khi Nghiêm Tiểu thì hết sức sảng khoái mà chấp thuận cái một, cô lại híp mắt nhìn Hạ Tường vài lần, đắc ý mỉm cười. Kỳ thật, người anh thật ra không xấu. Ngoại trừ hơi háo sắc, không tham tài, không trêu ghẹo. Trên cơ bản coi như đủ tư cách là người tốt. Hạ Tường còn có chút bất mãn, hắn chưa bao giờ cảm giác chính mình háo sắc, làm thế nào mà bị Nghiêm Tiểu thì hình dung thành háo sắc. Chẳng lẽ chỉ bởi vì nhìn nhiều vài lần vào ngọc bội trên ngực của cô ấy. Thật là oan uổng quá. Cũng may, Nghiêm Tiểu thì quay trở về với chủ đề chính. Việc liên lạc ban đầu với thành phố Đan Thành, anh giúp em quyết định được không? Khi nào liên hệ rồi, em và họ trực tiếp nói chuyện. Tranh thủ mau chóng xác định cho xong. Hai ngày nữa sẽ có cuộc hội ý giữa tổ lãnh đạo và thành phố Đan Thành, thành phố Bảo, lúc đó họ đều đến đây. Nếu cơ hội thích hợp, anh sẽ điện thoại thông báo cho em. Được, một lời đã định. Chương 418, từng bước tiến dần. Hai ngày sau, Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ, thị trưởng Vương Thiếu Mẫn, Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Tàu Vĩnh Quốc, Phó thị trưởng Khâu Tự Phong đến thành phố Yến, tham gia cuộc hội ý lần đầu tiên giữa tổ lãnh đạo và thành phố thí điểm. Đúng ra, như thông báo theo danh nghĩa của tổ lãnh đạo, hai thành phố chỉ cần điều người cấp phó tham gia là được, không cần người đứng đầu trong chính đảng tham dự, nhưng xuất phát từ sự coi trọng đối với tổ lãnh đạo, cũng có người muốn ngồi cùng để thảo luận với Hạ Tưởng một lần nữa, cho nên toàn bộ đều tham dự. Tống Chiêu Độ thân thiết ra mặt mà hội kiến Đan Sĩ Kỳ, Vương Thiếu Mẫn và Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong. Sau khi biết hai thành phố đã bắt đầu công việc chuẩn bị điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, Tống Chiêu Độ vô cùng cao hứng, khích lệ vài câu, rồi cáo từ rời đi trước. An Giật Hưng, Hạ Tường, Bành Mộng Phàm lưu lại tiếp khách. Vấn đề thay đổi các xí nghiệp trọng điểm của thành phố Đan Thành và thành phố Bảo, các bên đều phát biểu ý kiến của mình. Cuộc thảo luận được tiến hành sôi nổi. Hạ Tường phát hiện, Bành Mộng Phàm lý luận tri thức quả thật phong phú nhưng nhận thức về hai thành phố, hiển nhiên chỉ hoàn toàn dừng lại trên văn bản. Tuy nhiên trong lời nói của ông ta cũng có chỗ sâu sắc, chứ không phải hoàn toàn là lý luận suông. Chờ Bành Mộng Phàm lên tiếng xong, Hạ Tưởng liền thân thiện nói. Trưởng phòng Bành lý luận tri thức hơn người, về sự điều chỉnh kết cấu sản nghiệp hai thành phố có rất nhiều cái nhìn, có chỗ độc đáo. Tôi đề nghị, trưởng phòng Bành có thể đi hai thành phố một vòng, nhìn một cái, hẳn là sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Bành Mộng Phàm biến sắc, không hài lòng nói. Ý trưởng phòng Hạ nói tôi lý luận suông. Ăn ngay nói thật, lý luận tri thức của tôi đúng là hoàn toàn đến từ sách vở, nhưng đều là chắt lọc từ tập hợp các tài liệu nhiều năm của hai thành phố mà ra, chẳng lẽ so với đi một vòng thực địa thì khác nhau sao?
Tài liệu tập hợp và những gì tận mắt nhìn thấy đương nhiên có không ít khác biệt, dù sao chung quy chỉ là tài liệu, trong đó chắc hẳn phải có thành phần giả tạo. Tào Vĩnh Quốc cũng nhìn thấy Bành Mộng Phàm không phục Hạ Tưởng lắm, ông ấy nhìn Đan Sĩ Kỳ cười. Đan Sĩ Kỳ mở miệng nói. Trưởng phòng Bành, tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đan Thành, mời anh đến viếng thăm thành phố Đan Thành, thế nào? Bành Mộng Phàm không dám tỏ thái độ với bí thư thành ủy Đan Thành, liền nói. Cảm ơn ý tốt của bí thư Đan, lòng tôi xin nhận, tuy nhiên hiện tại tổ lãnh đạo công tác bận rộn, không hở ra được chút nào. Chờ thời gian cho phép, tôi nhất định đến thành phố Đan Thành, đi một vòng, nhìn một cái. Chuyện qua đi, giữa trưa trong giờ ăn cơm, không có An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm, chỉ có Hạ Tưởng cùng bốn người cùng ăn. Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn đã tiến hành bàn bạc với người phụ trách chủ yếu của nhà máy thép Đan Thành về vấn đề tuyến đường sắt nối ra biển, sau khi thống nhất được ý kiến đã nhân cơ hội này, chính thức lấy danh nghĩa Ủy ban thành phố Đan Thành, đệ trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đan Sĩ Kỳ nói, nhân khí thế của thành thị thí điểm đề xuất xin tuyến đường sắt nối ra biển, mức độ coi trọng của tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất định không phải tầm thường. Nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh trưng cầu ý kiến tổ lãnh đạo, Tiểu Hạ, khi nào có dịp, cậu nên thay thành phố Đan Thành nói vô vài câu hay. Hạ Tưởng ưng thuận, tổ lãnh đạo là vì thành phố Đan Thành và thành phố Bảo mà phục vụ, cái gì có lợi khẳng định sẽ tranh thủ tỉnh. Tôi không những chỉ nói tốt dùm cho các anh, mà còn tìm được người đầu tư khu du lịch văn hóa cho các anh. Thật sao? Vương Thiếu Mẫn kinh ngạc vui mừng ra mặt. Tuyến đường sắt nối ra biển tuy rằng đầu tư thật lớn, quy mô kinh người nhưng bên trong thành phố Đan Thành chỉ mấy 10 cây em dài, lúc đầu xây dựng, hơi có phần khoa trương lớn tiếng, đương nhiên sau khi xây dựng, thành phố Đan Thành sẽ được hưởng lợi lớn nhất. Tuy nhiên trong tương lai 2, 3 năm tới, chưa nhìn thấy có dấu hiệu gì để có thể thúc đẩy kinh tế thành phố Đan Thành. Để tuyến đường sắt nối ra biển phát huy hiệu quả vốn có, ít nhất cũng từ 4, 5 năm sau. Nhưng làm thí điểm cải cách cần 2-3 năm mới có thành tích, tuyến đường sắt nối ra biển thì nước xa khó cứu lửa gần. Mặc dù thành phố Đan Thành cũng có hạng mục nóng bỏng đang đệ trình và thẩm tra, cũng có rất nhiều hạng mục rất tốt nhưng Vương Tiếu Mẫn cảm thấy hứng thú nhất là du lịch văn hóa thành ngữ chuyện xưa, cảm giác dự án này không những giúp thành phố Đan Thành xứng danh là thành phố cố đô, còn có thể làm nảy sinh ảnh hưởng xã hội tốt đẹp, có thể nói hiệu quả xã hội và kinh tế đều gặt hái tốt đẹp. Nhưng ông ta đã tiếp xúc vài nhà đầu tư tại thành phố Đan Thành, đối với dự án đầu tư xây dựng di chỉ Triệu Vương Cung, và phát triển du lịch thành ngữ chuyện xưa đều không có hứng thú, đều cho rằng triển vọng không lớn. Vương Thiếu Mẫn cũng không gượng ép, nhà đầu tư tự có tầm nhìn của mình. Việc đầu tư không thể khuyên là được, chỉ có dự án mà họ thấy hứng thú thì mới có khả năng hợp tác. Hạ Tưởng đã đề xuất chủ ý, nên ông ta cũng ngại ngùng yêu cầu Hạ Tưởng kéo nhà đầu tư đến hỗ trợ. Dù sao Hạ Tưởng không phải công tác cho thành phố Đan Thành. Không ngờ hôm nay tại cuộc họp, câu nói đầu tiên của Hạ Tưởng là tìm được nhà đầu tư rồi, làm sao mà ông ta không mừng như điên. Đương nhiên là thật, tôi làm sao dám nói láo trước mặt các vị lãnh đạo. Hạ Tưởng cấp bậc không cao, kêu một tiếng lãnh đạo cũng là bình thường. Cô ấy nguyên là kinh doanh đồ trang điểm. Hiện tại muốn đổi nghề làm văn hóa, thấy thích dự án du lịch thành ngữ chuyện xưa, thị trưởng Vương khi nào thì có thời gian. Có thể hẹn cô ấy cùng nhau gặp mặt, cụ thể trao đổi một chút. Cậu xem, buổi chiều thế nào, nếu không thì buổi tối cùng nhau ăn cơm. Vương Thiếu Mẫn có phần nóng lòng, thật không dễ có người đầu tư, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà Tiểu Hạ, đến lúc đó cậu cũng nhất định cùng tiếp khách. Vương Thiếu Mẫn hơi có phần kích động. Ông ta đứng lên, hai tay cầm tay Hạ Tưởng. Tôi đại biểu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Đan Thành cảm tạ cậu, đồng thời cũng lấy danh nghĩa cá nhân tôi, bày tỏ với cậu lòng biết ơn chân thành. Vương Thiếu Mẫn nói lời phát ra tận đáy lòng, Hạ Tưởng toàn tâm toàn ý trợ giúp thành phố Đan Thành, cho dù tâm lý cống hiến của hắn xuất phát vì quê hương, ông ta thân là thị trưởng, bày tỏ như thế cũng là lẽ thường. Hơn nữa, sự trợ giúp của Hạ Tưởng đối với thành phố Đan Thành, quả thật vượt qua tưởng tượng của ông ta. Khâu Tự Phong kế bên tỏ vẻ bất mãn. Hạ Tưởng, tôi thấy cậu làm nhất bên trọng, nhất bên khinh. Thành phố Đan Thành đúng là quê hương cậu, nhưng thành phố Bảo cũng là nơi ba cậu đứng đầu, từ đầu đến cuối cậu còn chưa giúp điều chỉnh kết cấu sản nghiệp cho thành phố Bảo, chưa đề xuất đề nghị gì. Bí thư Tào trân trọng cậu, nói xin lỗi, tôi với cậu là chỗ anh em, không nói ra tôi ấm ức lắm.
Hạ Tưởng cười ha hả. Được, tôi tiếp nhận phê bình của anh, về một số điều chỉnh của thành phố Bảo, trong lòng tôi đã có ý tưởng từ trước rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Tối nay tôi sẽ không cùng thị trưởng Vương tiếp khách, tôi và ba tôi mời anh về nhà ăn cơm, sau đó cùng nhau tâm sự vấn đề của thành phố Bảo. Rồi hắn xoay người qua Vương Tiếu Mẫn nói. Nhà đầu tư rất dễ tiếp xúc, cụ thể tình huống tôi đã thuyết minh cho cô ta, buổi tối ngài chỉ cần định thời gian địa điểm, tôi gọi điện thoại mời cô ấy qua là được. Vương Tiếu Mẫn cũng không miễn cưỡng. Cũng tốt, sắp xếp như vậy cũng được. Đang giữa bữa cơm, Trần Phong và Hồ Tăng Chu cùng tới chơi. Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc là chỗ quen biết cũ, quan hệ với Vương Tiếu Mẫn cũng tốt, đương nhiên là hàn huyên một chút. Hồ Tăng Chu và Đan Sĩ Kỳ không quen, nhưng với Vương Tiếu Mẫn cũng là người quen cũ, mọi người gặp lại thật vui, náo nhiệt khác thường. Khâu Tự Phong kế bên hơi cảm khái, hiện tại hắn cảm nhận được lợi ích việc gia nhập nhóm Hạ Tưởng. Cho dù ở thủ đô gia tộc hắn có lợi hại, chỗ dựa vững chắc có cứng rắn, nếu không biết người biết việc, ở địa phương không hòa nhập với người đồng cấp thì lòng người cũng xa. Lòng người đã xa, thì công việc cũng không có cảm giác đồng tâm hiệp lực. Hạ Tưởng quả thật có sự thân tình, cũng có sức thuyết phục, có thể khiến người gần hắn tín nhiệm, cũng là một loại tính cách hấp dẫn. Buổi chiều tiếp tục tổ chức hội nghị, Tiền Cẩm Tùng, Cao Tấn Chu tham dự hội nghị, đề ra quan điểm của mình về điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Cao Tấn Chu kỳ thật ngay từ đầu cũng có ý mượn cơ hội này, tiến vào tổ lãnh đạo. Đáng tiếc chức vụ của ông ta không cao không thấp, đảm nhiệm tổ trưởng không thích hợp, đảm nhiệm tổ phó lại hơi không xứng với thân phận. Tốt nhất đành phải xấu hổ mà đứng ngoài. Cao Tấn Chu có nói riêng với Hạ Tưởng, không vào được tổ lãnh đạo, ông ta mất một cơ hội tốt. Trước lúc tan tầm, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, kêu cô chuẩn bị thêm một ít đồ ăn, bởi vì Tào Vĩnh Quốc và Khâu Tự Phong phải cùng nhau về nhà ăn cơm chiều. Tào Thù Lê rất vui mừng, tan tầm về nhà chuẩn bị. Lẽ ra Hạ Tưởng vẫn đề nghị cô tìm một người giúp việc, dù là làm theo giờ cũng được. Cô bé không đồng ý. Muốn mỗi ngày tự tay mình nấu cơm cho hắn, nói là danh ngôn có câu, muốn giữ chân người đàn ông, đầu tiên phải nắm lấy dạ dày. Cô muốn chính mình làm một tay đầu bếp giỏi nắm lấy dạ dày Hạ Tưởng, chứ không phải mượn tay người giúp việc. Khi Hạ Tưởng và Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong cùng nhau về đến nhà, cô bé đã làm sẵn một bàn đầy đồ ăn ngon lành, chờ ba người về. Hạ Tưởng thấy cô quấn tạp dề, bộ dáng đội mũ đáng yêu. Buồn cười nhất chính là... Trên tạp dề còn có một con gấu trong phim hoạt hình, làm cho người ta cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa ấm áp. Nhân khi không có người, hắn bước tới bế cô một cái, tự hào nói. Bà xã của anh lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Rất giỏi giang, anh tự hào là có được em. Cô bé lập tức mặt đỏ lên, tay cầm chiếc đỡ nồi đẩy Hạ Tưởng ra. Có người ngoài, anh chú ý một chút. Tào Vĩnh Quốc giả bộ không thấy, xoay người vào thư phòng. Khâu Tự Phong ha hả cười. Em dâu, tôi biết Hạ Tưởng là cố ý chọc giận tôi, khoe cho tôi thấy cậu ấy có một bà xã vừa xinh đẹp, có năng lực, lại nghe lời, vừa nhu hiền. Thật là tốt, ý của cậu ấy là, bà xã của tôi không bằng bà xã cậu ấy, có phải hay không tiểu hạ? Anh nói đó nha, tôi không nghĩ như vậy. Hạ Tưởng đương nhiên không thừa nhận. Đoá đoá lên được phòng khách, nhưng không xuống được nhà bếp. Cô ấy được nuông chiều từ bé. Ngay cả nấu mì cũng không xong. Nhưng có một cái, cô ta cũng rất nhu mì nghe lời, không kém so với Thù Lê nhà cậu. Xin mời Phó Thị trưởng Khâu ngồi, anh Hạ Tưởng nhiều khi không đàng hoàng, Phó Thị trưởng phê bình dùm anh ấy. Cô bé nói chuyện, lặng lẽ trừng mắt liếc Hạ Tưởng một cái, còn nói thêm. Còn không mau tiếp đón khách ngồi, coi anh không lễ phép gì hết, khách đến nhà cũng không bưng trà tiếp nước. Trong tiếng cười sảng khoái. Khâu Tự Phong cảm thấy mối quan hệ với gia đình Hạ Tưởng lại thêm thân thiết. Cả nhà ngồi vào mâm cơm, Khâu Tự Phong thưởng thức một món ăn của Tào Thù Lê, khen không dứt miệng. Ngon, quả thật ngon. Ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài, càng ăn khẩu vị càng điêu, càng ăn cảm thấy cái gì cũng không ngon. Đồ ăn ở nhà vẫn là ngon nhất, thanh đạm vừa miệng lại tốt cho sức khỏe. Tiểu Hạ cậu đúng là người hạnh phúc. Tào Vĩnh Quốc cười nói. Tay nghề Thù Lê học từ mẹ. Sau này lúc nào Tự Phong không muốn ăn cơm ở bên ngoài thì nói một tiếng. Theo tôi cùng nhau về nhà ăn. Vậy thì tốt quá. Khâu Tự Phong vui vẻ ra mặt. Đến lúc đó tôi ăn ké thiệt tình. Bí thư Tào, ngài đừng phiền tôi mới được. Anh đem rượu ngon quý nhất trong nhà anh mang qua mấy bình là được,
chắc chắn ba tôi hoan nghênh. Tuy nhiên nếu muốn mẹ tôi hoan nghênh, anh phải mang nhiều hoa quả một chút, bà ấy thích ăn hoa quả, nhất là táo. Hạ Tưởng truyền thụ cho Khâu Tự Phong thuật lấy lòng. Khâu Tự Phong nói, đồng ý, đồng ý. Trong nhà thì không thiếu rượu thiếu thuốc, tôi sẽ mang thêm cho bí thư Tào một chút. Thích rượu kiếm Nam Xuân, ngũ lương hay là Mao Đài. Cơm nước xong, Tào Thù Lê dọn dẹp chén đũa, Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong cùng tiếp Tào Vĩnh Quốc vào thư phòng nói chuyện. Tào Vĩnh Quốc chỉ ngồi xuống uống trà, không nói lời nào, Khâu Tự Phong nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu Hạ, thành phố Bảo tuy cũng là cổ thành nhưng nổi danh không bằng Đan Thành, cũng không có lịch sử huy hoàng, dùng bài văn hóa khẳng định không được. Thành phố Bảo có một nhà máy ô tô, một nhà máy phim cuộn, còn có một nhà máy rau quả ngâm nổi tiếng. Ngoài ra thì các xí nghiệp khác không có gì nổi trội. Cậu nói đi, làm thế nào bắt đầu từ mấy nhà máy xí nghiệp lớn này trước? Tầm nhìn của Khâu Tự Phong quả thật cũng rất cao, hình như từ khi điều chỉnh kết cấu sản nghiệp chủ đạo thành phố Bảo tới nay, cũng thật sự đặt hết tâm trí, bỏ không ít thời gian. Hạ Tưởng không trả lời vấn đề Khâu Tự Phong trước, mà hỏi Tào Vĩnh Quốc. Ba, về vấn đề này ba có ý kiến gì không? Ba và Tự Phong có thương lượng qua. Nhà máy ô tô Vạn Lý là thương hiệu tự chủ, có thể sẽ lập ra thương hiệu chứ danh toàn quốc của thành phố Bảo, phải nghiêm túc bảo hộ, cố hết sức không tiến hành cải cách lớn. Nhà máy cuộn phim Đạt Phú là xí nghiệp trọng điểm quốc gia, cũng rất khó tiến hành điều chỉnh sản nghiệp. Còn về nhà máy rau quả ngâm Mậu Thạnh, tuy rằng danh tiếng không thua danh hiệu Lục Tất Cư ở Bắc Kinh, nhưng sản lượng tiêu thụ ít hơn nhiều, không bằng 1/3. Hơn nữa, giá trị sản lượng hàng năm mới 10 triệu tệ. Không thể xem là một xí nghiệp lớn. Đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, tuy rằng thái độ của Tào Vĩnh Quốc cũng là ủng hộ, cho rằng triển vọng to lớn, nhưng chính thức tiến hành mới phát hiện, khó khăn trùng trùng. Muốn thay đổi xí nghiệp lớn lại lo lắng lợn lành chữa thành lợn què. Nếu chẳng may thất bại không thể giải thích, xí nghiệp nhỏ lại không đáng điều chỉnh, tỉ như một xí nghiệp giá trị sản lượng một năm không quá 1 triệu tệ, có thay đổi như thế nào, cũng không có khả năng ngắn ngủi trong 2-3 năm, trở thành xí nghiệp lớn với 10 mấy triệu. Bất luận sự vật gì cũng phải phù hợp quy luật phát triển kinh tế. Hạ Tưởng cũng biết, so sánh với Khâu Tự Phong thì ý nghĩ hay là xu hướng của Tào Vĩnh Quốc đều bảo thủ một chút, nhưng sự thận trọng của ông ta cũng là sự bảo đảm cho thành công. Khâu Tự Phong dù sao tuổi còn trẻ, nhìn nhận vấn đề hơi đơn giản một ít. Kỳ thật đối với thành phố Bảo, Hạ Tưởng đã sớm nghĩ ra cách, nhưng vẫn không có nói ra. Cũng do cơ hội không thích hợp. Lúc này thời cơ thành thục, hắn liền thản nhiên cười, nói. Rau ngâm Mậu Thịnh nếu thay đổi thành công, trong vòng 2-3 năm giá trị sản lượng đạt tới 30 triệu tệ không khó, mấu chốt là, phải có hiểu biết đóng gói. Không thể chỉ bày ra theo kiểu bán lẻ, mà phải dùng chân không đóng gói để bán ra. Thậm chí có thể đóng gói thành hộp quà tặng đẹp mắt, chủ yếu nhắm vào bộ phân thị trường cao cấp. Hiện tại là thời kỳ hoàng kim phát triển siêu thị, là thị trường trực tiếp đối mặt khách hàng, tác dụng của siêu thị càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể nói, nếu có thể chiếm lĩnh toàn bộ các đại siêu thị ở tỉnh, lượng tiêu thụ ít nhất có thể cao gấp 3 lần trở lên. Rau ngâm Mậu Thịnh đích thật là cửa hiệu lâu đời ở Trung Hoa, đã có 300 năm lịch sử. Sử ghi năm Quang Tự thứ 29, từ Hy Thái Hậu ngang qua thành phố Bảo, thưởng thức rau ngâm Mậu Thịnh tán thưởng không ngớt. Ban thưởng danh món ăn Thái Bình. Từ đó, giá trị rau ngâm Mậu Thịnh tăng gấp 100 lần. Phát triển đến nay, rau ngâm Mậu Thịnh đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của thành phố Bảo, nhưng vẫn là sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ, giữ nguyên truyền thống đặc sắc từ xưa. Có đặc sắc là chuyện tốt nhưng không thích hợp thời đại phát triển cũng sẽ hỏng. Rau ngâm đựng trong cái bình nhìn qua không tồi, nhưng bất lợi khi vận chuyển và tiêu thụ, nên đã hạn chế rau ngâm Mậu Thịnh tiến bước phát triển. Tào Vĩnh Quốc và Khâu Tự Phong nhìn nhau, đều thấy nét kinh ngạc trong mắt của nhau. Đề nghị của Hạ Tưởng có khả thi hay không tạm thời khoan bàn, nhưng sự hiểu biết sâu xa của hắn đối với rau ngâm Mậu Thịnh, thật sự ngoài dự kiến của hai người. Sau đó, Hạ Tưởng lại phát biểu quan điểm nhằm vào điều chỉnh kết cấu của ô tô Vạn Lý và phim cuộn Đạt Phú. Ô tô Vạn Lý hiện tại đang sản xuất xe tải nhỏ, SUV, Sport Utility Vehicle kiểu xe thể thao đa chức năng là chính. Giá trị sản lượng trong các thương hiệu tự chủ ở trong nước, coi như cũng nổi bật. Tuy nhiên hiện tại ô tô Vạn Lý còn chưa có nhận thức được thị trường to lớn của xe CUV, Crossover Utility Vehicle loại xe ô tô được thiết kế theo kiểu xe Việt dã thể thao nhưng nhỏ hơn,
gầm xe thấp hơn loại xe thành thị nhiều chức năng, tuy rằng về sau ô tô vạn lý cũng cho ra kiểu xe CUV, nhưng đã chậm hơn các nhà máy khác một bước. Là người đi sau, thương hiệu lại không mạnh, chỉ có thể dựa vào lợi thế giá rẻ, buộc phải nỗ lực ghê gớm mới từ từ chiếm lĩnh thị trường. Đi trước một bước là cơ hội to lớn của thương trường. Hạ Tưởng bèn đưa ra ý tưởng trọng điểm về chuyển hướng sang xe CUV cho ô tô vạn lý. Đối với phim cuộn Đạt Phú, Hạ Tưởng càng cảm thán nhiều hơn. Kiếp trước, phim cuộn Đạt Phú sau khi đàm phán khó khăn, đã thành công trong việc liên doanh với công ty Kodak của Mỹ, vì muốn bảo vệ thương hiệu tự chủ, nên kiên quyết nắm giữ cổ phần kiểm soát. Tuy rằng trong trào lưu liên doanh, vì Trung Quốc mà giữ được thương hiệu tự chủ, nhưng sau đó với sự nổi trội của máy ảnh kỹ thuật số, nhà máy cuộn phim nhanh chóng xuống dốc. Không nên coi thường một cuộn phim màu nhỏ, trên thế giới không có mấy quốc gia có thể sản xuất. Phim cuộn Đạt Phú sau này chuyển theo hướng nào, Hạ Tưởng đã không có ấn tượng gì, bởi vì từ khi máy ảnh kỹ thuật số phát triển, cuộn phim gần như biến mất ở thị trường, ngoại trừ vật liệu cảm quang dùng cho công nghiệp, cuộn phim sản xuất ở nhà máy e là chỉ dùng cho nhiếp ảnh gia mà thôi, người bình thường ít ai mua. Sau này thậm chí cả điện ảnh cũng dùng quay phim kỹ thuật số. Hạ Tưởng qua nghiên cứu, dò tìm rất nhiều tài liệu, phát hiện rằng, kỹ thuật hiện có của nhà máy cuộn phim và kỹ thuật của màn hình LCD trong tương lai có chỗ tương đồng. Mà thế mạnh nổi trội của màn hình LCD, thời gian ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, đã làm cho màn hình CRT bình thường hoàn toàn bị loại khỏi sân khấu lịch sử. Mặc dù các nhà sản xuất màn hình CRT không cam lòng thất bại, khi màn hình tinh thể lỏng LCD nổi dậy, rất nhiều các bài phát biểu mạnh mẽ, liệt kê các ưu điểm của CRT, tỉ như góc nhìn lớn, không có điểm chết, độ hoàn trả màu sắc cao, sắc màu đều, có thể điều chỉnh nhiều chế độ phân giải, thời gian đáp ứng cực ngắn, hơn nữa giá cả rẻ hơn LCD nhiều. Nhưng tiến bộ và phát triển của khoa học kỹ thuật là không thể ngăn cản, các ưu điểm của LCD như độ bức xạ thấp, tiêu hao điện ít, rất được ưa chuộng, tiếp theo khi chi phí sản xuất giảm, giá cả sẽ hạ xuống. Sự phá sản hoàn toàn của màn hình CRT sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu phim cuộn Đạt Phú lúc này tranh thủ trước đầu tư vào dây chuyền sản xuất, với lực lượng kỹ thuật và tài chính của phim cuộn Đạt Phú hiện có, hoàn toàn có thể cạnh tranh với Hàn Quốc và Nhật Bản. Trở thành cơ sở sản xuất màn hình LCD cỡ lớn trong nước. Nếu giành trước một bước, sẽ không đến nỗi sau này gần như 80% màn hình tinh thể lỏng toàn là nhãn hiệu Hàn Quốc và Nhật Bản. Còn lại một bộ phân nhỏ, nhưng đa số cũng là Trung Quốc Đài Loan gia công. Kỹ thuật và bằng sáng chế, về cơ bản đều nằm trong tay người khác. Làm xưởng gia công, chỉ có thể kiếm lời một chút chi phí gia công. Chương 419, đầu cơ kiếm lợi. Hơn nữa dựa theo thời gian phỏng đoán, hiện tại cuộn phim Đạt Phú hẳn là đang cùng hãng Kodak của Mỹ tiến hành gặp mặt, là đàm phán về vấn đề liên doanh. Kodak cũng không hiểu được sự nổi dậy của màn hình tinh thể lỏng và tiềm lực to lớn của thị trường máy ảnh kỹ thuật số. Là một nhãn hiệu lâu đời của Mỹ, trong trào lưu máy ảnh kỹ thuật số, đối mặt sự tiến công của các nhãn hiệu Nhật Bản, đã hoàn toàn tháo chạy, không có một chút gì phản kích. Đừng nói là những công ty hạng ba của Nhật cũng ngăn cản không được, thậm chí cả các thương hiệu của Hàn Quốc cũng chiếm thị phần lớn hơn. Trong trào lưu kỹ thuật số, Kodak hoàn toàn thất thủ. Nhật Bản mặc dù nhỏ nhưng quả thật có tầm nhìn xa, Hạ Tưởng cũng không khỏi cảm thán, máy ảnh kỹ thuật số của hắn cũng là hàng Nhật sản xuất. Biết sao được, máy ảnh kỹ thuật số tốt nhất đều sản xuất từ Nhật Bản. Hạ Tưởng không có chút giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói thẳng một hơi, thẳng đến nổi Tào Vĩnh Quốc và Khâu Tự Phong đưa mắt nhìn nhau thất sắc. Họ vốn tưởng rằng, Hạ Tưởng sẽ đề xuất những ý tưởng đại khái như của thành phố Đan Thành, như tuyến đường sắt nối ra biển và du lịch thành ngữ. Chỉ nói chung chung, mà chưa có phân tích cụ thể tỉ mỉ, thật không ngờ là, bình luận của Hạ Tưởng chẳng những đều nhằm vào chỗ lạc hậu của mỗi một doanh nghiệp, còn đưa ra phương hướng cải cách tương ứng. Thật là một bài giảng tuyệt vời của một chuyên gia kinh tế hạng nhất. Tào Vĩnh Quốc và Khâu Tự Phong trước tiên không cần nghĩ đề nghị của Hạ Tưởng có khả thi hay không, riêng chỉ nghe hắn nói về những hiểu biết sâu sát về các xí nghiệp thành phố bảo, cũng đã rất đỗi giật mình rồi. Họ dám nói. Sự hiểu biết về ba xí nghiệp của ngay cả chính thị trưởng và phó thị trưởng thường trực, cũng không chắc có thấu triệt bằng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quả nhiên như lời Đan Sĩ Kỳ nói, bằng quan điểm và tầm nhìn đại cục của hắn, đều dư sức đảm nhiệm chức phó thị trưởng ở bất kỳ thành phố nào, thành phố Đan Thành hay thành phố Bảo. Thảo nào Hạ Tưởng cổ vũ thành phố Đan Thành và thành phố Bảo xin làm thành thị thí điểm,
hóa ra trong lòng hắn đã tính trước, từ sớm đã chủ tính đối sách thay cho hai thành phố. Có Hạ Tưởng trợ giúp và đề ra kế sách, xem ra, những điểm vướng mắc của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp không còn là vấn đề phương hướng của cụ thể thay đổi chế độ xã hội, mà sau khi xác định phương hướng, tiến hành vấn đề cụ thể như thế nào. Hạ Tưởng sau khi nói xong, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, sau đó uống một cốc nước lớn, nói. Nhiệm vụ của tôi cơ bản hoàn thành, tôi chỉ phụ trách về mặt lý luận. Chấp hành cụ thể như thế nào, điều phối tài nguyên như thế nào, thuyết phục người phụ trách ba xí nghiệp như thế nào, không phải năng lực và trong phạm vi quản lý của tôi. Tào Vĩnh Quốc vui tươi hớn hở mà mỉm cười. Nếu mọi chuyện đều cho anh làm, bí thư như ba còn dùng cái gì? Cụ thể công tác tiếp xúc với người phụ trách ba xí nghiệp thì tự Phong phụ trách. Tin tưởng cậu ta có thể đảm nhiệm nhiệm vụ gian khổ này. Tuy nhiên ý tưởng anh nói vừa rồi rất vượt mức quy định, lượng thông tin cũng quá khổng lồ. Sau khi ba trở về, còn muốn thảo luận với thị trưởng Nhậm một chút. Mặt khác, cũng phải trưng cầu ý kiến của các ủy viên khác, không thể làm việc qua loa. Liên hệ với thị trưởng Nhậm, thuyết phục các ủy viên thường vụ khác, thì làm phiền bí thư Tào. Sau khi tôi trở về thành phố Bảo, tôi tìm các chuyên gia luận chứng trước, mời người phụ trách chủ yếu ba xí nghiệp dự họp để gặp mặt, tham khảo ý tứ của họ trước rồi nói sau. Khâu Tự Phong liền nghĩ tới phương cách đối phó, có ý cùng Tào Vĩnh Quốc tách ra hành động, chủ động tranh thủ. Ba người lại tâm tình một hồi. Trời đã tối, Khâu Tự Phong cáo từ đi về. Ngày hôm sau cuộc họp tiếp tục, tập trung vào kinh nghiệm điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của các tỉnh, và phương hướng các chính sách quốc gia liên quan, tiến hành thảo luận sôi nổi. Buổi chiều lúc hội nghị sắp sửa chấm dứt, Thôi Hướng bất ngờ xuất hiện tại phòng họp. Tuy nói rằng tổ lãnh đạo làm việc bên chính phủ là chính, nhưng mọi việc đều không rời khỏi sự ủng hộ của cả hai bên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Thôi Hướng thân là phó bí thư tỉnh ủy, đến để bày tỏ sự quan tâm, coi như chấp nhận được. Mọi người đối với sự ghé thăm của Thôi Hướng đều tỏ vẻ hoan nghênh. Đầu tiên Thôi Hướng khích lệ vài câu, rồi nắm tay Hạ Tưởng mà nói. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu được điều đến tổ lãnh đạo là một sự tuyệt vời, làm cho tôi hết sức bất ngờ. Có đầu óc chính trị cao siêu, không tầm thường. Sau đó liền chuyển đề tài, bằng giọng điệu chậm rãi thành khẩn nói. Nhưng tổ lãnh đạo là một cơ cấu tạm thời, con đường phía trước gian nan, khúc khuỷu, nếu chẳng may đi vào lối cụt, kết thúc là không tốt đâu. Lúc này, tôi cho cậu một lời khuyên, thận trọng thêm thận trọng, cẩn thận thêm cẩn thận, đi một bước, dừng ba bước, coi kỹ phương hướng rồi hãy đi tiếp. Lời nói của Thôi Hướng nghe như là động viên, kỳ thật là ẩn giấu sát khí. Mặt ngoài là nhắc nhở Hạ Tưởng phải nghiêm túc, phải chú tâm trong công tác, thực tế cũng là răn đe. Con đường của tổ lãnh đạo đi, có thể là địa lôi trận, nói không chừng sẽ nổ tung chính mình tan xương nát thịt không biết lúc nào. Tào Vĩnh Quốc và Đan Sĩ Kỳ sắc mặt hơi biến đổi sắc mặt. Vương Tiếu Mẫn nét mặt thản nhiên, không có phản ứng gì. Khâu Tự Phong nghe xong, ngấm ngầm co nắm tay, ánh mắt liếc nhìn Thôi Hướng một cái không thân thiện. Thôi Hướng và Phó Gia quan hệ không tồi. Khâu Tự Phong thân là con rể Phó Gia, nhưng cảm giác quan hệ với Phó Gia còn không gần gũi bằng Hạ Tưởng, đối với Thôi Hướng lại càng không có cảm tình. Lần trước chuyện cố ý chèn ép chuyện của hắn, đến nay hắn vẫn đang canh cánh trong lòng. Thôi Hướng tự nhiên cũng phát hiện Khâu Tự Phong. Đối với Khâu Tự Phong, tâm lý Thôi Hướng rất mâu thuẫn. Bình tĩnh xem xét, hắn thật ra hy vọng gần gũi Khâu Tự Phong. Nhưng việc xảy ra lần trước, rõ ràng tạo thành hiểu lầm giữa hắn và Khâu Tự Phong, mà hắn lại tự coi trọng thể diện không thể chủ động làm hòa với Khâu Tự Phong. Đồng thời Phó Gia cũng nói rồi, không cần quá để ý phản ứng của Khâu Gia. Phó Gia có thể không cần để ý phản ứng của Khâu Gia, nhưng Thôi Hướng không thể không nể mặt ba phần. Khâu Tự Phong cưới Phó Đoá Đoá làm vợ, Phó Gia cho dù có thể xem nhẹ. Trên thực tế dù sao cũng có quan hệ hôn nhân, sau này giữa hai nhà hợp tác chắc chắn nhiều hơn đúng đối đầu. Không chừng đến lúc nào đó quan hệ hai nhà càng ngày càng chặt chẽ, Phó Gia vì muốn chiếu cố tình hình của Khâu Gia, nói không chừng sẽ rạn nứt với ông ta. Đương nhiên, ảnh hưởng của thế lực gia tộc cũng không lớn như tưởng tượng, có thể tùy tiện ảnh hưởng đến một phó bí thư tỉnh ủy như ông ta, nhưng mất đi sự ủng hộ của Phó Gia, xem như mất đi rất nhiều lực lượng đồng minh. Trương Kiến Quốc, Mã Tiêu ở tỉnh, Phó Tiên Phong ở thành phố, vân vân, cũng là mất mát không nhỏ. Chung quy mà nói, sự hợp tác giữa ông ta và Phó Gia cũng chỉ là một kiểu quan hệ lợi dụng lẫn nhau.
Tình bạn đôi bên tuy dựa dẫm không nhiều, nhưng ít nhất tình thông gia cũng có sự khăng khít, có thể chung tay cùng làm. Thôi Hướng suy tính sâu xa hơn, nếu có thể mượn cơ hội giao hảo lại với Khâu gia, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu Hạ Tưởng có thể đồng thời cùng với Mai gia, Khâu gia thậm chí Ngô gia đều có tình cảm tốt, vì sao ông ta lại không thể? Hơn nữa với ông ta mà nói, tuy rằng ông ta và Khâu Tự Phong trước đây có sứt mẻ tình cảm, nhưng vẫn có thể hóa thù thành bạn. Trước kia Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong cũng căng thẳng trong quan hệ, về sau mới từ từ hiểu nhau. Hơn nữa ông ta và Phó gia quan hệ không tồi, Khâu Tự Phong dù thế nào cũng là con rể của Phó gia, hơn nữa ông ta lại là Phó Bí Thư tỉnh ủy. Chẳng lẽ trong mắt Khâu Tự Phong, ông ta còn không bằng Hạ Tưởng? Cho nên khi Thôi Hướng để ý Khâu Tự Phong toát ra ý bất mãn với mình, lại khẽ gật đầu cười với Khâu Tự Phong, nói. Tự Phong vừa đến thành phố bảo đảm nhiệm chức phó thị trưởng, thì gặp dịp may làm thí điểm thành thị, nên nắm chắc cơ hội này. Sau này có gì khó khăn cứ nói với tôi. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đối với những cán bộ dũng cảm dám làm, dám vì thiên hạ đi tiên phong, thì lập trường trước sau đều ủng hộ và đào tạo bồi dưỡng. Cảm ơn Phó Bí Thư thôi. Khâu Tự Phong để ý Hạ Tưởng đưa mắt ra hiệu cho mình, cũng ý thức chính mình chưa đủ thông minh, không nên ở trước mặt Thôi Hướng lộ ra bất kỳ biểu hiện gì bất mãn, liền tỏ vẻ bình thường, vẻ mặt cười nhạt. Dưới sự chỉ đạo của tổ lãnh đạo và sự lãnh đạo của Bí Thư Tào, tôi nghĩ thành phố Bảo trong trào lưu điều chỉnh kết cấu sản nghiệp có thể đạt được bảng vàng, gạt bỏ muôn vàn khó khăn, hoàn thành mục tiêu dự định. Thôi Hướng hơi biến sắc, ông ta hiểu được lời bóng gió của Khâu Tự Phong, xem ra không tiếp nhận thiện ý của ông ta, và phân định rõ ranh giới. Trong lòng ông ta chợt tức giận, nghĩ thầm rằng tầm ảnh hưởng của Khâu gia các người tại tỉnh Yến cũng có hạn thôi, nếu không thì sao hiện tại mày mới lăn lộn đến chức phó thị trưởng. Tao là Phó Bí Thư tỉnh ủy chủ động hạ cố kết giao với mày, mày hay lắm, còn muốn khó dễ, thật đúng là tự cao tự đại. Tuy nhiên Thôi Hướng lập tức dẹp qua tức giận. Sau vụ xử ép lần trước, quả thật cũng ép Khâu Tự Phong hơi quá, sự tức giận chưa nguôi của hắn cũng là bình thường. Chờ thêm thời gian, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Thôi Hướng tự cho là có chỗ dựa ở thủ đô vẫn là vững chắc hơn. Cho dù không có sự ủng hộ Phó gia và Khâu gia, ông ta cũng rất có khả năng đảm nhận chức vụ chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ sau. Nhưng sau khi được Hạ Tưởng gợi ý, hơn bao giờ hết ông ta càng để ý cái hay của sự dựa thế mượn oai. Nếu chẳng may chỗ dựa bỏ rơi ông ta hoặc là chỗ dựa bị sụp đổ, ông ta có thế lực của một dòng họ lớn, cũng có tự bảo vệ mình. Ai cũng muốn tự mình nắm lấy vận mệnh của mình. Thôi Hướng mỉm cười hòa giải. Tổ lãnh đạo cũng là dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Có phải không, cuối cùng có đề ra chính sách sai lệch hay cần giúp đỡ về tài chính, còn phải có được quyết định của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Thôi Hướng nữa vô tình nữa cố ý nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hiểu rất rõ ý của Thôi Hướng, ông ấy đến đây nhằm lôi kéo Khâu Tự Phong. Hắn cũng không lo lắng Khâu Tự Phong bị Thôi Hướng lôi kéo đi. Hắn hiểu biết tính tình Khâu Tự Phong, một người cao ngạo từ trong xương cốt. Suy cho cùng Khâu Tự Phong là một thái tử đảng tiêu biểu. Hắn có thể quan hệ thân thiết với mình, nhưng không có nghĩa là hắn cũng công nhận Thôi Hướng. Đừng nghĩ Thôi Hướng là phó bí thư tỉnh ủy, thái tử đảng mà nổi máu lên, thì cũng coi trời bằng vung. Nếu không phải Khâu Tự Phong ở tỉnh Yến vài năm, chỉ bằng thế lực gia đình, muốn kết bạn quan chức ở tỉnh, kiểu gì cũng có thể quen được mấy người. Nhưng hắn vẫn ở lại huyện An, cố gắng vùi đầu làm việc, cũng chỉ muốn dựa vào chính năng lực của mình mà đi lên. Quả nhiên Khâu Tự Phong chỉ cung kính nói. Tôi tin rằng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đánh giá chính xác, sẽ cho thành phố Bảo cùng với thành phố Đan Thành những chính sách và ủng hộ cần có. Thôi Hướng hơi đổi sắc mặt. Muốn nói gì nhưng lại thôi, chỉ khẽ mỉm cười, không nhiều lời với Khâu Tự Phong nữa, lấy cớ còn có công tác phải vội, xoay người rời đi. Thôi Hướng vừa đi, Tào Vĩnh Quốc không kìm lòng mà nhẹ nhàng phê bình Khâu Tự Phong. Tự Phong, đối với cấp lãnh đạo phải tôn trọng, không nên có biểu hiện. Khâu Tự Phong đối với Tào Vĩnh Quốc rất là tôn kính, không hề phản bác. Tôi nhận lời phê bình của Bí Thư Tào. Tào Vĩnh Quốc liếc mắt một cái nhìn Hạ Tưởng. Trong lòng hiện lên một chút do dự. Thôi Hướng rõ ràng muốn chèn ép Hạ Tưởng, lôi kéo Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng ở tổ lãnh đạo này có thể sống yên ổn không? Dù sao tổ lãnh đạo tuy là của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, nhưng tỉnh ủy muốn nhúng tay cũng rất nhiều lý do. Sau khi thảo luận nghiên cứu đề tài xong, Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong cùng với Đan Sĩ Kỳ,
Vương Tiếu Mẫn đều lập tức rời thành phố Yến, trở về đơn vị công tác của mình. Tiễn mấy người xong, Hạ Tưởng nhìn đồng hồ, gần đến giờ tan ca, bèn trở về văn phòng, hỏi qua một chút sự tình có gì không, liền chuẩn bị thu thập đồ vật về nhà. Đối với lời nói Thôi Hướng, hắn không để trong lòng. Thái độ Thôi Hướng đối với hắn, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lâu lâu đến gõ một cái, thỉnh thoảng lại khen một câu, dù sao cái chính là ông ta không vừa lòng mình, muốn tìm mọi cách triệt tiêu tiền đồ của mình. Chẳng lẽ cứ để Thôi Hướng tùy ý chèn ép mình, Hạ Tưởng tạm thời còn chưa nghĩ ra phương pháp tốt để đối phó. Thôi Hướng không thể so với Cao Thành Tùng, có lắm điều làm cho người ta công kích. Tuy rằng thủ đoạn của ông ta cứng rắn một chút, cũng thích chơi nổi, nhưng ông ta không có vấn đề gì về kinh tế. Về quan hệ nam nữ cũng không có nghe đồn gì, trên chính chỉ có xu hướng và chèn ép là chuyện thường, hơn nữa thủ đoạn của Thôi Hướng lại làm cho người ta không móc được sai lầm gì lớn. Thận trọng, vững chắc, mới là chỗ đáng sợ nhất của ông ta. Về việc lôi kéo Khâu Tự Phong mà nói, Thôi Hướng cũng thông minh mà ý thức được lợi ích của giao hảo với các đại gia tộc. Có thể ông ta cũng muốn bắt chước mình, muốn cùng mấy đại gia tộc tạo dựng mối giao hảo. Chỉ có điều Thôi Hướng chỉ biết một, không biết hai. Quan hệ của mình và Mai gia, thứ nhất là khi tiếp xúc với Mai Hiểu Lâm, do tính cách hợp nhau, cũng như cùng hợp tác không ít chuyện, mới quen biết Mai Thái Bình. Mà mình được Mai Thái Bình khen ngợi, cũng là từ việc một lần đánh nhau. Đối với tính tình của Mai Thái Bình, tính cách của Thôi Hướng không phải loại mà Mai Thái Bình thích. Về Khâu gia, cũng vì có đụng chuyện mới quen biết Khâu Tự Phong, rồi từ từ mới thành chỗ thân thiết. Đương nhiên Hạ Tưởng cũng không cố tình muốn tiếp cận với Khâu Tự Phong, mà do cách đối nhân xử thế của mình. Một lòng vì muốn đề ra chính sách cho huyện An, trong nhiều lần xung đột và mâu thuẫn, mới khiến Khâu Tự Phong từ từ thay đổi quan điểm rồi chấp nhận người bạn như mình. Theo góc độ này mà xét, Thôi Hướng và Khâu Tự Phong như hai đường thẳng song song không có điểm nào tương giao. Về phần Ngô gia, thì hoàn toàn là bởi vì quan hệ với Liên Nhược Hạm. Ngô Tài Giang càng ngạo mạn hơn, lại càng có cá tính hơn so với Mai Thái Bình. Nếu nói Mai Thái Bình có tính cách đặc biệt cô độc, thì Ngô Tài Giang chính là tự kiêu thêm tự phụ. Mặc dù khả năng đối nhân xử thế của ông ta so với Mai Thái Bình có hiền lành hơn một chút, nhưng trong nội tâm lại càng ngạo mạn hơn một bậc. Chính mình nếu không phải vì Liên Nhược Hạm, không vì sự việc Cao Thành Tùng, hơn nữa cậy nhờ thế lực Mai gia, lại vì lần này làm việc trong thí điểm thành thị lấy được sự khen ngợi của Dịch Hướng Sư, giữa mình và Ngô Tài Giang cũng không thể có khả năng có được cục diện chung sống hòa bình như bây giờ. Thôi Hướng không thể lọt vào mắt xanh của Ngô Tài Giang. Tổng hợp phân tích như trên, Hạ Tưởng cuối cùng cho ra kết luận, Thôi Hướng muốn giống như mình, muốn quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng mấy đại gia tộc, chuyện này gần như không có khả năng. Bởi vì Thôi Hướng không ý thức được điểm quan trọng nhất, chính là mình đi theo cách phết dầu loang. Trước tiên cùng nhân vật mấu chốt trong mấy đại gia tộc xây dựng tình cảm. Có giao tình rồi, mới lọt vào tầm mắt mấy đại gia tộc. Nói cách khác, khi tiếp xúc lần đầu, không vì mưu cầu lợi ích, không vì lợi dụng lẫn nhau mà tiếp cận. Hơn nữa mình cũng lợi dụng khéo léo thế lực Ngô gia và Mai gia, mới dành thêm cảm tình ở Khâu gia, không làm cho người ta nghĩ mình giống như người đầu cơ kiếm lợi. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng có khi tự đắc mà cho rằng mình quả thật cũng là nhà đầu cơ kiếm lợi. Mục tiêu của Ngô gia, Mai gia và Khâu gia chưa chắc là tại tỉnh Yến. Bọn họ đều có tầm nhìn bao quát cả nước, tỉnh Yến đối với họ nếu không có giá trị lớn, đừng nói Thôi Hướng là phó bí thư tỉnh ủy, cho dù là bí thư tỉnh ủy, chỉ cần không phải ủy viên bộ chính trị, đối với bọn họ mà nói không ăn thua gì. Cho nên Thôi Hướng tự cho mình là một phó bí thư tỉnh ủy là có thể ung dung mà giao thiệp với mấy đại gia tộc chỉ là ý tưởng ngông cuồng. Tuy nhiên cũng có thể vì sự tham gia của phó gia mà Ngô gia và Mai gia thậm chí Khâu gia cũng nghe tin mà hành động, chuyển chú ý tại tỉnh Yến. Như thế, nói không chừng cũng có thể bởi vì Thôi Hướng chủ động dựa vào, mà quan hệ với một gia đình trong đó. Nhưng Hạ Tưởng nghĩ muốn quan hệ mật thiết được như mình, cũng không thể nào. Mấy đại gia tộc đều có tầm nhìn chung bao quát toàn cục, sẽ không cho phép một vô danh tiểu tốt làm người phát ngôn cho họ, chỉ là lợi dụng lẫn nhau trong nhất thời có lợi ích chung mà thôi. Qua rồi là xong. Chính mình sở dĩ cùng với mấy nhà quan hệ không tồi, chính là bởi vì lúc đầu quan hệ cá nhân không tồi, hơn nữa cho tới bây giờ, cũng chưa từng có ích lợi xung đột với bọn họ. Nói trắng ra là, mọi thứ vẫn là lấy ích lợi làm đầu, khi không có ích lợi thì chỉ có quan hệ cá nhân, tự nhiên sẽ có một sự mở đầu tốt đẹp, về chuyển biến sau này,
trừ phi có thể vẫn giữ được ích lợi chung, nếu không dù cho quan hệ có tốt đến đâu cũng có ngày trở mặt. Hạ Tường ngồi ở bàn làm việc trầm tư sau một lúc lâu. Ngay cả Phương Cách và Trung Nghĩa Bình chào, hắn cũng không chú ý, tới khi Cổ Ngọc đẩy hắn một cái. A hát, anh đã xuất thần nhập hóa, mau tỉnh lại đi, trời sắp tối rồi. Thật ra trước khi Cổ Ngọc còn chưa có giơ tay đẩy hắn, hắn cũng đã nhận ra Cổ Ngọc tới gần. Bởi vì Cổ Ngọc không biết dùng nước hoa gì, nhẹ mà thanh nhã, vô cùng hấp dẫn, khi còn cách hắn một thước, thì có hương thơm thấm vào ruột gan. Tan tầm rồi, em sao còn không đi? Em đang đợi anh. Cổ Ngọc nhoẻn miệng cười, bộ dáng rất thanh lịch. Ông nội em sai em mời anh ăn cơm, không biết anh có nể mặt hay không? Hạ Tường đang muốn tìm cơ hội ghé chơi với lão Cổ, đương nhiên là đồng ý ngay. Sau khi xuống lầu hắn mới phát hiện, xe của Cổ Ngọc chính là một chiếc Volkswagen, loại Beetle. Lúc này Volkswagen chưa sản phẩm trong nước, chắc chắn là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, phỏng chừng 40 vạn tệ. Hai người liền lái hai chiếc xe, một trước một sau hướng về công viên Sâm Lâm. Cổ Ngọc thấy Hạ Tường lái xe Land Rover biển số thủ đô, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, càng không hỏi nhiều, chỉ có cười cổ quái. Tới công viên Sâm Lâm, đến trại an dưỡng gặp lão Cổ. Chưa nói mấy câu, lão Cổ liền rêu rao đói bụng, muốn đi ăn cơm. Hạ Tường cũng chỉ còn cách dẫn ông đến Sâm Lâm cư ăn cơm. Lấy một phòng đẹp nhất, gọi xong đồ ăn, lão Cổ cũng không khách sáo, liền ăn thật tình. Chưa ăn mấy miếng đã nói no rồi, liền quấn quýt lấy Hạ Tường nói chuyện. Hạ Tường không nói gì, hắn còn chưa có ăn no. May là Cổ Ngọc nhìn thấy, nói trách. Ông nội, cháu và Hạ Tường đều chưa ăn no mới có sức nói chuyện với ông chứ, có phải hay không? Lão Cổ nói vẻ bất mãn. Người trẻ tuổi thời nay sức ăn sao nhiều quá vậy? Câu nói thiếu chút nữa khiến Hạ Tường cười đến cười sặc sụa, hắn và Cổ Ngọc mỗi người mới ăn một miếng đồ ăn, vừa rồi chỉ lo chăm sóc lão Cổ ăn cơm, ai cũng chưa ăn được gì. Chương 420, thân phận của Cổ Ngọc. Hạ Tường ăn vội vài miếng, lão Cổ lại cao hứng nói. Tiểu Hạ, chắc là cậu thấy lạ vì sao tôi bố trí Cổ Ngọc vào tổ lãnh đạo đúng không? Hạ Tường liền gật đầu. Có một chút. Thật ra cũng không phải tôi bố trí, là do tự nó muốn vào tổ lãnh đạo thôi. Lão Cổ tỏ vẻ trìu mến nhìn Cổ Ngọc. Tiểu Ngọc từ nhỏ đã sống với tôi, làm việc rất có chủ ý, có tầm nhìn, đa số mọi việc đều là nó quyết định. Ông nội, chẳng phải đã nói là không nói chuyện này sao? Sao ông lại lỡ miệng nói ra? Cổ Ngọc chề môi bất mãn nói. Hạ Tường cũng biết được lão Cổ không phải lẩm cẩm, mà ngược lại là cố ý tiết lộ cho mình biết. Tiểu Ngọc đừng ngắt lời ông, cứ nghe ông nói tiếp. Lão Cổ hớn hở nhìn Hạ Tường. Tiểu Hạ, cậu cảm thấy Cổ Ngọc thế nào? Lần trước lão Cổ đã hỏi câu hỏi tương tự, bây giờ lại hỏi. Hạ Tường thật sự không hiểu lão Cổ có ý gì, liền trả lời lấp lửng. Cũng không tệ, xinh đẹp, lại biết điều, làm việc lại nghiêm túc, nói chung là một cô bé tốt. Cổ Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn Hạ Tường một cái, rõ ràng là không thích Hạ Tường gọi là cô bé. Chí hướng của Cổ Ngọc thật ra là ở giới kinh doanh, không phải chính trị, là do tôi ép nó theo chính trị, cho đến bây giờ nó vẫn canh cánh trong lòng. Cho nên khi nó muốn từ Bộ Ngoại thương chuyển đến tổ lãnh của tỉnh Yến, tôi liền gật đầu đồng ý, chẳng lẽ nó muốn tôi lại không cho thì sẽ bị nó ầm ĩ suốt ngày. E là trong mắt lão Cổ, Cổ Ngọc mãi mãi là một cô bé con, cho nên trong giọng điệu của ông ấy Cổ Ngọc như là một cô bé thích làm nũng. Tôi biết ý của nó. Nó muốn mượn cái lợi trong điều chỉnh sản nghiệp của tỉnh Yến để thực hiện ước mơ kinh doanh của nó. Tiểu Ngọc, hãy nói ý tưởng của cháu cho Hạ Tường nghe, để cậu ta cho cháu ý kiến. Không, muốn nói ông tự mà nói, cháu không cần anh ta giúp. Cổ Ngọc nhìn Hạ Tường một cái, trong ánh mắt toát lên một nụ cười khó hiểu. Hạ Tường như đoán được chút gì đó. Cổ Ngọc muốn đầu tư vào thành phố nào? Nhìn xem, Hạ Tường thật thông minh. Vừa nghe là biết ý đồ của cháu. Lão Cổ sau khi ăn no uống đủ lời nói dõng dạc. Tiểu Ngọc, đầu tư và kinh doanh ông đều không biết, cháu không nói thì thôi, Tiểu Hạ, chúng ta đi dạo thôi, bây giờ xuân về hoa nở, công viên rừng rậm ngày càng làm cho người ta yêu thích. Cổ Ngọc biết rõ lão Cổ đánh đòn tâm lý, nhưng vẫn không dằn lòng được chủ động nói ra. Ông nội, được rồi, đừng kiếm chuyện nữa, cháu nói là được chứ gì. Hạ Tường. Anh nói xem thành phố bảo có ba xí nghiệp lớn là nhà máy ô tô Vạn Lý,
phim nhựa Đạt Phú và Rau Ngâm Mậu Thịnh, nếu muốn thay đổi chế độ xã hội, và tôi có một số vốn lớn thì đầu tư vào xí nghiệp nào là tốt nhất? Hạ Tường kinh ngạc, Cổ Ngọc có tham vọng rất lớn. Ngoại trừ Rau Ngâm Mậu Thịnh có thực lực kém một chút, thì hai xí nghiệp còn lại đều là xí nghiệp quy mô lớn, vốn cố định đều trên 1 tỷ, nếu muốn nhập thêm vốn từ bên ngoài thì không có mấy trăm triệu tệ cũng không thể lọt vào mắt của họ, chẳng lẽ Cổ Ngọc có mấy trăm triệu tệ vốn đầu tư? Hạ Tường cũng không khách sáo nói thắc mắc trong lòng. Phải xem cô có hứng thú với xí nghiệp nào. Tôi cảm thấy, cả ba xí nghiệp đều có tương lai tốt, nhưng muốn hợp tác với họ thì phải có số vốn hùng hậu mới được. Cổ Ngọc cười hi hi, nhìn lão Cổ một cái rồi nói. Cá nhân tôi thì thích ô tô. Về phần vốn đầu tư, tuy không được hùng hậu nhưng đại khái có thể điều động khoảng 4-500 triệu, có đủ không? Hạ Tường há hốc miệng, không khỏi nhìn Cổ Ngọc vài lần, thấy vẻ mặt cô ấy bình tĩnh như không có chuyện gì, không giống như nói chơi, liền hỏi. Thật mạnh tay, vừa ra tay đã là 4-500 triệu tệ, không biết số vốn của cô có sạch sẽ hay không? Hạ Tường biết người có quyền lực trong quân đội, nếu nắm giữ vật tư trọng yếu, muốn kiếm tiền sẽ rất dễ, chẳng lẽ lão Cổ có mánh khóe? Cổ Ngọc cười khúc khích. Ông nội, anh ta nghi ngờ tiền của ông là từ tham ô nhận hối lộ kia. Vẻ mặt lão Cổ nghiêm lại. Tiểu Hạ, cậu không cần nghi ngờ con người của tôi. Tôi dám nói dù tôi không phải là một quan chức thanh liêm, nhưng ít ra tôi không vì tiền mà bán đứng nhân cách. Lão Cổ tôi cần là nhân phẩm, sau khi về hưu, vẫn được cấp dưới kính trọng. Cả đời tôi chỉ thích chiêm ngưỡng và đánh giá Ngọc Thạch, Tiểu Ngọc được trời phú cho một con mắt tinh tường, giám định Ngọc rất giỏi, nên buôn bán về Ngọc Thạch, tiện thể có lời một ít tiền. Lời một ít tiền đã là vài trăm triệu. Hạ Tưởng xấu hổ, hắn vốn nghĩ mình có ưu thế được tái sinh, chỉ dẫn cho Tiếu Giai lời được vài chục triệu, lại giúp Liên Nhược Hạm bắt tay kinh doanh, đặt nền móng cho việc sau này trở thành tỷ phú, cũng là vì Liên Nhược Hạm có nguồn vốn đầu tư hùng hậu. Nếu vậy tính ra hắn cũng có con mắt tinh tường trời phú. Không ngờ, Cổ Ngọc không có con mắt nhìn trước được tương lai, nhưng lại có con mắt giám định Ngọc, buôn bán Ngọc Thạch lời được vài trăm triệu tệ, hắn không khỏi kinh ngạc. Trước kia hắn cũng nghe đồn rằng trong giới buôn Ngọc có một loại đánh cuộc đá, nếu trong đá có Ngọc tốt, thì sẽ phất lên trong một đêm, nếu gặp phải Ngọc có chất lượng xấu thì một đêm bạc đầu. Có thể nói giữa sự sống và cái chết, chỉ nhờ vào con mắt tinh tường và sự may mắn. Cổ Ngọc còn trẻ tuổi mà có được tài sản như vậy, chẳng lẽ là nhờ đánh cuộc đá mà phất lên? Đương nhiên là việc kinh doanh Ngọc Thạch bình thường cũng có lợi nhuận rất lớn, ít nhất cũng lời gấp 10 lần, một miếng phỉ thúy có giá 10.000 tệ có chi phí khai thác chưa đến vài trăm tệ, chi phí gia công cũng không đến vài trăm tệ, cuối cùng đến tay người mua có thể giá sẽ lên đến chục ngàn tệ. Vàng bạc có giá, Ngọc thì vô giá, nói đến Ngọc thì phải hợp nhãn, có nhiều người ưng ý một miếng Ngọc đẹp sẽ không tiếc tiền mua. Mà thường thì Ngọc chỉ có một miếng nên giá trị của nó tăng lên gấp bội. Cổ Ngọc thấy được sự ngờ vực của Hạ Tường, cười nói. Em cứ tưởng anh cái gì cũng biết, thì ra cũng có thứ anh không biết. Nói cho anh biết, em buôn bán Ngọc là làm ăn chính đáng. Ở trong nước có nhiều cửa hiệu Ngọc Thạch, có thợ điêu khắc của mình, có nhà máy vật liệu đá, và còn có nhiều cửa hàng bán lẻ trên cả nước, là của ba mẹ để lại cho em. Nói tới đây, mắt của Cổ Ngọc bỗng đỏ hoe. Cúi đầu xuống không nói lời nào. Lão Cổ thở dài một tiếng, cũng cúi đầu xuống, rõ ràng là đụng đến chuyện đau lòng. Hạ Tưởng không muốn hỏi đến chuyện riêng tư của người khác, liền quay sang nói về việc đầu tư. Tương lai của nhà máy ô tô Vạn Lý không tệ, sau này sẽ có không gian phát triển rộng lớn, có thể xem xét hùn vốn vào nhà máy ô tô Vạn Lý. Tiếp sau đó, Hạ Tưởng ngoài việc nhấn mạnh nhà máy ô tô Vạn Lý làm thế nào để nâng cao giá trị thương hiệu, nắm bắt thời cơ xe CUV ra đời, có thể chiếm lĩnh thị trường ở thủ đô. Vì người thủ đô thích sống thích chơi, nhưng vì áp lực về giá nhà đất quá cao, đa số người ta không mua nổi một chiếc xe tốt. Nếu đưa ra một chiếc CUV có giá khoảng 10 đến 20 ngàn tệ thì nhất định có thể chiếm lĩnh thị trường. Ngoài ra, còn có thể mở rộng nhà xưởng, đầu tư nhà máy linh kiện để cung cấp linh kiện cho nhà máy ô tô quy mô lớn ở thủ đô và Thiên Tân. Sau này thủ đô và Thiên Tân sẽ trở thành nơi sản xuất ô tô trọng yếu của phương Bắc, nhưng đa số linh kiện đều đến từ khu Tam Giác, phí vận chuyển không những cao mà còn dẫn đến giá vốn tăng cao. Nếu có thể lợi dụng triệt để ưu thế của thành phố Yến, lợi dụng các lợi thế lớn của điều kiện địa lý xung quanh Bắc Kinh và Thiên Tân, xây dựng nhà máy linh kiện, nhất định có thể sinh ra hiệu quả và lợi ích rất tốt.
Lời nói của Hạ Tưởng khiến Cổ Ngọc cứ liên tục gật đầu, không biết lão Cổ nghe có hiểu hay không mà nhắm mắt với dáng vẻ rất an nhàn, chỉ cười mà không nói, tỏ ra rất vừa lòng khi những lời nói của Hạ Tưởng có thể khiến cho Cổ Ngọc chăm chú lắng nghe. Hạ Tưởng bỗng nhớ đến hình điêu khắc mà lúc đầu lão Cổ tặng cho. Mình bây giờ chẳng phải giống như một con ve cứ kêu suốt, còn Cổ Ngọc giống như một con bọ ngựa cứ dương nanh múa vuốt, lão Cổ ngồi một bên như đã định liệu trước, như là con chim sẻ tự đắc ở phía sau. Lão Cổ thật lợi hại, không biết trong kế hoạch của ông ta còn có mưu kế gì chưa đưa ra không? Đi một ngày đàn, học một sàng khôn đúng là không sai, hôm nay đã được lĩnh hội. Cổ Ngọc giả vờ chắp tay kính Hạ Tưởng. Nhận được sự dạy bảo đại tài của trưởng phòng Hạ, bữa cơm hôm nay em sẽ mời. Hạ Tưởng liền cười. Anh bày mưu tính kế giúp em, mà chỉ dùng một bữa cơm để đuổi anh đi, như vậy có keo kiệt quá không? Cổ Ngọc che miệng cười. Dùng tay chỉ lão Cổ nói. Ông nội nói là ngay cả cơm cũng để cho anh mời, em thì rộng rãi một lần, mời anh một bữa mà anh còn không cảm kích. Không có lý do gì để cãi với lão Cổ, Hạ Tưởng đành chịu thua. Nhưng hắn không thể ngờ Cổ Ngọc là một cao thủ kiếm tiền, không hơn không kém là một phú ông siêu đẳng, hơn nữa nếu có số vốn đầu tư của cô ấy thì ít nhất có thể giải quyết được vấn đề của một trong số ba xí nghiệp của thành phố Bảo, coi như là gặt hái lớn. Sau bữa cơm lại cùng lão Cổ đi dạo một lát, tình cờ lại nói về tương lai của nhà máy ô tô Vạn Lý, Cổ Ngọc lâu lâu cũng chen vào nói vài câu và cũng chỉ nói đến chỗ mấu chốt. Hạ Tưởng biết Cổ Ngọc cũng chẳng phải không bắn tên trúng đích, cô ấy cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Hôm nay sở dĩ thỉnh giáo mình là muốn khẳng định lòng tin để đầu tư. Cổ Ngọc đến tổ lãnh đạo làm việc, lại đầu tư vào một trong những thành phố thí điểm là thành phố Bảo. Rõ ràng là lão Cổ đã thấy được sự khả quan trong điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến. Chẳng mấy chốc lại đến ngày lễ 1 tháng 5. Trong thời gian nghỉ lễ, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê về thành phố Đan Thành một chuyến, đúng lúc vợ chồng Tào Vĩnh Quốc có thời gian rảnh về thành phố Yến, nên không thể đến thành phố Bảo. Hạ Tưởng và Thù Lê ở lại Đan Thành 3 ngày, vì Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn biết Hạ Tưởng trở về nên nhất định phải kéo hắn đến xem di chỉ Hoàng Cung Triệu Vương. Hạ Tưởng không thể từ chối đành phải đồng ý. Lần trước giới thiệu Nghiêm Tiểu thì cho Vương Tiếu Mẫn, hai bên trò chuyện rất vui vẻ, ngay sau đó liền bước đầu xác định ý định đầu tư. Đúng lúc thời gian nghỉ lễ, Nghiêm Tiểu thì cũng được mời đến Đan Thành khảo sát dự án, nên đã không hẹn mà gặp được Hạ Tưởng tại di chỉ Hoàng Cung Triệu Vương. Tào Thù Lê ở nhà với cha mẹ Hạ Tưởng mà không đi theo, nếu không khi gặp được Nghiêm Tiểu thì sẽ lại có chút ghen. Vì Nghiêm Tiểu thì vừa gặp Hạ Tưởng thì hào hứng nói không ngừng, nói liền hai tiếng cũng chưa dừng lại. Trong cuộc trò chuyện với Nghiêm Tiểu thì, Hạ Tưởng biết được cô ta rất hứng thú với dự án dùng câu chuyện thành ngữ để kéo nền văn hóa du lịch đi lên. Trên cơ bản đã có thể xác định, Nghiêm Tiểu thì sẽ đầu tư vào thành phố du lịch văn hóa Hoàng Cung Triệu Vương. Di chỉ Hoàng Cung Triệu Vương chiếm diện tích 1.000 mẫu, hoàn toàn dựa vào nguyên trạng của Hoàng Cung Triệu Vương mà xây dựng. Sau khi xây xong sẽ trở thành thành phố du lịch cảnh quan lịch sử lớn nhất Hoa Bắc. Và cũng là một thành cổ du lịch phát huy văn hóa truyền thống đầu tiên của thành phố Yến. So với cả nước, đây cũng là sáng kiến hay xếp hạng nhất nhì. Lúc này di chỉ Hoàng Cung Triệu Vương chỉ là một đống hoang tàn, nhìn ra xa là một vùng cỏ hoang bát ngát xen kẽ có những bông hoa nhỏ như đang nhảy múa. Nghiêm Tiểu thì ăn mặc xinh đẹp đứng giữa những bụi cỏ, ánh nắng chiếu vào mặt khiến cho mặt cô ấy ửng hồng. Cô ấy nheo mắt thỉnh thoảng lại đưa tay lên trán để che nắng, gió luồn vào tóc thổi bồng bềnh, khiến cho người khác cảm thấy được vẻ đẹp tương phản rất lớn. Hạ Tưởng không kìm lòng nhìn thêm vài cái, trong lòng nghĩ Nghiêm Tiểu thì quả thật có vẻ đẹp trời sinh, vẻ đẹp thanh tú của con gái Giang Nam cộng thêm vẻ thê lương của vùng đất hoang phương Bắc, sẽ giống như một bức tranh mỹ nữ nhìn thấy mà giật mình, sự đối lập quá lớn, đẹp đến khiến người ta phải nghẹt thở. Nghiêm Tiểu thì nhìn thấy ánh mắt của Hạ Tưởng. Quay đầu qua thản nhiên hỏi Hạ Tưởng. Đẹp không? Hạ Tưởng sửng sốt, trong ấn tượng thì Nghiêm Tiểu thì hình như không phải người biểu lộ tính cách hào phóng, suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Cũng khá xinh đẹp. Em nghĩ sau khi di chỉ Hoàng Cung Triệu Vương được xây xong, sẽ đặc biệt dành riêng một nơi chỉ xây tường vây quanh, bên trong không thi công, không dọn dẹp cứ giữ nguyên trạng hoang tàn. Lịch sử là từ vô số cuộc thịnh suy. Chỉ có đứng trên những gì còn sót lại mới có thể cảm nhận được sự tang thương và chân thật của lịch sử. Nghiêm Tiểu thì nhìn xuống mặt đất, vô cùng xúc động nói. Hạ Tưởng đã hiểu,
Lúc nãy Nghiêm tiểu thì không phải hỏi cô ấy có đẹp hay không mà là hỏi vùng đất hoang vu này có đẹp hay không. Thì ra là hiểu sai ý, hắn lắc đầu cười, tỏ ra không hiểu vì sự xúc động bộc phát nhất thời của Nghiêm tiểu thì. Nghiêm tiểu thì đang trong thời xuân sắc, vẻ ngoài hơn người, lại có gia sản không nhỏ, sao tự dưng lại thấy xúc động. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm xúc của con người đều có mặt phức tạp khó giải thích, không cần quá chú trọng. Buổi tối cùng Nghiêm tiểu thì ăn một bữa cơm. Đan Sĩ Kỳ và Vương Thiếu Mẫn cũng đến đón tiếp, đối xử với Hạ Tưởng rất nhiệt tình. Về công, thì Hạ Tưởng là nhân vật có quyền trong tổ lãnh đạo. Về tư, Hạ Tưởng đã đưa ra rất nhiều những sáng kiến thiết thực, khả thi cho thành phố Đan Thành, hơn nữa còn lôi kéo nguồn đầu tư, và Vương Thiếu Mẫn còn tự nhận là có mối quan hệ mật thiết với Hạ Tưởng, cho nên bữa cơm này cả khách và chủ đều rất vui vẻ. Đưa Nghiêm tiểu thì đến thuê khách sạn, cô ấy muốn mời Hạ Tưởng lên phòng ngồi một chút. Hạ Tưởng đã nhẹ nhàng từ chối, Nghiêm tiểu thì liền có chút hờn dỗi nói. Sợ em có ý đồ xấu hả? Hạ Tưởng lắc đầu. Anh sợ là không cưỡng nổi trước vẻ đẹp của em, với lại em nhìn xem ánh trăng đêm nay rất đẹp và em quá dịu dàng, anh sợ ánh trăng sẽ gây họa. Nghiêm tiểu thì hết sức vui mừng. Đúng là đàn ông đã kết hôn thì có khác. Hạ Tưởng sửng sốt. Sao lại nói vậy? Đàn ông đã kết hôn khi ở trước mặt người phụ nữ khác sẽ càng dí dỏm hài hước, và lại còn được người khác yêu thích. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, hình như cả hai đều có chung nhận thức, chỉ cần người đàn ông đã kết hôn thì sức hấp dẫn đối với người con gái chưa kết hôn sẽ càng lớn. Buổi tối về đến nhà, Hạ An vẫn chưa đi về mà ngồi chờ Hạ Tưởng. Hạ An từ khi đảm nhiệm chức thư ký thị trưởng cho Vương Tiếu Mẫn đến giờ, làm việc cũng điềm tĩnh hơn trước. Nói chuyện cũng trầm ngâm một hồi rồi mới mở lời, không dám tùy tiện muốn nói gì thì nói. Đúng là có địa vị khác thì giọng điệu nói chuyện cũng khác. Trước đây Hạ An nói chuyện có hơi khúm núm, hễ sốt ruột là có chút nóng vội, cứ như bây giờ lại tốt, giọng nói đều đều vững vàng, không còn thấy sự hấp tấp nữa. Hạ An chờ Hạ Tưởng thật ra cũng không có việc gì, chỉ qua loa hỏi về lịch trình của ngày hôm nay. Vốn là hôm nay y cũng phải cùng Vương Thiếu Mẫn tiếp đón Nghiêm tiểu thì. Nhưng Vương Thiếu Mẫn có việc khác giao cho y làm nên phải đi đến nơi khác. Hiện giờ trong ủy ban thành phố Đan Thành ai cũng biết Hạ An là người mà thị trưởng Vương tin tưởng nhất, và cũng có quan hệ mật thiết với bí thư Đan, cho nên trong ủy ban thành phố hắn rất có tiếng, ai cũng coi trọng hắn. Hạ An không vì vậy mà thấy nhẹ nhõm, sau khi trở thành thư ký của thị trưởng rồi mới phát hiện ra vị trí càng cao, có quyền lực càng cao thì trách nhiệm lại càng nặng, ngược lại hắn phải càng thêm cẩn thận. Cũng chính vì vậy, Vương Tiếu Mẫn cảm thấy y có thể đào tạo thêm, và vô cùng tin tưởng y. Tuy Hạ An không biết nói những lời hoa mỹ nhưng làm việc chu đáo, cẩn thận, dùng sự siêng năng thay cho những vụng về, cũng khiến cho Vương Tiếu Mẫn chấp nhận y. Hạ Thiên Thành bây giờ suốt ngày vui tươi hớn hở, hai đứa con trai đều có tiền đồ, ông cũng đã làm thủ tục về hưu, yên tâm dưỡng già, chỉ còn chờ bồng cháu thôi. Tào Thù Lê đã trở về, Trương Lan kín đáo bỏ nhỏ. Đã đến lúc phải có con rồi, đừng kéo dài nữa, sinh sớm thì khi lớn tuổi sẽ không cảm thấy mệt, còn nêu ví dụ nhà hàng xóm 35 tuổi mới có con, chờ đứa con 15 tuổi thì ba mẹ cũng đã 50 tuổi, vừa nhọc tâm mà người cũng mệt, không có thời gian lấy lại sức. Tào Thù Lê hơi thẹn thùng mà đồng ý, nói là cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên là được rồi. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê sau khi về thành phố Yến, hai người đã đến núi Phong Long chơi. Vừa đến núi Phong Long thì nghĩ đến những ngày Liên Nhược Hạm còn ở đây. Tào Thù Lê hơi nhớ Liên Nhược Hạm, cô ấy đứng trên một khối đá to, hướng về phía mặt trời híp mắt lại và nói. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhớ lúc trước khi em đến ngọn núi này, anh có nhớ là đã cõng em không, còn có chị Liên nữa, cả ba đã rất vui. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, anh cũng đã gạt được em rồi, và cũng không còn muốn cõng em nữa. Tào Thù Lê sau khi kết hôn. Ngoại hình có hơi mập mạp một chút ngoài ra không có gì thay đổi, nhìn thoáng qua vẫn giống như một cô bé. Lúc này cô ấy mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình không để lộ thân hình duyên dáng. Như Hạ Tưởng nói, không để lộ thân hình mới tốt, vì hắn đã biết rõ thân hình của cô ấy và chỉ để cho mỗi mình hắn được thưởng thức, không để lộ ra cho người khác xem. Hạ Tưởng nghe lời hờn trách của Tào Thù Lê thì bước đến ôm eo cô ấy, đặt đầu trước ngực cô ấy hít một hơi sâu. Tại sao lại là gạt được em? Tình yêu vốn là chuyện lừa qua gạt lại, và cũng là hai người tự nguyện. Khi anh gạt em thì cũng chẳng phải đã sa vào cạm bẫy của em sao? Tào Thù Lê xấu hổ, đẩy Hạ Tưởng ra.
anh muốn chết hả, coi chừng có người nhìn thấy. Núi Phong Long sau khi trải qua một thời gian khai thác thì không vắng như hai năm trước, thỉnh thoảng có du khách đi ngang. Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu lên thì có một người phụ nữ dắt một bé gái đi ngang, cô bé rất tinh mắt nhìn thấy hành động vừa rồi của Hạ Tưởng, nũng nịu nói với người phụ nữ. Mẹ gạt con mới 4 tuổi mà mẹ không cho con bú sữa nữa, cái chú lúc nãy đã lớn vậy rồi mà còn đang bú sữa. Người phụ nữ ngượng ngùng vội vàng bế con đi, cũng không dám đưa mắt nhìn Hạ Tưởng. Chờ hình bóng người phụ nữ khuất xa, Hạ Tưởng không thể nhịn được cười ha ha, lại chúi đầu vào ngực cô bé. Anh muốn bú sữa. Chương 421, chiến lược phu hồi đi đường vòng. Cô bé ngượng đỏ cả mặt, vừa vội vừa giận. Anh thật không biết xấu hổ, ngượng quá đi mất, em không quan tâm đến anh nữa đâu. Hạ Tưởng đắc chí ngửa mặt lên trời cười to, cõng cô bé lên và đi xuống núi. Sau lễ đi làm lại là một cảnh tượng bề bộn. Tập hợp các báo cáo về điều chỉnh kết cấu của thành phố thí điểm cuối cùng đã đến tổ lãnh đạo. Sau khi được An Giật Hưng, Hạ Tưởng và Bành Mộng Phàm xem xét thì đưa cho Tống Triều Độ xem qua. Ông ta trao đổi với Hạ Tưởng những nghi vấn và những khuất mắc, sau đó lại trình lên cho Phạm Duệ Hằng và Diệp Thạch Sinh. Cuối cùng từ Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đích thân phê duyệt, rồi chính thức đưa xuống cho thành phố Đan Thành và thành phố Bảo phê chuẩn chấp hành. Từ đó chính thức mở màn cho sự thay đổi chế độ xã hội của hai thành phố. Hạ Tưởng làm người trung gian, người ủy thác của Cổ Ngọc đã tiến hành tiếp xúc với thành phố Bảo, sau đó lại đàm phán với nhà máy ô tô Vạn Lý. Sau vài lần thăm dò và hiểu rõ, ô tô Vạn Lý cùng người ủy thác của Cổ Ngọc đại diện cho doanh nghiệp Linh Ngọc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Doanh nghiệp Linh Ngọc bỏ vốn vào ô tô Vạn Lý 500 triệu tệ đổi lấy 15% cổ phần. Khi ký hiệp nghị, Bí thư Thành ủy Tào Vĩnh Quốc và thị trưởng Nhậm Khánh Chi cũng đến tham dự buổi ký kết. Tin tức lan truyền làm chấn động cả tỉnh. Trong một lần mở hội nghị thường vụ, Diệp Thạch Sinh đã biểu dương sự phối hợp và hoàn thành rất xuất sắc các công việc của tổ lãnh đạo, cũng thể hiện sự chúc mừng trước thành tích đạt được của việc thay đổi chế độ xã hội của thành phố Bảo và thành phố Đan Thành, đồng thời cũng khen ngợi Tống Triều Độ. Trong lòng Tống Triều Độ hiểu rõ tuy ông ta là tổ trưởng nhưng công việc cụ thể đều do Hạ Tưởng phụ trách. Công lao hẳn là thuộc về Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng cũng rất vui mừng vì thắng lợi của tổ lãnh đạo, sự quan tâm của ông ấy hơn cả Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh không biết rõ công việc cụ thể của tổ lãnh đạo, ông ta chỉ biết ai là người chủ chốt dẫn dắt công việc thực tế trong tổ lãnh đạo. Từ thủ đoạn cao siêu của Hạ Tưởng, ông ta phát hiện có thể sử dụng bí mật thương trường của hắn. Thôi Hướng nghe tin thành phố Bảo ban đầu đạt được thành công cũng sốn con mắt. Trong lòng vô cùng kinh ngạc trước kế hoạch mà Hạ Tưởng nhanh chóng triển khai, càng cảm thấy tài năng của Hạ Tưởng còn hơn cả dự đoán của hắn. Cứ nghĩ đến Hạ Tưởng bây giờ đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát của hắn thì trong lòng cảm thấy bực tức, liền nghĩ một cách nào đó để kìm hãm Hạ Tưởng mới được. Giữa tháng 5, lệnh điều chức của Lộ Uyên Nguyên cuối cùng đã có, ông ta đến tỉnh Tây để nhậm chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đồng thời Mã Tiêu cũng nhanh chóng nhậm chức. Điều đến tỉnh Yến làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo. Mã Tiêu vừa nhậm chức liền thể hiện tác phong cứng rắn. Trước tiên là trong hội nghị thường vụ, đề xuất phải tăng cường công tác tuyên truyền của tỉnh Yến, và đưa ra phê bình đối với công việc của các tòa soạn báo trong tỉnh Yến. Cho rằng rất nhiều người làm trong nghề đưa tin có nhận thức thấp về chính trị, yêu cầu phải triển khai hành động chỉnh đốn trong toàn tỉnh chỉ để nâng cao trình độ tư tưởng của người làm nghề đưa tin về chính trị. Từ đó mà coi trọng vấn đề tuyên truyền tin tức. Không lâu sau, tờ báo Triều tỉnh Yến đã xảy ra một sự kiện chính trị. Nguyên nhân của sự việc là từ một bài tin tức đề cập đến một vị lãnh đạo quốc gia thời trước và nêu rõ chức vụ của ông ta vào lúc đó, nhưng sau lại phản bội rơi vào cảnh thân bại danh liệt và có kết cục đáng xấu hổ. Kết cục tuy đáng xấu hổ, nhưng chức vụ ông ta đảm nhiệm là một sự thật không thể xóa bỏ, cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu ở tòa soạn báo phương Nam thì sợ là chẳng có ai nhắc tới, cho dù ở tỉnh Yến cũng không có người nhàn rỗi đi đào xới và cắn chặt không tha. Trong thời gian Lộ Uyên Nguyên nhậm chức trưởng ban tuyên truyền thì bầu không khí của giới truyền thông cũng sáng sủa. Nhưng đúng lúc đó không biết Mã Tiêu đã có tâm lý như thế nào, vô tình xem được bài báo đó liền nổi giận, lập tức gọi điện cho trưởng ban tòa soạn báo Triều tỉnh Yến khiển trách, yêu cầu nghiêm túc xử lý những nhân viên phụ trách có liên quan. Trưởng ban tòa soạn báo Triều tỉnh Yến Đinh Quốc Bính cũng không xem là việc gì lớn lao, cho rằng trưởng ban Mã chỉ tỏ vẻ khó khăn vì mới vừa nhậm chức, đúng lúc phát hiện ra một vấn đề nhỏ nên phải việc bé xé ra to.
Ông ta chỉ phạt phóng viên và người chịu trách nhiệm biên tập mỗi người 300 tệ, còn chủ nhiệm phụ bản thì chỉ phê bình, đem việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ biến thành không. Không ngờ vài ngày sau, Mã Tiêu sau khi biết được kết quả xử lý liền gọi điện cho trưởng ban tòa soạn Đinh Quốc Bính và tổng biên tập Cố Tăng của báo Triều Tỉnh Yến lập tức đến ban tuyên truyền tỉnh ủy để họp. Đinh Quốc Bính và Cố Tăng cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc vì khi trưởng ban tuyên truyền Lưu Uyên Nguyên còn nhậm chức, mặc dù ban tuyên truyền của tỉnh Yến luôn bảo thủ nhưng không đến mức xảy ra sự kiện chính trị. Không ngờ khi vừa vào phòng họp liền bị Mã Tiêu phê bình gay gắt, Mã Tiêu nhìn sự việc theo góc độ chính trị mà cảnh cáo Đinh Quốc Bính, đồng thời yêu cầu Cố Tăng tạm thời đình chỉ công tác để tự kiểm điểm và để cho Đinh Quốc Bính nghiêm túc xử lý lại những nhân viên liên quan rồi báo cáo lại kết quả cho ông ta. Đinh Quốc Bính và Cố Tăng hết sức kinh ngạc vì cơn nóng giận của vị quan mới lại lớn như vậy. Ngay cả tổng biên tập cũng phải đình chỉ công tác để kiểm điểm, Đinh Quốc Bính cũng không phải không có đầu óc chính trị. Mặc cho trưởng ban Mã có cố ý chèn ép hay do bản thân ông ta quá bảo thủ thích cắt cớ vô căn cứ cũng được, nhưng lời nói của lãnh đạo thì phải nghe theo cho dù trong lòng không phục. Đinh Quốc Bính biết rằng nếu không mạnh tay thì sẽ không qua được cửa ải này nên phải cắn răng đuổi việc phóng viên soạn thảo, người chịu trách nhiệm biên tập và chủ nhiệm phụ bản. Chủ nhiệm phụ bản Đỗ Đồng Quốc là bạn thân của Hạ Tưởng, mà Đinh Quốc Bính và Cố Tăng đều là bạn thân của Lý Đinh Sơn. Vốn ngay từ đầu Hạ Tưởng chỉ nghĩ rằng đây chỉ là một sự kiện chính trị độc lập, cũng chỉ cảm thấy Mã Tiêu quá cẩn thận dè dặt thích đem chuyện bé xé ra to. Nếu vào thời xưa, hắn sẽ là viên quan chấp hành án văn tự tốt nhất, thậm chí khi Đỗ Đồng Quốc đến tìm Hạ Tưởng hắn vẫn chưa đem việc này nâng lên cấp thành đấu tranh chính trị. Ngược lại Hạ Tưởng khuyên giải an ủi Đỗ Đồng Quốc. Thôi bỏ đi, chẳng phải cậu đã là chủ nhiệm phụ bản của tờ báo Triều Tỉnh Yến sao? Cậu muốn kinh doanh tôi sẽ giới thiệu cho cậu một tập đoàn lớn. Nếu cậu còn muốn làm công tác truyền thông thì tôi sẽ giúp cậu liên hệ với giới truyền thông thủ đô, rời khỏi tỉnh Yến. Chẳng phải có người thích quản nhiều thứ sao? Tay của hắn có thể với đến thủ đô không? Đỗ Đồng Quốc lại không muốn rời khỏi giới truyền thông, cũng không muốn rời khỏi tỉnh Yến. Tạm thời nghỉ một thời gian rồi mới nói, bây giờ tôi có cảm tình với tỉnh Yến rồi, gia đình cũng ở đây nên không muốn rời khỏi. Nhưng muốn làm công tác truyền thông ở tỉnh Yến nữa thì khó đấy, suy cho cùng nếu trưởng ban Mã thông báo phê bình trên toàn tỉnh thì còn tòa soạn nào dám mướn tôi nữa. Hạ Tưởng cũng biết rõ ở tỉnh Yến không có một tòa soạn nào dám tuyển Đỗ Đồng Quốc, nếu không thì cũng giống như công khai chống đối với trưởng ban Mã. Nhưng có thể chờ qua một thời gian sau khi sự việc yên ắng và bị mọi người cho vào quên lãng, thì Đỗ Đồng Quốc lại tìm một việc ở tòa soạn trong tỉnh cũng không phải chuyện khó. Hạ Tưởng cũng nghĩ là Đinh Quốc Bính đã đuổi việc Đỗ Đồng Quốc và những người khác thì Mã Tiêu sẽ không còn gì để nói, tổng biên tập Cố Tăng cũng có thể khôi phục công tác. Lúc còn ở huyện Bá, khi Hạ Tưởng đến báo Triều Tỉnh Yến để lấy hình có gặp qua Cố Tăng một lần, sau này tuy không còn gặp lại nhưng trong ấn tượng của Hạ Tưởng con người của Cố Tăng cũng tốt và lại ông ta là bạn của Lý Đinh Sơn. Từ góc độ cá nhân Hạ Tưởng đương nhiên đồng ý cho Cố Tăng làm lại chức tổng biên tập. Sau đó xảy ra một việc mà không ai ngờ tới, Nhật báo tỉnh Yến mở cuộc họp đảng bộ, thông báo kết quả của sự kiện 528, sau đó lại tuyên bố bổ nhiệm lại nhân sự, điều Cố Tăng đến báo Tạp Luận làm trưởng ban tòa soạn kiêm tổng biên tập, còn trưởng ban tòa soạn kiêm tổng biên tập báo Tạp Luận Tiêu Hoa sẽ làm phó ban tòa soạn kiêm tổng biên tập cho báo Triều Tỉnh Yến. Cố Tăng hết sức bất ngờ vì trước đó ông ta không nhận được thông báo nào, và cũng không nghĩ một việc nhỏ lại ảnh hưởng đến chức vụ của ông ta. Không ngờ lại bị điều đến báo Tạp Luận. Ai cũng biết báo Tạp Luận là một tờ báo sống dở chết dở chuyên về tình hình chính trị đương thời. Ở trong tỉnh không có chút gì ảnh hưởng, cũng không có số lượng phát hành, lợi ích kinh tế lại càng không cần phải nói, cơ bản là một đơn vị để dưỡng lão. Chức vụ của Cố Tăng không thay đổi nói là điều ngang nhưng thực tế là bị gạt sang một bên. Còn Tiêu Hoa là kẻ không có năng lực không hiểu sao đột nhiên lại được điều đến báo Triều Tỉnh Yến làm tổng biên tập. Hạ Tưởng nhạy bén cảm nhận được tín hiệu chính trị khác thường, Mã Tiêu nhanh tay bắt lấy một sự kiện chính trị từ chuyện bé xé ra to, nhanh chóng thay đổi chức tổng biên tập tờ báo Triều Tỉnh Yến cũng giống như để nắm giữ cả tờ báo Triều Tỉnh Yến trong tay, không cần phải nói Tiêu Hoa chắc chắn là người của Mã Tiêu. Rốt cuộc Mã Tiêu muốn làm cái gì? Kiểm soát báo Triều Tỉnh Yến là có ý gì? Vì sự việc xảy ra quá nhanh, Lý Đinh Sơn còn không kịp phản ứng thì sự việc đã đành, chỉ biết thở dài. Cố Tăng là cán bộ cấp phòng ban, báo Triều Tỉnh Yến là tờ báo con của Nhật báo tỉnh Yến. Ban tuyên giáo tỉnh ủy là bộ phận chủ quản của Nhật báo tỉnh Yến,
và trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nổi giận muốn thay đổi vị trí tổng biên tập của một tờ báo con cũng không phải khó. Huống chi lý do của Mã Tiêu là chính đáng. Trong sự kiện liên quan đến chính trị không ai muốn ra nói đỡ cho Cố Tăng. Cố Tăng cũng chỉ có thể tự nhận mình là gặp vận xui. Hạ Tưởng cũng có chút cảm thấy việc này sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng sự kiện chính trị của tờ báo chiều qua đi, mọi việc lại sóng yên biển lặng. Cho đến khi tin tức về việc ký kết hiệp nghị đầu tư vào dự án du lịch văn hóa câu chuyện thành ngữ của thành phố Đan Thành được lan truyền, lại một lần nữa khiến cả tỉnh chấn động, di chứng của sự kiện chính trị báo chiều tỉnh Yến tỏ ra khá lớn. Thành phố Đan Thành đã thành công thu hút doanh nghiệp đầu tư, và cũng là thành phố thí điểm dưới sự dẫn dắt của tổ lãnh đạo, đây cũng xem là một việc lớn, nhưng giới truyền thông của tỉnh Yến lại chẳng hề đưa tin. Bình thường, báo chiều tỉnh Yến rất thích theo dõi đưa tin về các sự kiện kinh tế nhưng lại không có động tĩnh gì và cũng không phái ra một phóng viên nào. Báo chiều tỉnh Yến cũng là một tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất trong toàn tỉnh, và rất được người dân trong tỉnh yêu thích, sức ảnh hưởng còn lớn hơn cả Nhật báo tỉnh Yến. Sự việc khiến cho Hạ Tưởng phải chú ý và suy nghĩ. Sau đó lại xảy ra một việc. Trong thời gian ngắn, thành phố Bảo và thành phố Đan Thành đã thu hút sự chú ý của doanh nghiệp đầu tư, nhập vào vốn đầu tư rất lớn. Vậy chẳng phải doanh nghiệp đầu tư đã có thái độ lạc quan và ủng hộ việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp sao? Chỉ cần thu hút được doanh nghiệp đầu tư đã là một thành tích lớn, cũng là thành công của việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp. Vì vậy những thành phố lạc hậu cũng bắt đầu muốn thử, có ý muốn xin tỉnh ủy được gia nhập vào nhóm thành phố thí điểm thứ hai. Ký kết hiệp nghị với thành phố Đan Thành là công ty khoa học kỹ thuật kim điểm tử ý tưởng vàng, vốn đăng ký là 50 triệu tệ, căn cứ vào hiệp nghị thì số vốn rót vào lần đầu không dưới 100 triệu tệ, những lần tiếp theo sẽ là 300 triệu tệ và chia đợt rót vốn vào theo tiến độ công trình. Sau đó do quá trình mở rộng của thành phố Đan Thành quá dài, gánh nặng của Ủy ban Nhân dân thành phố quá nặng, nên đã đề xuất xin tỉnh hy vọng được ủng hộ một số vốn chuyên dụng. Sau khi Tống Triều Độ nhận được đơn xin và phê chỉ thị đồng ý rồi đưa đồng chí Phạm Duệ Hằng thẩm duyệt. Phạm Duệ Hằng cũng phê chỉ thị đồng ý, lại đưa cho đồng chí Diệp Thạch Sinh thẩm duyệt, đơn xin đến tay Diệp Thạch Sinh thì bị khựng lại. Vấn đề không nằm ở Diệp Thạch Sinh mà là do Thôi Hướng Dây Dưa đưa ra ý kiến bất đồng. Bí thư Diệp, thành phố Bảo không có xin vốn chuyên dụng, các dự án trước mắt đều tiến hành rất thuận lợi, thành phố Đan Thành lại đề đơn xin có phải là có ý gì khác không? Tỉnh không có nhiều tiền, thành phố nào cũng muốn đưa tay xin tiền, tỉnh đâu phải ngân hàng, ở đâu mà có nhiều tiền đến vậy. Thành phố Đan Thành lần đầu đệ đơn xin liền lập tức được chi thì thành phố Bảo thấy vậy cũng đệ đơn xin, vậy tỉnh có cho hay không? Nếu cho thì số vốn chuyên dụng sẽ dùng hết, nếu không cho thì thành phố Bảo sẽ có ý kiến tại sao cấp cho thành phố Đan Thành mà không cấp cho thành phố Bảo, không thể bên nặng bên nhẹ được, có đúng không? Không thể nói lời nói của Thôi Hướng là không có lý. Diệp Thạch Sinh nghĩ lại cũng thấy đúng nên cũng có chút do dự. Thôi Hướng lại nói tiếp. Và lại nếu thành phố Đan Thành và thành phố Bảo thí điểm thành công thì dự tính sẽ có nhóm thành phố thí điểm thứ hai, đến lúc đó ai cũng tranh nhau để trở thành thành phố thí điểm, tại vì sao? Vì biết rằng trở thành thành phố thí điểm sẽ có lý do chính đáng đưa tay xin tiền, khi đó tỉnh sẽ phải làm sao? Cho nên phải phòng khi sự việc chưa xảy ra. Chặn những ý nghĩ muốn xin tiền ngay từ trong ngọn không để cho họ thừa nước đục thả câu.